Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 821, Thuật thôi miên, năm vùng hiện. Trần Kiến Quân trong phòng làm việc. Diệp Thần Phong ngồi ở Trần Kiến Quân làm công trên ghế, trên tay lật xem nam cảng kinh cục hết thảy cao tầng tư liệu, vừa nãy Trần Kiến Quân đi trước một bước, cũng không nhìn thấy Diệp Thần Phong ăn nữ nhi của hắn Trần Tư Vũ đậu hũ, bằng không cho dù Diệp Thần Phong thắng thương phát so đấu. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không cho Diệp Thần Phong quá nhiều thật sắc mặt xem, chớ nói chi là để Diệp Thần Phong ngồi ở hắn làm công trên ghế. Diệp Thần Phong đại thể xem lướt qua trong tay tư liệu, khi hắn lật xem đến Tần Minh Đào hồ sơ thì ánh mắt của hắn dừng lại, hồ sơ trên đại thể viết có quan hệ Tần Minh Đào cơ bản tư liệu, Tần Minh Đào từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên, ở kinh giáo bên trong thành tích phi thường đột xuất, thậm chí ở một lần thực tập bên trong, hắn giải trừ thời đó nguy cấp tình huống. Tần Minh đào hồ sơ trên đối với chuyện này còn giản lược miêu tả một phen, năm đó Nam Cảng kinh sát ở vây quét một nhóm đạo tặc thời điểm, đạo tặc trốn vào một đống thương mại cao ốc bên trong, đồng thời ở thương mại cao ốc bên trong lắp đặt bom hẹn giờ. Tuy rằng Kinh Phương trước tiên đem hết thảy đạo tặc cho đánh gục, nhưng khi đó lắp đặt ở thương mại cao ốc bên trong bom hẹn giờ phi thường tiên tiến, liền ngay cả sách đạn chuyên gia cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bom hẹn giờ rỡ xuống ở khẩn cấp nhất bước ngoặt, lúc đó vẫn còn thực tập kinh sát Tần Minh Đào đứng dậy, ở tất cả mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, rất mau đem bom hẹn giờ cho dỡ xuống, cũng chính là này một cơ hội duy nhất, làm cho Tần Minh Đào một lần tiến vào Nam Cảng kinh giới cao tầng trong tầm mắt, sau đó Tần Minh Đào phải đến Trần Kiến Quân đại lực bồi dưỡng, bây giờ ở Nam Cảng kinh giới địa vị đã xem như là tay không có thể nhiệt. Diệp Thần Phong ở xem xong Tần Minh Đào tư liệu sau, Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt không dễ phát hiện nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Minh Đào năm đó hẳn là chỉ có 20 tuổi ra mặt. Một cái nho nhỏ thực tập kinh sát, dĩ nhiên sẽ như vậy kinh thông sách bom. Hơn nữa trong tài liệu miêu tả Tần Minh Đào quá mức hoàn mỹ, thường thường quá mức hoàn mỹ chính là giả tạo mặt ngoài. Nếu như vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong chỉ là hoài nghi Tần Minh Đào là đảo quốc nằm vùng, như vậy hiện tại Diệp Thần Phong 80% xác định Tần Minh Đào chính là nằm vùng. Âm âm âm, Trần Kiến Quân cửa phòng làm việc bị vang lên, Trần Kiến Quân trực tiếp nói một tiếng, đi vào. Tần Minh Đào bồi tiếp nước mắt mông lung Trần Tư Vũ đi vào trong phòng làm việc, Diệp Thần Phong vừa nãy ăn Trần Tư Vũ đậu hũ thời điểm, Tần Minh Đào nhưng là cũng ở hiện trường, xem Tần Minh Đào biểu hiện, hắn hẳn là yêu thích Trần Tư Vũ. Trần Trưởng phòng chúng ta không nên để hắn ở đây hồ đồ nơi này là nam cảng kinh vụ nơi mà hắn tính là gì người coi như thương pháp của hắn lợi hại một chút chúng ta nam cảng kinh lực cũng không thể toàn bộ nghe hắn chỉ huy tần minh đào đang nhìn đến diệp thần phong ngồi ở trần kiến quân làm công trên ghế sau con người của hắn hơi co rụt lại lập tức quay về trần kiến quân nói rằng nước mắt mông lung trần tư vũ nhớ tới vừa nãy diệp thần phong trắng trợn không kiêng rẻ nhào nặn ngực của nàng bộ nàng liền tức giận đến nghiến răng cũng lập tức phụ họa nói ba diệp thần phong chỉ là một cái công tử bột mà thôi ngươi lẽ nào thật sự muốn đem nam cảng hết thảy kinh lực giao cho hắn sao không giống nhau không chờ trần kiến quân trả lời tỏa trên ghế làm việc diệp thần phong liền mở miệng ta nói cô nàng ta xem ngươi ai là người tốt ai là người xấu người đều căn bản không phân biệt được, chạm ở bên người ngươi cái kia ra dáng lắm ra hỏa, ta xem liền không phải người tốt lành gì. Lần này phụ trách chữa bệnh đội bảo vệ sắp xếp người hẳn là ngươi. Ngươi có thể giải thích cho ta một thoáng, tại sao bốn chiếc kinh xe, một chiếc Mercedes thương vụ xe cùng một chiếc xe buýt dưới đáy bị xếp vào bom sao? Diệp Thần Phong nhìn Tần Minh đào hỏi. Cái gì, Diệp Tiên Sinh, ngươi là nói không riêng các ngươi tỏa xe dưới đáy bị lắp đặt bom, liền ngay cả kinh xe dưới đáy cũng bị lắp đặt bom. Bởi Trần Tư Vũ còn chưa kịp báo cáo tình huống, vì lẽ đó Trần Kiến Quân mới sẽ trong chớp mắt kinh ngạc như vậy, ở sau khi kinh ngạc. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, một đôi ác liệt con mắt nhìn về phía Tần Minh Đào. Tần Minh Đào ở nhận ra được Trần Kiến Quân ánh mắt sau, hắn lập tức nói rằng, "Trần trưởng phòng, chuyện lần này là ta thất trách, đảo quốc ninja suốt quỷ nhập thần." Bọn họ muốn ở kinh xe dưới đáy lắp đặt bom là dễ như ăn cháo, bất quá, ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện tương tự, bằng không ta đem trên người bộ này kinh phục cho cởi. Nghe được Tần Minh Đào bảo đảm sau khi, Trần Kiến Quân ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, phất phất tay, nói rằng, Minh Đào, chuyện này cũng không trách ngươi được, đảo quốc nhìn ra lợi hại, những này gì chúng ta là thân thân thể sẽ quá diệp thần phong đối với tần minh đào bảo đảm là khít mũi con thường coi như đảo quốc ninja như thế nào đi nữa lợi hại muốn đem bom lắp đặt ở kinh xe dưới đáy cái này cũng là phi thường không dễ dàng huống chi khoảng thời gian này nam cảng tình thế phi thường nghiêm túc nam cảng khắp mọi mặt hẳn là càng thêm kinh dịch đảo quốc ninja muốn đem bom không bị phát hiện lắp đặt ở kinh xe dưới đáy tỷ lệ hầu như bằng là linh vì lẽ đó kinh sát bên trong cục khẳng định là có nội ứng cho tới Trần Kiến Quân là quá mức tin tưởng Tần Minh Đào, Tần Minh Đào là Trần Kiến Quân một tay bồi dưỡng lên, ở kinh sát bên trong cục hắn ngoại trừ tin tưởng nhất con gái của chính mình bên ngoài, thứ hai chính là Tần Minh Đào, hắn thậm chí đã cân nhắc để Tần Minh Đào làm hắn tới cửa con rể. "Ngươi, ngồi xuống trước, ta phải thấu hiểu một ít chữa bệnh đội bảo vệ phương diện tình huống." Diệp Thần Phong chỉ vào Tần Minh Đào nói rằng, "Diệp Thần Phong Người dựa vào cái gì ở cha ta trong phòng làm việc đối với tần học trưởng đến kêu đi hết. Người lập tức cho ta rời đi nơi này. Trần Tư Vũ thở phì phò nói. Diệp Thần Phong không để ý đến Trần Tư Vũ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Kiến Quân. Trần Kiến Quân ở cảm nhận được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, hắn cười khổ nói, Minh Đào, người cứ ngồi hạ xuống đối với Diệp Tiên Sinh nói rõ một thoáng chữa bệnh đội bảo vệ phương diện tình huống. Tần Minh Đào khi nghe đến Trần Kiến Quân Đô mở miệng, hắn chỉ có thể ở Diệp Thần Phong trước ngồi xuống, ở Trần Kiến Quân trên bàn làm việc bày đặt một đài mô hình địa cầu. Diệp Thần Phong dùng tay trái chậm rãi gảy lên, từ trong thân thể thả ra ngoài một chút yếu ớt linh hồn lực, cười nói cầm thú huynh, ta vừa nãy xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi ở kinh giáo bên trong rất là xuất sắc đây. Đó là đương nhiên, Tần Học Trưởng là kinh giáo bên trong từ trước tới nay tối xuất sắc một tên học viên, căn bản không phải ngươi loại này công tử bột có thể đem so sánh. Một bên Trần Tư Vũ là trợn mắt chừng chừng nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong. Mà Tần Minh Đào khi nghe đến cầm thú huynh danh xương này thời điểm, bên trong thân thể của hắn lửa giận tăng. Một thoáng liền nhô ra, đặt ở trên đùi bàn tay chăm chú nắm long thành nắm đấm, đem ánh mắt nhìn về phía một bên, hắn sợ lại nhìn Diệp Thần Phong dáng dấp, hắn sẽ lại một lần nữa không nhịn được. Tần Minh Đào bị trên bàn diệp thần phong dùng tay trái chuyển động mô hình địa cầu hấp dẫn ánh mắt, theo mô hình địa cầu từng vòng chậm rãi chuyển động, để Tần Minh Đào có loại rất cảm giác huyền diệu để ánh mắt của hắn cũng lại không thể rời bỏ mô hình địa cầu. Diệp thần phong lợi dụng mô hình địa cầu chuyển động cùng yếu ớt linh hồn lực, triển khai một lần thiển độ thôi miên, nhìn thấy tần minh đào chăm chú nhìn chằm chằm mô hình địa cầu, trong trong mắt ánh mắt trở nên càng ngày càng dại ra thời điểm. Diệp thần phong là biết cơ hội tới, Hắn lập tức hỏi kinh xe dưới đáy bom là người phái người lắp đặt, hoặc là chính ngươi lắp đặt. Một bên Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ hỏi ra vấn đề thế này đến, bất quá, bọn họ cảm thấy Diệp Thần Phong quá mức ngây thơ, ai sẽ chính mình chủ động thừa nhận chính mình là hung thủ. Huống chi bọn họ căn bản là không cho là Tần Minh Đào là lắp đặt bom người, bọn họ đều tin tưởng Tần Minh Đào. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin phát sinh, ở Diệp Thần Phong tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm Tần Minh Đào có chút chất phát trả lời một câu bốn chiếc kinh xe dưới đáy bom chính là ta lắp đặt âm um, âm um, âm um. Tần Minh Đào câu nói này để Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ trong óc là sôi sùng sục đôi này chuyện này đối với phụ nữ hai con mắt trợn lên lớn vô cùng nhìn chòng chọc vào Tần Minh Đào bọn họ không cách nào tin tưởng lỗ tai mình nghe được âm thanh đang trả lời xong Diệp Thần Phong cái vấn đề sau Tần Minh đào giải ra ánh mắt lại khôi phục vẻ mặt, dù sao Diệp Thần Phong triển khai chỉ là thiền độ thôi miên mà thôi. Tần Minh đào phảng phất đã quên lời của mình đã nói, nhìn thấy một bên Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn sau, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cầm thú huynh, kinh sát bên trong cục nằm vùng quả nhiên là ngươi, ngươi là muốn chính mình bàn giao đây. Hay là muốn ta động thủ để ngươi bàn giao? Diệp Thần Phong phía sau lưng dựa vào ghế cười hỏi. chương 822, càn dỡ đến cực điểm. Hủy diệt kế hoạch. Minh Đào, ngươi, ngươi lại là đảo quốc người nằm vùng. Trần Kiến Quân trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sự phẫn nộ. Nguyên bản nước mắt mông lung Trần Tư Vũ, nàng khi nghe đến Tần Minh Đào trả lời sau khi, đầu tiên là sướng sờ ở tại chỗ 2-3 giây đồng hồ, tiếp theo là hung hăng lắc đầu, trong miệng lầm bầm lầm bẩm nói, không thể, không thể, tần học trưởng ngươi làm sao có khả năng là nằm vùng đây. Tần Minh đào sắc mặt trong phút chốc kịch biến, trong ánh mắt tràn ngập mê man, lập tức nói rằng, Trần trưởng phòng, Trần học muội các ngươi không muốn nghe tiểu tử này ăn nói linh tinh, ta làm sao có khả năng là nằm vùng đây. Các ngươi phải tin tưởng ta. Diệp thần phong từ trên ghế chạm lên, tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, ta cũng không có ăn nói linh tinh, vừa nãy là ngươi thừa nhận chính mình ở bốn chiếc kinh xe dưới đáy lắp đặt bom, Trần trưởng phòng cùng cô nàng này đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, người hiện tại là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau khi, Tần Minh Đào nhớ tới vừa nãy nhìn chằm chằm mô hình địa cầu thì, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng cảm giác, hắn sắc mặt càng thêm trắng xám mấy phần, tương tự là từ trên ghế chạm lên, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi, ngươi ngậm máu phun người, nhất định là ngươi đang dở trò quỷ, Trần Trưởng phòng, Trần Học muội, hai người các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vừa nãy ta đối với ngươi triển khai thuật thôi miên, vì lẽ đó lời của ngươi nói khẳng định là xuất phát từ nội tâm, nếu xác định ngươi chính là nằm vùng, như vậy ta cũng là không dùng tới khách khí với ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai chân đột nhiên đạp, trực tiếp phóng qua trước mặt bàn làm việc, một cước đá vào Tần Minh Đào ngực, làm cho Tần Minh Đào ngã sắp xuống ở trên mặt đất. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có dừng tay như vậy. Đùi phải nhanh chóng hướng về tần minh đào dưới khố đạp đi ra ngoài, xì xì một tiếng, tần minh đào tiểu đệ đệ trực tiếp bị đá bạo. Thống chính là trợn tròn mắt, một vũng máu tươi từ hắn đúng quần bên trong thẩm thấu ra ngoài. Vừa nãy Diệp Thần Phong là ở tần minh đào không hề phòng bị dưới, mới đưa thiển độ thôi miên triển khai thành công, nếu như muốn để tần minh đào nói thật, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể triển khai chân chính thuật thôi miên, vì lẽ đó chỉ có để Tần Minh Đào ý chí lực giảm xuống tới trình độ nhất định, hắn mới có thể ở Tần Minh Đào trên người thành công sử dụng tới chân chính thuật thôi miên đến. Từ Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên đến cuối cùng đá bạo Tần Minh Đào tiểu đệ đệ. Hệ này liệt động tác phát sinh ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó, đợi được Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ phản ứng lại thời điểm, Tần Minh Đào đã là đã biến thành trăm phần trăm không hơn không kém thái giám. Trần Tư Vũ nhìn thấy nằm trên đất trợn tròn mắt Tần Minh Đào. Nàng có chút phẫn nổ quát lên, Diệp Thần Phong, người tại sao có thể như vậy làm? Chúng ta vẫn không có xác định Tần học trưởng đến cùng có phải là nằm vùng. Coi như hắn đúng là nằm vùng, người cũng không thể lạm dụng hình phạt riêng. Một bên Trần Kiến Quân ngọ nguệ môi, vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện. liền bị Diệp Thần Phong dành trước một bước, nói rằng các người trước tiên không nên gấp gáp, Chờ các ngươi nghe xong cầm thú huynh thẳng thắn sau, chỉ sợ các ngươi hai cái thì sẽ không đối với ta cách làm có ý kiến. Diệp Thần Phong ở Tần Minh Đào bên cạnh ngồi xổm xuống, trên tay trái tập trung linh hồn lực, ở Tần Minh Đào trước nhẹ nhàng vung lên, bởi chịu vô cùng lớn lao thương thế, ý chí của hắn lực là nghiêm trọng giảm xuống, Diệp Thần Phong dễ như ăn bánh liền đem Tần Minh Đào cho thuận lợi thôi miên. Nhìn nằm trên đất hai mắt dại ra vô thần Tần Minh Đào, diệp thần phong trực tiếp hỏi người có phải là đảo quốc xếp vào ở nam cảng kinh sát cục nằm vùng phải tần minh đào trả lời đơn giản nói diệp thần phong kế tục hỏi bốn chiếc kinh xe một chiếc mercedes thương vụ xe cùng một chiếc xe buýt dưới đáy bom có phải là ngươi lắp đặt phải tần minh đào lần thứ hai trực tiếp hồi đáp nhìn tần minh đào bé ngoan trả lời dáng dấp một bên trần kiến quân cùng trần tư vũ trong lòng có thể nói là lật lên kinh thiên sóng lớn Đôi này, chuyện này đối với phụ nữ nhìn ra được tần minh đào là bị diệp thần phong thôi miên, bọn họ kinh ngạc cũng không phải diệp thần phong thuật thôi miên, mà là tần minh đào cái này đảo quốc nằm vùng, hai người bọn họ nguyên bản nhưng là đối với tần minh đào phi thường tín nhiệm. Nếu như ta đoán không lầm, người nên không phải người nước hoa. Còn có năm đó thương mại cao ốc bom hẹn giờ sự kiện, cũng là chính người sắp xếp. Diệp thần phong lại hỏi. Nằm ở thôi miên bên trong tần minh đào đương nhiên chỉ có thể thành thật trả lời, cha của ta là đảo quốc người, mẹ của ta là người nước hoa, ta từ nhỏ đã bị sắp xếp đến Nam Cảng, vì là chính là ở tương lai hiệp trợ đảo quốc làm việc tình, mà năm đó thương mại cao ốc bom hẹn giờ sự kiện, là chúng ta đảo quốc một tay bày ra, vì là chính là muốn cho ta tiến vào Nam Cảng kinh giới cao tầng trong tầm mắt. Tần Minh Đào trả lời cùng Diệp Thần Phong suy đoán quả nhiên là giống nhau như đúc, bất quá, một bên Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ khi nghe đến Tần Minh đào tự thuật sau đó, hai người bọn họ thân thể là đột nhiên một trận run rẩy Trần Tư Vũ vẫn đem Tần Minh Đào cho rằng là ca ca tới đối xử, nàng thật sự không nghĩ tới Tần Minh Đào dĩ nhiên sẽ là đảo quốc nằm vùng. Diệp Thần Phong không để ý đến Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ đôi này, chuyện này đối với phụ nữ tâm tình, hỏi tiếp đem các người đảo quốc kế hoạch cho ta nói tường tận nói chuyện. Tần Minh đào giải ra trong ánh mắt lóe qua một vệt giấy rụa vẻ, ở Diệp Thần Phong gia tăng linh hồn lực sau khi, Tần Minh đào trong ánh mắt giấy rụa vẻ lập tức biến mất rồi, lần thứ hai bé ngoan hồi đáp ta cũng không biết chúng ta đảo quốc kế hoạch kế tiếp, bất quá, đêm nay 12 giờ thời điểm, chúng ta đảo quốc sẽ có một cái hủy diệt kế hoạch. Chúng ta cái kế hoạch này thực thi đối tượng chính là Nam Cảng Kinh Vụ Nơi, ta đã ở Nam Cảng Kinh Vụ Nơi trưởng phòng làm công nơi bên trong, lén lút lắp đặt một viên bom hẹn giờ, đợi được 12 giờ thời điểm, sẽ có rất nhiều ninja lẻn vào kinh vụ nơi, đem kinh vụ nơi bên trong kinh sát toàn bộ sát quang, sau đó toàn bộ kinh vụ nơi sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Đương nhiên chúng ta còn có thể đem trần kiến quân đầu cho cắt đi, treo ở Nam Cảng cao nhất cao ốc trên, đồng thời đem video phát đến Internet đi, đến thời điểm coi như Nam Cảng có thể khống chế lại do bệnh truyền nhiễm mang đến sao độc. Nếu như Nam Cảng kinh vụ nơi bị nổ, kinh vụ nơi trần trưởng phòng đầu bị treo ở cao ốc trên, e sợ toàn bộ Nam Cảng sẽ triệt để nằm ở bạo loạn bên trong. Lại có thêm chúng ta đảo quốc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, cuộc bạo loạn này đầy đủ đem toàn bộ Nam Cảng cho hủy diệt, vì lẽ đó đêm nay 12 giờ kế hoạch mới sẽ xưng là hủy diệt kế hoạch. Nghe Tần Minh đào tự thuật hủy diệt kế hoạch toàn bộ tỉ mỉ quá trình, Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ trong miệng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Trần Kiến Quân, Hắn khi nghe đến Tần Minh Đào nói muốn đem đầu của hắn cắt đi, đồng thời treo ở nam cảng cao nhất cao ốc trước, ngực hắn bị cháy hừng hực sự phẫn nộ cho lấp kín, hắn không nghĩ tới chính mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy Tần Minh Đào, lại là một con bạch nhãn lang. Người đem bom hẹn giờ lắp đặt ở trần trưởng phòng trong phòng làm việc cái nào vị trí. Diệp Thần Phong không nghĩ tới đêm nay đảo quốc sẽ có hành động. Ta đem bom lắp đặt ở trần kiến quân bàn làm việc dưới đáy. Tần Minh Đào trực tiếp hồi đáp. Nghe được Tần Minh Đào sau khi trả lời, Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ lập tức ngồi xổm bàn làm việc dưới đáy. Trần Kiến Quân trên mặt đất gạch men sứ trên nhẹ nhàng gõ gõ, phát hiện có một khối gạch men sứ bên trong là không. Khi làm Trần Kiến Quân dụng tay rời thời điểm, đập vào mi mắt rõ ràng là một viên bom hẹn giờ, hiện tại cách nổ tung thời gian còn có một canh giờ. Cản rỡ, đảo quốc những này con rùa thực sự là quá cản rỡ. Trần Kiến Quân giận không nhịn nổi lớn tiếng gầm hét lên. "Trần trưởng phòng, ta có thể cứu ngươi cùng với kinh vụ nơi bên trong kinh sát một mạng, hiện tại ngươi tổng hẳn là đối với ta không có ý kiến gì." Diệp Thần Phong cười hỏi. "Diệp tiên sinh, từ giờ khắc này, nam cảng hết thảy kinh lực đều nghe theo ngươi chỉ huy, ta Trần Kiến Quân sẽ cực lực phối hợp ngươi." Diệp Thần Phong không chỉ biểu hiện ra kỹ thuật như thần thương pháp, hiện tại lại biểu hiện ra khó mà tin nổi thuật thôi nguyên. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Thần Phong càng ngày càng cung kính lên, trong lòng nguyên bản đối với Diệp Thần Phong xem thường biến mất không còn một mống. Diệp Thần Phong thỏa mãn gật gật đầu, nhìn một bên Trần Tư Vũ, nói rằng, cô nàng, hiện tại ngươi hẳn phải biết ngươi Tần học trưởng là cầm thú. Ngươi nếu như không tin, ta có thể sẽ giúp ngươi hỏi một vấn đề. Ở trong lòng ngươi Trần Tư Vũ là đặt tại vị trí nào? Diệp Thần Phong quay về Tần Minh Đào hỏi một câu. Tần Minh Đào hồi đáp, Trần Tư Vũ này tiện nữ nhân, ta đã sớm hướng về nàng biểu lộ quá, có thể nàng lại nói chỉ coi ta là làm ca ca đối xử. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cho nàng ở thân thể của ta dưới kêu to, ta phải đem nàng khỏe mạnh đùa bỡn đùa bỡn. Nghe xong Tần Minh Đào lần này trả lời sau khi, Trần Tư Vũ là cũng không còn cách nào chịu đựng, vào tới Tần Minh Đào trước, một cước trực tiếp đá vào Tần Minh Đào chảy ra máu tươi đúng quần trên, trong miệng khẽ kêu nói, xúc sinh, Tần Minh Đào, người xúc sinh không bằng, uổng ta coi ngươi là làm ca ca ruột thịt đối xử. chương 823, tiến hành bên trong hủy diệt kế hoạch. A. À, Tần Minh Đào dưới khố ăn một lần thống, trong cổ họng không nhìn được thất thanh gầm rú lên, cả người từ thôi miên trạng thái bên trong tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Tư Vũ cùng Trần Kiến Quân đối với hắn hận thấu xương ánh mắt sau. Hắn nhớ tới vừa ở trong đầu của chính mình lại trống không một quãng thời gian, hắn biết mình là lần thứ hai Diệp Thần Phong nói, nếu sự tình đã triệt để bại lộ, như vậy hắn cũng không cần thiết chứa đựng đi tới, cố nén đúng quần dưới đau nhức, hắn cắn răng hỏi các ngươi đều biết cái gì. Diệp Thần Phong nhìn trên trán nổi gân xanh tần minh đào, thuận miệng nói rằng, phải biết chúng ta biết rồi, không phải biết chúng ta cũng biết. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên trong phòng làm việc trên vách tường thì chung, hiện tại đã là 11 giờ 50 phút, khoảng cách đảo quốc hủy diệt kế hoạch chỉ còn dư lại 10 phút, hắn lập tức quay về Trần Kiến Quân, nói rằng Trần Trưởng Phòng, người lập tức liên hệ Nam Cảng cái khác kinh cục người, để bọn họ phái kinh sát chạy tới nơi này trợ giúp, tốt nhất hết thảy kinh sát đều mang tới cường hãn hỏa lực vũ khí. Hiện tại Diệp Thần phong tay phải vai xương vỡ nứt, bên trái bên hông lại đứt đoạn mất thật nhiều dễ, cái xương sườn, hắn không muốn ở đảo quốc nhìn ra trên người lãng phí linh hồn lực, nếu như Nam Cảng Kinh Sát có thể tự mình giải quyết trước mắt lần này phiền phức liền tốt nhất. Bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng chỉ lo, đêm nay đảo quốc hủy diệt kế hoạch bên trong sẽ lần thứ hai bốc lên linh hồn lực chiến sĩ đến, đây là Diệp Thần Phong hiện ở trong lòng lo lắng nhất. Trần Kiến Quân khi nghe đến Diệp Thần Phong sau, hắn lập tức từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, bấm cách kinh vụ nơi người gần nhất kinh sát cuộc điện thoại, số điện thoại một lần lại một lần bát đi ra ngoài, chỉ thấy Trần Kiến Quân trên mặt chậm rãi hiện lên hoang mang vẻ. Lông mày cũng chiếu càng ngày càng gấp. Trần Kiến Quân, người không muốn lãng phí thời gian, kinh vụ nơi bên này tín hiệu. Ở 11 giờ 45 phân thời điểm, toàn bộ bị tự động che đậy, người ở đây căn bản đánh không ra bất kỳ một cú điện thoại, các ngươi liền bé ngoan cho ta chờ chết. Nằm trên đất tần minh đào vẻ mặt phi thường dữ tợn, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ, tiếp tục nói Trần Tư Vũ, ngươi yên tâm được rồi. Ngươi là đêm nay duy nhất có thể sống sót người, tuy rằng nửa người dưới của ta đồ vật vô dụng, thế nhưng ta còn có miệng cùng ngón tay. Chỉ dựa vào hai thứ đồ này, ta cũng có thể để cho ngươi sảng khoái trời cao đi. Trần Tư vô tức giận đến là trước ngực hai ngọn núi một trận run rẩy, này vẫn là từ trước cái kia ở trước mặt nàng hiền lành lịch sự tần học trưởng sao. Nếu như nắm tần minh đào cùng diệp thần phong đem so sánh, nàng hiện tại cảm thấy Diệp Thần Phong thực sự quá chính nhân quân tử. Trái lại Tần Minh Đào chính là một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Đùng 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 đùng. Giữa lúc Trần Tư Vũ muốn lần thứ hai đối với Tần Minh Đào động thủ thời điểm. Trần Kiến Quân làm công ánh đèn trong phòng không có dấu hiệu nào tắt. Ở Tần Minh Đào làm công ánh đèn trong phòng tắt đồng thời. Toàn bộ kinh vụ nơi bên trong hết thảy ánh đèn cũng toàn bộ tắt. Toàn bộ kinh vụ nơi trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối bên trong tích đáp, tí tách, tí tách. Trần Kiến Quân bên trong phòng làm việc trong chớp mắt yên tĩnh lại, chỉ có trên tường thì trung kim dây liên tục chuyển động âm thanh. Giờ khắc này, thời gian đã là 11 giờ 55 phút. Ha ha ha, nằm trên đất tần minh đào đột nhiên làm càn bắt đầu cười lớn, trong cổ họng gầm hét lên, tử thần cách các người càng ngày càng gần, đêm nay các người đừng hỏng muốn sống sót rời đi kinh vụ nơi. Kinh vụ nơi bên trong có năng lực chiến đấu vũ kinh, đã toàn bộ bị ta cho trước đó điều đi rồi. Các ngươi diện đối với chúng ta đảo quốc ninja, sẽ chỉ là cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý chúng ta sâu xé. Người đối với hắc ám từ trước đến giờ là sẽ sản sinh sợ hãi, khi nghe đến tần minh đào lời nói này sau khi, trong bóng tối trần kiến quân trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ, lạch cạch. Một tiếng, nắm trong tay điện thoại di động rơi xuống ở trên mặt đất mà trong bóng tối trần tư vũ thân thể mềm mại là một trận run rẩy trên mặt vẻ mặt là càng ngày càng trắng xám vừa nãy tần minh đào đem lời nói đến mức phi thường rõ ràng nếu như nàng rơi xuống đảo quốc ninja trong tay e sợ cuối cùng kết cục sẽ sống không bằng chết bên trong phòng làm việc duy nhất duy trì chấn định chỉ có diệp thần phong đêm nay coi như hắn không nghĩ ra tay cũng không xong rồi tuy rằng hắc ám đối với hắn mà nói hầu như không có ảnh hưởng nhưng hắn chỉ lo chờ sẽ xuất hiện cường hãn linh hồn lực chiến sĩ. Như vậy ở trong bóng tối đối chiến nhưng là phi thường bất lợi, hiện tại nhất định phải lập tức khôi phục kinh vụ nơi hết thảy ánh đèn mới được. Diệp Thần Phong nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là 11 giờ 58 phân. Diệp Thần Phong vội vàng nói, Trần Trưởng phòng các người kinh vụ nơi điện lực thiết bị ở nơi nào? Người hiện tại lập tức mang ta tới một chuyến, hiện tại còn không là chờ chết thời điểm. Ngươi nhưng là nam cảng kinh giới người đứng đầu, người lẽ nào muốn liền như thế chết ở đảo quốc nin gia trong tay sao? Diệp Thần Phong lần này cổ vũ đối với Trần Kiến Quân phi thường hữu dụng, hắn lập tức tỉnh lại nổi lên kinh thần đến, nói rằng, "Diệp tiên sinh, người đi theo ta, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi kinh vụ nơi điện lực thiết bị địa phương." Ta lưu lại coi chừng Tần Minh Đảo tên xúc sinh này, Trần Tư Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng, "Trong bóng tối nhìn về phía Tần Minh Đảo, ánh mắt tràn ngập không quen." Diệp Thần Phong không thời gian làm lỡ, cũng liền không nói thêm gì, trực tiếp cùng Trần Kiến Quân đi ra trong phòng làm việc, ở đi hướng về kinh vụ nơi điện lực thiết bị giờ địa phương, gặp phải hai tên vừa vặn hướng Trần Kiến Quân báo cáo tình huống kinh viên, liền này hai tên kinh viên theo Diệp Thần Phong cùng Trần Kiến Quân đồng thời hướng về điện lực thiết bị địa phương đi đến. Khi làm Diệp Thần Phong theo Trần Kiến Quân đi tới kinh vụ nơi điện lực thiết bị giờ địa phương, thời gian đã là hừng đông 12 giờ ra mặt xa xa thỉnh thoảng sẽ lúc ẩn lúc hiện truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hẳn là đảo quốc ninja bắt đầu hành chuyển động, bọn họ đang điên cuồng thu gặt kinh vụ nơi bên trong kinh sát tính mệnh. Diệp thần phong bởi một đời trước là quốc gia bồi dưỡng được đến siêu cấp nhân tài, hắn đối với khắp mọi mặt đều phi thường kinh thông, hắn nhanh chóng kiểm tra một lần kinh vụ nơi điện lực thiết bị, hắn phát hiện điện lực thiết bị bên trong rất nhiều đường bộ đều bị phá hỏng, hiện tại thời gian gấp vô cùng bách, diệp thần phong đem chủ yếu mấy cây tuyến nối liền với nhau hắn chỉ có thể tạm thời để kinh vụ nơi khôi phục điện lực khoảng một tiếng đùng 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 ở diệp thần phong đem chủ yếu mấy cây tuyến liên tiếp được rồi sau khi toàn bộ kinh vụ nơi bên trong ánh đèn bỗng nhiên toàn bộ lượng lên đi chúng ta mau mau về phòng làm việc của ngươi diệp thần phong quay về trần kiến quân nói rằng ở kinh vụ nơi bên trong ánh đèn khôi phục một sát na chỉ thấy kinh vụ nơi bên trong rất nhiều nơi là máu chảy thành sông, hầu như là hết thảy kinh sát toàn bộ bị giết sạch rồi. Lần này lẻn vào kinh vụ nơi ninja tổng cộng có 20 tên, này 20 tên ninja ở càn quét xong kinh vụ nơi sau, đi tới kinh vụ nơi trưởng phòng trong phòng làm việc, nguyên bản cửa phòng làm việc là bị Trần Tư Vũ cho khóa trái, nhưng là trực tiếp bị một tên ninja cho phá ra. Bên trong phòng làm việc đột nhiên sáng lên đến ánh đèn để 20 tên đảo quốc ninja không khỏi ngây cả người, nằm trên đất tần minh đảo đang nhìn đến đảo quốc ninja sau khi xuất hiện, lập tức hô cứu ta, cứu ta. Audio điện tử võ tấn bền Một tên hắc đảo quốc ninja đem tần minh Đào từ trên mặt đất phù lên, đối mặt 20 tên khí thế hùng hổ đảo quốc ninja, trần tư vũ căng thẳng nắm đấm nắm chặt. Nàng phi thường rõ ràng đảo quốc ninja thực lực, nàng liền một tên đảo quốc ninja cũng đối phó không được, một đôi trong con người xinh đẹp tuy rằng còn mang theo quật cường, nhưng càng nhiều nhưng là tuyệt vọng. Trần Tư Vũ, ta đã sớm nói, ta muốn cho ngươi sảng khoái trời cao đi. Bị một tên đảo quốc ninja đỡ tần minh đào, khóe miệng hiện lên một vệt dữ tợn nụ cười, nói rằng, cho ta đem nữ nhân này y phục trên người toàn bộ cho vạch trần, sau đó sẽ đi đem trần kiến quân đầu cho cắt đi, Đến thời điểm ở đây mỗi người đều có thể hưởng dụng nữ nhân này thân thể. Nghe được Tần Minh Đào như vậy xúc sinh không bằng sau, Trần Tư Vũ sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, nàng cho tới bây giờ vẫn là một cái chưa làm hết sức mình nữ nhân, nếu như thân thể của nàng cũng bị chừng 20 người đàn ông thay phiên hưởng dụng, nàng còn không bằng tự sát. Trần Tư Vũ, ngươi đừng nghĩ muốn tự sát, chúng ta đối với thi thể cũng là phi thường cảm tình thú, chúng ta không ngại đùa bỡn thi thể của ngươi. Tần Minh Đào trên mặt là mười phần biến thái nụ cười. Tần Minh Đào, ngươi, ngươi. Trần Tư Vũ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hàm răng chăm chú cắn môi, từng tia từng tia máu tươi từ trên môi của nàng tràn ra ngoài. Hai tên hắc y ra hướng về Trần Tư Vũ chậm rãi đến gần rồi, muốn lập tức đem Trần Tư Vũ y phục trên người cho lôi kéo đi, dù sao bọn họ nhiệm vụ tối nay còn chưa hoàn thành, không thể ở đây lãng phí thời gian huống hồ kinh vụ nơi bên trong ánh đèn đột nhiên lượng lên, để bọn họ có một loại phi thường dự cảm không tốt. Nếu không là Tần Minh Đào phụ thân ở đảo quốc có một ít địa vị, Tần Minh Đào ở sự kiện lần này bên trong lại lập không ít công lao, những ninja này chỉ sợ sẽ không nghe Tần Minh Đào mệnh lệnh. chương 824, Như Thần Nam Nhân Mắt thấy hai tên hắc y ninja hai bên trái phải tới gần, Trần Tư Vũ nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cây súng lục, khi nàng đem họng súng đen ngòm nhắm ngay bên trái tên kia Hắc Ninja, chuẩn bị muốn không chút do so dự thời điểm nổ súng. Chỉ thấy bên trái tên kia Hắc Y Ninja đột nhiên tăng nhanh tốc độ, căn bản không có cho Trần Tư Vũ cơ hội nổ súng, tay phải đột nhiên vươn ra ngoài, trực tiếp đem Trần Tư Vũ súng lục trong tay đoạt lại đồng thời, tay trái của hắn hóa thành móng vuốt, hướng về Trần Tư Vũ áo khoác tóm tới. Ở bên trái Hắc Y Ninja động thủ thời điểm, Bên phải Hắc Y Ninja cũng bắt đầu hành động, tương tự là đưa bàn tay hóa thành móng vuốt, từ bên phải chụp vào Trần Tư Vũ áo khoác. Xé tan, xé tan. Trần Tư Vũ năng lực phản ứng ngược lại không tệ, ở súng trong tay bị bên trái Ninja đoạt đi thời điểm, nàng dưới chân bước chân trước tiên sau này rút lui, nhưng đáng tiếc chính là chưa hề hoàn toàn tránh thoát hai tên Hắc Y Ninja công kích, hai cánh tay trên áo khoác tay áo cùng bên trong quần áo tay áo toàn bộ bị xé kéo xuống, hai cái trắng như tuyết cánh tay nhất thời hiện ra ở trong không khí. Bị một tên hacker ninja đỡ tần minh đào, hắn cảm thụ đúng quần bên trong khó nhịn đâm nhói, nhìn thấy Trần Tư Vũ hai cái trắng như tuyết cánh tay thì, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn nụ cười, trong cổ họng quát lên, "Trần Tư Vũ, sự phản kháng của ngươi thuần túy là dư thừa, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành ta nữ nô, ta muốn cho rất nhiều nam nhân đều có thể bát ở trên thân thể ngươi vận động." ta muốn người biến thành toàn thế giới bị nhiều nhất nam nhân hưởng thụ quá thân thể nữ nhân. Nửa người dưới tiểu đệ đệ bị đá bạo, biến thành thái giám tần minh đào tâm lý rõ ràng triệt để vặn vẹo, bởi tâm tình quá mức kích động. Hắn gò má hai bên bắp thịt không ngừng mà co giật. Hai bên trái phải hai tên hắc y ninja, bọn họ cầm trong tay Trần Tư Vũ tay áo cho ném xuống đất, hai người lần thứ hai hướng về Trần Tư Vũ đi tới. Trước mắt Trần Tư Vũ trong tay liền thương đều không có, đối mặt hai tên đảo quốc ninja, nàng căn bản không có một chút nào năng lực chống cự. Vừa nghĩ tới nàng thân thể của chính mình rất có thể lập tức sẽ toàn bộ hiện ra ở trong không khí, tùy ý trước mặt những này đảo quốc người thưởng thức, Trần Tư Vũ trong con người xinh đẹp tuyệt vọng vẻ liền càng ngày càng nồng nặc. Trước mắt đối với Trần Tư Vũ mà nói, tự sát là lựa chọn tốt nhất, coi như tần minh đào những người này đối với thi thể của nàng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Tự sát sau nàng tối thiểu cũng sẽ không cảm giác được thống khổ. Nhìn càng ngày càng gần hai tên hắc y ninja, Trần Tư Vũ trên mặt nguyên bản do dự vẻ mặt, bắt đầu trở nên càng ngày càng kiên định. Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị muốn cắn thiệt tự sát thời điểm. Chỉ thấy Trần Kiến Quân cửa phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, bóng đen này thả người khiêu nhảy lên, một cước đạp ở một tên ninja trên đầu, trực tiếp nhảy đến Trần Tư Vũ trước người, giúp Trần Tư Vũ chặn lại rồi hai bên trái phải hai tên hắc y ninja. Trần Tư Vũ khi nhìn rõ sở trước mặt bóng đen sau, nàng vội vàng nói, Diệp Thần Phong, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi không nhìn thấy trong phòng làm việc có nhiều như vậy đảo quốc ninja sao? Ngươi nên muốn lập tức rời đi kinh vụ nơi, ngươi tại sao còn muốn đến quản ta? Trần Tư Vũ trong lòng đối với Diệp Thần Phong hình tượng là đại đại đổi mới, trong giọng nói không khỏi có trách cứ cùng lo lắng mùi vị. Bị một tên hắc y ninja đỡ tần minh đào đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện ở văn phòng sau khi, trên mặt hắn giữ tợn nụ cười càng thêm rồi rào, xoay người hướng về cửa phòng làm việc liếc mắt nhìn, nhìn thấy Trần Kiến Quân cùng hai tên kinh sát đứng ở nơi đó. Hắn cười lạnh nói, Trần Trưởng phòng người những năm này ngược lại cũng đối với ta không sai. Vì lẽ đó ta có thể để cho ngươi cái cuối cùng tử, chờ chúng ta trước hết giết Diệp Thần Phong sau khi, lại đem đầu của ngươi cho cắt đi. Tần Minh Đào không để ý đến Trần Kiến Quân tâm tình biến hóa, độc ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, mệnh lệnh Diệp Thần Phong trước mặt hai bên trái phải hai tên hắc y Ninja, ra, nói rằng các ngươi lập tức giết cho ta cái này nước hoa nam nhân. Ngươi nên mang theo cha ta rời đi kinh vụ nơi, hiện tại sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trần Tư Vũ bên mép nói lầm bầm. Diệp Thần Phong nhìn hai bên trái phải hướng hắn công kích tới được hai tên hắc ninja, trên mặt hắn không có biểu hiện ra bất kỳ hoang mang vẻ, từ lúc vừa nãy hắn liền đem linh hồn lực ở ngoài phóng ra, cẩn thận cảm ứng một thoáng chu vi, hắn cũng không có ở chung quanh đây cảm thấy được có linh hồn lực chiến sĩ tồn tại, vì lẽ đó muốn đối phó trước mặt này 20 đảo quốc ninja, đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con thỏ sự tình diệp thần phong đầu tiên nhanh chóng tránh thoát bên phải hắc y ninja công kích đồng thời thân thể hắn một cái nghiêng người bàn tay trái như chảo bóng cao su giống như vậy đem bên trái hắc y ninja đầu bắt lại năm ngón tay dùng sức uốn lượn lên tên kia bên trái hắc y ninja hắn chỉ cảm thấy trong óc một trận phát trướng tiếp theo ầm một tiếng đầu của hắn trực tiếp bị diệp thần phong cho bóp nát đương nhiên diệp thần phong ở đem bên trái ninja đầu bóp nát sau khi Động tác của hắn không chút nào đình trệ, tay trái ở bên trái ninja thi thể không đầu bên hôm rút ra một thanh võ sĩ đao. Sáng như tuyết đao võ sĩ si ở dưới ánh đèn phản xạ ra tia sáng chói mắt, Diệp Thần phong tay trái nắm đao võ sĩ, dưới chân bước chân linh động xoay một cái, hắn xuất hiện ở bên phải Haki ninja bên cạnh, đao võ sĩ lưỡi đao sắc bén ở bên phải ninja trên cổ tìm tới. Bên phải tên kia Haki ninja lập tức dừng lại ở tại chỗ trên cổ chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu, hai con mắt trợn tròn lên, thân thể chậm rãi hướng xuống đất trên đổ tới. Diệp thần phong triển khai hệ này loại động tác phát sinh ở trong trước mắt, ngăn ngắn 3 đến 5 giây, một tên ninja bị tàn nhẫn bóp nát đầu, một người khác ninja nhưng là bị cắt hiết hầu. Chạm sau lưng Diệp thần phong Trần Tư Vũ, nhìn trong tay trái nắm một thanh võ sĩ đao Diệp thần phong, nàng môi đỏ hơi mở ra, trong con ngươi là dị thải liên tục, nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Thần Phong đã nói, tập kích đoạn nam các loại chờ người đảo quốc ninja đều là bị hắn cho giết chết, hiện tại Trần Tư Vũ bắt đầu tin tưởng câu nói này. Trong tay trái nắm đào võ sĩ Diệp Thần Phong, đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm tần minh đào các loại Chợ người, hắn không có hứng thú bồi những này tạp ngư chậm rãi chơi. Vì lẽ đó hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết những này tạp ngư. Bị một tên H.I. Ninja đỡ tần minh đào, Cổ họng của hắn bên trong sùng sục. Sùng sục, ít ngụm nước, hắn bị Diệp Thần Phong tay không bóp nát một tên ninja đầu cử động cho làm kinh sợ, bất quá, hắn chỉ sửng sốt 5, 6 giây, liền lập tức mệnh lệnh còn lại 18 tên ninja, "Lên cho ta, lên cho ta, đồng thời động thủ giết này nước Hoa tiểu xúc sinh." Diệp Thần Phong trong tay trái nắm đao võ sĩ vi khẽ nâng lên, dưới chân sử dụng ngày hôm nay vừa mới mới vừa lĩnh ngộ ra đến Tân Bộ Pháp bạo phong bộ pháp cùng huyền thiên bộ pháp dạng dung hợp. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Trong tay trái nắm đao võ sĩ Diệp Thần Phong, bóng người trong nháy mắt nhảy vào 18 tên hắc y ninja bên trong. Ở đây không có bất cứ người nào có thể bắt lấy Diệp Thần Phong bóng người, chỉ có thể nhìn thấy đao võ sĩ phản xạ màu trắng ánh sáng, không ngừng mà ở còn lại 18 tên đảo quốc ninja trong lúc đó lóe lên. 30 giây đồng hồ qua đi. Diệp Thần Phong bóng người lần thứ hai trở lại Trần Tư Vũ trước, mà 18 tên đảo quốc ninja chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Con, một tiếng. Diệp Thần Phong đem trong tay trái đao võ sĩ vứt tại trên mặt đất, làm không khí bên trong phát sinh nhỏ bé tiếng kim loại hưởng thời điểm, chỉ thấy 18 tên hắc y ninja trên cổ, lần lượt xuất hiện một đạo vết máu, hơn nữa vết máu đang không ngừng mở rộng, mãi đến tận ấm áp máu tươi từ 18 tên ninja cái cổ trên vết thương tuôn trào ra, vết máu mới miễn cưỡng đình chỉ lần thứ hai mở rộng. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. 18 tên ninja thi thể lần lượt ngã vào trên mặt đất, đứng ở 18 tên ninja trung gian tần minh đào, trên mặt của hắn bị một tên ninja trong cổ máu tươi phun đầy, cả người là hoàn toàn choáng váng, hắn không thể tin được diệp thần phong dĩ nhiên dùng ngăn ngắn 30 giây, liền đem 18 tên đảo quốc ninja cho giết. Sao có thể có chuyện đó? chạm ở cửa phòng làm việc trần kiến quân cùng hai tên kinh viên bọn họ nhìn thấy bên trong phòng làm việc máu me đầm đìa cảnh tượng từng cái từng cái là trợn to hai mắt đặc biệt là trần kiến quân hắn không nghĩ tới diệp thần phong không riêng thương pháp kỹ thuật như thần hơn nữa thân thủ còn cường hãn như thế này còn đúng là kinh thành diệp gia công tử bột diệp thần phong sao lời đồn không thể tin lời đồn không thể tin a à. trần kiến quân hung hăng lắc đầu trong lòng âm thầm nói lầm bầm hắn vừa nãy liền Diệp Thần Phong là làm sao ra tay. Làm sao giết chết 18 tên đảo quốc ninja đều không nhìn thấy. Chạm sau lưng Diệp Thần Phong Trần Tư Vũ, bàn tay của nàng che miệng mình, một đôi mắt bên trong dị thải trở nên càng thêm lóa mắt. Nàng nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, thời khắc này, nàng có chút ngây dại, trước mặt cái này Diệp Thần Phong, cùng năm đó trong ký ức cái kia Diệp Thần Phong hoàn toàn khác nhau. Ở Trần Tư Vũ xem ra trước mặt cái này Diệp Thần Phong, quả thực là một cái như thần nam nhân, để bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không tự chủ được tim đập thình thịch. Chương 825, chịu một điểm tiểu thương. Hai người các ngươi đem Tần Minh Đào khống chế lên. Trần Kiến Quân đến cùng là kinh vụ nơi trưởng phòng, hắn ở ngắn ngủi ngây người sau khi, lập tức mệnh lệnh bên cạnh hai tên kinh viên, hắn từ đảo quốc nin ra đối xử Tần Minh Đào về mặt thái độ, đại thể có thể suy đoán ra Tần Minh Đào địa vị không bình thường. Đem Tần Minh Đào giữ lại cố gắng tương lai còn có tác dụng nơi. Hai tên đứng ở Tần Minh Đào bên cạnh kinh viên, không chút do so dự móc súng lục ra cùng còng tay, đem Tần Minh Đào vị này từ trước Nam Cảng kinh giới nhân tài mới xuất hiện khống chế. Trên cổ tay bị khảo còng tay Tần Minh Đào, nhìn trên đất ngang dọc tứ tung đảo quốc ninja thi thể, trên mặt của hắn ở lóe qua một vệt sợ hãi sau khi, trong cổ họng liền lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, Trần Kiến Quân coi như ngươi bắt được ta thì thế nào. Trong phòng làm việc bom hẹn giờ uy lực đầy đủ đem toàn bộ kinh vụ nơi phá hủy, đến thời điểm coi như ngươi không chết, chúng ta không có đem đầu của ngươi treo ở nam cảng cao nhất cao ốc trước, tuy rằng khả năng hiệu quả sẽ thiếu một chút, thế nhưng do chúng ta đảo quốc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nam cảng vẫn cứ sẽ rơi vào bạo loạn cùng hủy diệt bên trong. Trần Kiến Quân sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức chạy đến trước bàn làm việc ngồi sổ người xuống nhìn một chút bom hẹn giờ, phát hiện cách bom hẹn giờ nổ tung còn có nửa giờ, hắn lập tức mệnh lệnh một tên kinh viên, lập tức liên hệ sách đạn chuyên gia. Trần Kiến Quân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, coi như ngươi liên lạc với sách đạn chuyên gia, sách đạn chuyên gia chạy tới kinh vụ nơi tối thiểu muốn người mấy phút chứ. Cuống hồ ta lắp đặt này viên bom hẹn giờ, có thể nói là toàn thế giới tiên tiến nhất, các người nam cảng những cái được gọi là sách đạn chuyên gia, không cho bọn họ một hai ngày thời gian, bọn họ đừng hòng muốn cho bom hẹn giờ dừng lại. Vì lẽ đó đêm nay kinh vụ nơi nhất định muốn vụ nổ lớn. Tần Minh đào khắp khuôn mặt là giữ tợn vẻ. Nghe vậy, Trần Kiến Quân là một mặt cụt hứng vẻ, hắn biết Tần Minh đào nói chính là sự thực. E sợ quá đêm nay Nam Cảng thật sự muốn xử với bạo loạn chi bên trong. Trần Tư Vũ làm Trần Kiến Quân con gái, lại là Nam Cảng kinh giới bên trong kinh hoa, nàng đồng dạng hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ, nàng biết đêm nay qua đi cha của nàng e sợ muốn tự nhận lỗi từ chức. Ở tần minh đào trên mặt giữ tận nụ cười càng ngày càng dồi dào ở trần kiến quân cùng trần tư vũ đôi này, chuyện này đối với phụ nữ rơi vào trong suy tư thời điểm, diệp thần phong chui vào bàn làm việc dưới đáy, tay trái linh hoạt ở bom hẹn giờ trên nghiên cứu lên. Một đời trước thân vì quốc gia bồi dưỡng được đến siêu cấp nhân tài, sách bom đối với một đời trước Diệp Thần Phong tới nói là một môn lớp phải học, vì lẽ đó hắn sách bom kỹ thuật cực kỳ tốt. Đối với Tần Minh Đào lắp đặt này viên bom hẹn giờ. Diệp Thần Phong hai ba lần liền để bom hẹn giờ trên đếm ngược thời gian đình chỉ lại, từ dưới đáy bàn xuyên lúc đi ra, liếc mắt nhìn cụt hứng Trần Kiến Quân, nói rằng Trần Trưởng phòng Dưới đáy bàn bom hẹn giờ, ta đã để nó đình chỉ nổ tung đếm ngược thời gian, người bất cứ lúc nào cũng có thể đưa nó dịch chuyển, nó sẽ không lại nổ tung. Hả? Trần Kiến Quân con người trong dây lát phóng to, không để ý hình tượng chui vào bàn làm việc dưới đáy, nhìn thấy bom hẹn giờ trên thời gian thật sự đình chỉ sau khi, trong lòng của hắn là mừng rỡ như điên, trong miệng nói rằng bom hẹn giờ đếm ngược thời gian thật sự dừng lại, bom hẹn giờ đếm ngược thời gian thật sự dừng lại. Ở Trần Kiến Quân hưng phấn gọi sau khi đi ra. Trần Tư Vũ cũng lập tức chui vào bàn làm việc dưới đáy, khi làm, nàng nhìn thấy cha mình nói chính là sự thực sau. Trong lòng nàng là rơi vào trầm tư bên trong, trong lòng nàng đối với Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ, không riêng thương pháp kỹ thuật như thần, hơn nữa thân thủ còn cường hãn khó mà tin nổi, hiện tại lại hai ba lần hủy đi bom. Trần Tư Vũ biết Tần Minh Đào lắp đặt ở đây bom hẹn giờ khẳng định không đơn giản, Diệp Thần Phong có thể ở thời gian ngắn như vậy hủy đi bom có thể thấy được Diệp Thần Phong sách đạn kỹ thuật có siêu cỡ nào ép. Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài, Diệp tiên sinh, ta thật sự cảm tạ ngài. Lúc này Trần Kiến Quân đối với Diệp Thần Phong càng thêm tôn kính mấy phần, này hoàn toàn là hắn xuất phát từ nội tâm đối với Diệp Thần Phong cung kính. Không thể, không thể, tiểu tử này làm sao có khả năng hủy đi ta tự tay lắp đặt bom. Khi nghe đến Trần Kiến Quân sau, tần minh đào trên mặt giữ tợn nụ cười trong nháy mắt động lại. Trong cổ họng không dám tin tưởng gầm hét lên. Hai người các ngươi đem Tần Minh Đào dẫn đi, cho ta khỏe mạnh trông giữ. Trần Kiến Quân quay về hai tên kinh viên nói rằng, ở hai tên kinh viên mang theo Tần Minh Đào rời phòng làm việc sau, Trần Kiến Quân lại mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ngài ở Nam Cảng khoảng thời gian này, ta Trần Kiến Quân sẽ cực lực phối hợp ngài, ta Trần Kiến Quân tuyệt đối sẽ không là một cái không tuân thủ hứa hẹn người uống Hồ Diệp Tiên sinh ngày còn cứu ta cùng con gái của ta một mạng, Diệp Tiên sinh ân tình ta Trần Kiến Quân cả đời này đều sẽ không quên. Diệp Thần phong hơi gật gật đầu, nói rằng, Trần trưởng phòng, ngươi cho ta chú ý Nam Cảng nhất cử nhất động, nếu như phát hiện đảo quốc ninja tung tích, hoặc là một ít cái khác chỗ đặc biệt, kính xin ngươi trước tiên nói cho ta, ta cảm giác lần này Nam Cảng sự kiện xa còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy nhìn thấy diệp thần phong trên mặt từ từ trở nên nghiêm nghị vẻ mặt trần kiến quân không chút do dự đồng ý đêm nay trận này trở về từ cõi chết để trần kiến quân là triệt để lĩnh giáo đảo quốc nhìn ra đáng sợ nếu như không có diệp thần phong ở đây đầu của hắn e sợ sẽ ở ngày thứ hai treo ở nam cảng cao ốc trước sau đó phần kết công tác diệp thần phong tin tưởng trần kiến quân mình có thể xử lý hắn hiện tại phải nhanh một chút khép lại hữu nơi bả vai vỡ vụn xương cùng với bên trái bên hông gãy vỡ xương sườn, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem y phục trên người cởi ra, chuẩn bị kiểm tra một chút thương thế của chính mình. Trần Tư Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong cởi y phục trên người, nàng vội vàng đỏ mặt nói rằng, Diệp, Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi làm gì thế cởi quần áo? Lẽ nào ngươi đã quên giữa chúng ta cá cược, ngươi đã nói chỉ cần ta đánh thắng ngươi, ngươi liền. Diệp Thần Phong có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ, hắn không ngại đùa giỡn đùa giỡn cái này nữ kinh hoa. Trần Tư Vũ trong lòng mặc dù đối với Diệp Thần Phong sản sinh một chút hảo cảm, thế nhưng nàng cũng không thể liền như vậy đầu hoài tống báo, có thể nàng vừa nãy đúng là đã nói nếu như vậy, trong lúc nhất thời, đúng là sắc mặt ức đến đỏ lên cực kỳ. Được rồi, nhìn thấy sắc mặt đỏ lên Trần Tư Vũ, Diệp Thần Phong cũng biết đùa giỡn gần đủ rồi, lập tức nói rằng, Trần Trưởng phòng ta hiện tại muốn điều trị thân thể một cái, đến kinh vụ nơi trước ta chịu một điểm thương. Nhìn thấy Diệp Thần Phong không có ở chuyện vừa rồi trên cha cứu xuống, Trần Tư Vũ mới biết Diệp Thần Phong là đang nói đùa, nhớ tới Diệp Thần Phong khắp mọi mặt ưu tú năng lực, Trần Tư Vũ trong lòng không khỏi có chút mất mát thầm nghĩ, Diệp Thần Phong nam nhân như vậy hẳn là có rất nhiều người phụ nữ đều sẽ cấp lại chứ. Hắn như thế nào sẽ thật sự coi trọng ta đây? trần kiến quân nguyên bản đang suy nghĩ diệp thần phong đối với hắn người phụ nữ nói thì sao đây ngược lại nghe được diệp thần phong bị thương sau khi hắn vội vàng hỏi diệp tiên sinh ngài nơi đó bị thương thương có nặng hay không có muốn hay không ta lập tức mang đi ngươi một chuyến bệnh viện một điểm tiểu thương mà thôi ta mình có thể xử lý nghe được diệp thần phong câu nói này trần kiến quân cùng trần tư vũ mới thở phào nhẹ nhõm mà Diệp Thần Phong đón lấy nửa câu nói sau, nhưng là để đôi này, chuyện này đối với phụ nữ triệt để há hốc mồm, chỉ có điều là vai phải bàng xương vỡ nứt, bên trái bên hông nứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn mà thôi, thuận tiện hy vọng Trần Trưởng Phòng an bài cho ta một chỗ, ta muốn chính mình điều trị một buổi tối. Cái gì? Vai phải bàng xương vỡ nứt, bên trái bên hông nứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Đây chính là cái gọi là tiểu thương chuyện này quả thật là phi thường thương thế nghiêm trọng. Nhớ tới mặc kệ là thương pháp so đấu, vẫn là ở đối phó ninja thời điểm, Diệp Thần Phong đều là dùng tay trái. Hiện ở tại bọn hắn mới biết Diệp Thần Phong này cũng không phải đang giả bộ bê, mà là tay phải của hắn không cách nào nhúc nhích. Nếu như là những người khác chịu giống như Diệp Thần Phong thương thế, sợ là sớm đã nằm ở trên giường không thể hành chuyển động, mà Diệp Thần Phong không những như cái người không liên quan như thế, còn biểu diễn ra mãnh liệt như vậy năng lực chiến đấu, điều này làm cho Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ trong lòng là lật lên cơn sóng thần. Trần Trưởng Phong, thương thế của ta ta mình có thể xử lý, hơn nữa chữa trị nhất định phải so với bệnh viện nhanh, nếu như ngươi không tiện cho sắp xếp nơi ở, chính ta có thể đi tìm một nhà quán trọ. Diệp Thần Phong không muốn đối với Trần Kiến Quân giải thích thêm cái gì. Trần Kiến Quân nhìn Diệp Thần Phong bên phải nơi bả vai cùng bên trái bên hông hơi ao hãm, Hắn biết Diệp Thần Phong không có đang nói dối, trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái sau khi, hắn cười nói, "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, gian phòng cách vách vừa vặn là ta nghỉ ngơi thì dùng, bên trong cơ bản phương tiện đều đầy đủ hết, nếu như Diệp tiên sinh ngài không chê, ngài ngay khi kinh vụ nơi bên trong nghỉ ngơi một buổi tối đi." "Ân, thật, vậy thì phiền phức Trần trưởng phòng." Diệp Thần Phong gật gật đầu nói rằng. Chương 826: Trong bóng tối dục già dục dịch quang minh xé tan bóng đêm. Đông phương chậm rãi bay lên một vệt ánh sáng, một vòng húc di từ dưới đường chân trời bính đi ra. Tối hôm qua Nam Cảng trải qua một đêm bấp binh, Trần Kiến Quân làm Nam Cảng kinh giới người đứng đầu, hắn là suốt cả một buổi tối không có chợp mắt, vẫn ở xử lý trong tay sửa tình, dù sao tối hôm qua ở lại kinh vụ nơi phần lớn kinh viên đều bị đảo quốc ra cho ám sát. Nam Cảng nơi nào đó so với so sánh biệt thự vắng vẻ bên trong. Một tên chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn đứng ở biệt thự cửa sổ sát đất hộ trước, trong tay phải bưng một con ly cao cổ, ly cao cổ bên trong là tinh màu đỏ chất lỏng, loại này chất lỏng cũng không giống như là rượu đỏ, cũng như là người máu tươi. Tên này người đàn ông trung niên một mặt sát khí, trong ánh mắt tràn ngập siết chóc khát vọng, trên người nổ tung tính bắp thịt là đường viền rõ ràng, tay phải nhẹ nhàng lay động hai lần ly cao cổ bên trong tinh màu đỏ chất lỏng sau hắn đem ly cao cổ phóng tới môi một bên, phi thường hưởng thụ ngửi một cái ly cao cổ bên trong tinh màu đỏ chất lỏng mùi vị, bên trong thân thể sát khí bỗng nhiên tăng vọt lên, trong ánh mắt là đằng đằng sát khí. Người đàn ông trung niên hơi nhấc một miếng tinh màu đỏ chất lỏng, hai cái lợi kiếm giống như lông mày nhẹ nhàng hướng về trên gạt gạt, khóe miệng hiện lên một vệt âm sâm độ cong. Tên này người đàn ông trung niên vị trí là một gian rộng rãi phòng ngủ, ở phòng ngủ bên trái bày ra một cái giường lớn, nằm trên giường một cái không có mặc bất kỳ y vật nữ nhân, nữ nhân trên cổ bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi vẫn cứ ở vết thương bên trong không ngừng ào ào chảy ra, đem trên giường trắng noãn ga trải giường cho nhuộm đỏ, mà tên này nữ nhân đã sớm là ngỏm rồi. Bởi vậy có thể thấy được người đàn ông trung niên tay phải ly cao cổ bên trong tinh màu đỏ chất lỏng, xác thực xác thực chính là người máu tươi. Âm 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 cửa phòng ngủ bị đột nhiên vang lên. Đi vào, người đàn ông trung niên trong cổ họng phát sinh một đạo cực kỳ âm sâm âm thanh. Một tên 27-28 tuổi khoảng chừng trái phải thanh niên đi vào trong phòng ngủ. Tên này thanh niên cũng không có bởi vì trên giường ngỏm rồi nữ nhân mà cảm thấy kinh ngạc, hắn thật giống là hoàn toàn quen thuộc, cung cung kính kính đi tới người đàn ông trung niên trước. Nói rằng, Lang ca, tối hôm qua đảo quốc ninja kế hoạch toàn bộ thất bại, liền ngay cả báo ca cũng chết bị thanh niên gọi là lang ca người đàn ông trung niên tên đầy đủ gọi là chiến lang khi nghe đến thanh niên báo cáo sau khi chiến lang đem ly cao cổ bên trong máu tươi uống một hơi cạn sạch trên mặt không có bất kỳ tâm tình có chỉ là nồng nặc sát khí mà thôi ngô thiên người nói linh báo chết rồi linh báo nhưng là có vương cấp đỉnh cao thực lực hơn nữa hắn một thân thân pháp quái dị coi như là gặp phải cùng đẳng cấp đối thủ hắn đều có thể dễ như ăn cháo giết chết đối phương, hắn làm sao có khả năng sẽ chết ở Nam Cảng kinh sát trong tay. Chiến lang sát khí nồng nặc hai con mắt nhìn chầm chầm thanh niên trước mặt Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên ở cảm nhận được chiến lang ánh mắt sau, cơ thể hơi có chút run rẩy Vội vàng trả lời, lang ca, cư ta điều tra giết chết quốc vương Diệp Thần Phong đi tới Nam Cảng, báo ca hẳn là bị Diệp Thần Phong giết chết. Diệp Thần Phong, cái kia nắm giữ cấp 10 đỉnh cao linh hồn lực tiểu tử, hắn làm sao có khả năng giết chết linh báo, hay là chúng ta hiểu rõ đến tư liệu xuất hiện sai lầm. Diệp Thần Phong thực lực căn bản không ngừng cấp 10 đỉnh cao linh hồn lực. Chiến Lang Suy Tư nói rằng, cấp trên đối với Diệp Thần Phong sự tình đã ở lấy hành chuyển động, nếu Diệp Thần Phong bây giờ đi tới Nam Cảng, như vậy ta liền ra tay gặp gỡ tiểu tử này. Thuận tiện đem tiểu tử này giải quyết chiến lang bên trong thân thể là chiến ý cuộn trào bàng bạc linh hồn lực ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng tản mắt ra điều này làm cho ngô thiên sắc mặt là càng ngày càng trắng xám nếu như diệp thần phong ở đây hắn nhất định có thể cảm giác được ra này chiến lang linh hồn lực đã vượt qua vương cấp cấp độ hẳn là nằm ở tông cấp sơ kỳ linh hồn lực khoảng chừng trái phải lang ca có thể hay không đem khí thế của ngươi thu hồi đến ta có trước tiên không chịu nổi Ngô Thiên bên trong thân thể tinh lực lăn lộn, trong miệng gian nan nói rằng: "Hừ, Chiến Lang trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngô Thiên, ngươi thực lực hôm nay vừa đến vương cấp sơ kỳ, lần này mang ngươi đi ra chủ nếu để cho ngươi học hỏi kinh nghiệm, các ngươi những người này ở vương cấp trước, chỉ là một mực ở tăng cao thực lực, kỳ thực giết người là một cái rất tốt tăng cao thực lực con đường, ngươi nhất định phải giết rất nhiều rất nhiều người." như vậy bên trong thân thể của ngươi mới có thể ngưng tụ sát khí ở cùng người cùng đẳng cấp đối chiến trong quá trình thường thường khí thế là quyết định thắng bại then chốt nếu như kẻ địch trong cơ thể sát khí có thể ảnh hưởng đến ngươi như vậy ngươi liền nhất định sẽ chết ở trên tay kẻ địch vì lẽ đó bên trong cơ thể ngươi sát khí nhất định phải so với kẻ địch trong cơ thể sát khí càng thêm nồng nặc đa tạ lang ca chỉ điểm ta sẽ mau chóng giết nhiều mấy người ngô thiên sắc mặt khó coi nói rằng Ngược lại, Ngô Thiên lại hỏi, Lang ca, có muốn hay không sẽ giúp người chảo mấy cái gia tộc lớn bên trong tiểu thư lại đây? Tạm thời không cần, đảo quốc những này rác rưởi quả nhiên là đủ rác rưởi. bất quá, nếu chúng ta tham dự đến chuyện này bên trong đến rồi, như vậy hiện tại liền thực hành thứ hai kế hoạch. Này thứ hai kế hoạch thực hành lên, còn sợ ta thưởng thức không tới gia tộc lớn tiểu thư Mỹ vị máu tươi sao? Chiến lang đầu lưỡi đỏ thắm vị ý liếm môi một cái. Này Chiến Lang có một cái phi thường đặc thù ham mê, hắn thích uống huyết, hơn nữa nhất định phải là gia đình giàu có đại tiểu thư huyết, còn có một chút đại tiểu thư này nhất định phải là song bích thân. Bởi vì Chiến Lang ở mỗi lần uống gia đình giàu có tiểu thư huyết trước, hắn cũng có cùng gia đình giàu có tiểu thư ở trên giường làm một phen vận động, ở làm xong vận động sau khi, hắn sẽ không chút do dự đem gia đình giàu có tiểu thư cắt huyết hầu, sau đó dùng cái chén đựng một chén ấm áp máu tươi, chậm rãi thưởng thức. Lang ca, cái kia Diệp Thần Phong sự tình đây, ta có muốn hay không giúp Lang ca người đem hắn dẫn lại đây? Ngô Thiên Kế tục hỏi. Chiến Lang lắc lắc đầu, nói rằng chúng ta trước tiên không cần đi quản Diệp Thần Phong, đem Nam Cảng sự tình xử lý sau khi xong, ta sẽ khỏe mạnh bồi Diệp Thần Phong vui đùa một chút. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị cho ta hai ngày sau kế hoạch. Được rồi, lang ca, vậy ta hiện tại liền đi làm. Nói, ngô thiên lui ra gian phòng, đồng thời giúp chiến lang đóng cửa lại. Chiến lang đi tới bên giường, ở nữ nhân bên cạnh thi thể ngồi xuống, đưa tay ra sờ soạn một cái bộ ngực của nữ nhân, sau đó, thân thể của hắn nằm nhoài nữ nhân trên thi thể, môi kề sát ở nữ nhân cái cổ trên vết thương, bắt đầu điên cuồng hút nữ nhân máu tươi. Sau một phút, chiến lang đình chỉ động tác, đem nữ nhân thi thể cho vứt xuống giường, hắn nhưng là tựa ở trên giường, giờ khắc này, hắn là miệng đầy máu tươi, cả người nhìn qua đáng sợ cực kỳ, bên trong thân thể tản mát ra sát khí là càng ngày càng nặng, trong miệng không ngừng thở hổn hển, hai con mắt dường như khát máu dã thú con mắt, cả người thật giống nằm ở nổi khung biên giới. Chiến lang từ trên giường đi lên, trực tiếp đem nữ nhân thi thể từ trên mặt đất nâng lên, tay trái tay phải phân biệt nắm lấy nữ nhân hai cái cánh tay, bên trong thân thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực không ngừng vận chuyển, dùng sức hướng về hai bên lôi kéo xả, Nữ nhân thi thể trong nháy mắt đã biến thành hai nửa, máu tươi tiên đầy chiến lang thân thể, nữ nhân trong cơ thể ruột loại hình bộ phận rơi ra một chỗ. Toàn bộ phòng ngủ trong không khí trong nháy mắt bị mùi máu tươi cho tràn ngập, nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất định phải khom lưng nôn mửa lên, nếu như là tâm trí không mạnh người, nhìn thấy tình cảnh này e sợ sẽ lập tức bất tỉnh đi. Ở đêm nữ nhân thi thể lôi kéo thành hai nửa sau khi chiến lang trong miệng khí tức mới xem như là vững vàng rất nhiều, hắn không những không có bị trên mặt đất các loại bộ phận cho buồn nôn đến, hắn còn cực kỳ dùng sức hô hấp, trên mặt hiện lên vô cùng hưng phấn nụ cười, đầu lưỡi liếm môi một cái chu vi máu tươi, một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp. Chiến lang đằng đằng sát khí hai con mắt nhìn cửa sổ sát đất bên ngoài, càng lên càng cao thái dương, hắn tự nhủ, xem ra lần này nam cảng hành trình là càng ngày càng thú vị. Diệp thần phong, Ta chờ mong đánh với ngươi một trận, nếu ngươi có thể giết chết linh báo, như vậy liền chứng minh thực lực của ngươi không yếu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Bất quá, ở cùng Diệp Thần Phong đối chiến trước, nhất định phải trước tiên đem Nam Cảng sự tình giải quyết, lần này ta nhất định có thể thưởng thức đến càng bao lớn hơn gia tộc tiểu thư máu tươi cùng thân thể, cũng thật là chờ mong. Chiến Lang khóe miệng nụ cười âm sâm cực kỳ. Diệp Thần Phong ở Minh, Chiến Lang ở trong tối trong bóng tối ngo ngoe dục động từ từ bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong, linh hồn lực chiến sĩ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, ẩn núp trong bóng tối băng sơn, không tốn thời gian dài sẽ bị vạch trần một điểm nhỏ của tảng băng chìm. chương 827, mị lực quá to lớn cũng là vấn đề. Theo Thái Dương càng lên càng cao, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi. Nam Cảng kinh vụ nơi trưởng phòng Trần Kiến Quân trong phòng nghỉ ngơi, một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi ở trên sàn nhà diệp thần phong ở trên giường ngồi xếp bằng suốt cả một buổi tối bên trong thân thể của hắn đều ở vận chuyển linh hồn lực lợi dụng linh hồn lực đến xúc tiến vai phải bàng cốt cùng bên trái bên hông xương sườn khép lại diệp thần phong nửa người trên không có xuyên bất kỳ y vật trên da của hắn thật giống bị một tầng xương trắng bao trùm lại vai cùng bên hông ao hãm tiến vào xương cốt ở bắt đầu chậm rãi no đủ lên Loại này khép lại tốc độ để khẩn nhắm mắt Diệp Thần Phong cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, khả năng là bởi vì thực lực bước vào vương cấp cấp độ, vì lẽ đó linh hồn lực chữa trị năng lực cũng tăng mạnh rồi. Thông qua tối hôm qua cùng linh báo sinh tử đối chiến, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể hắn linh hồn lực khả năng sắp muốn đột phá đến vương cấp trung kỳ, bây giờ đối với cho hắn mà nói chỉ là một cái sức mạnh tích lũy, đợi được sức mạnh đến mức độ nhất định đột phá đến vương cấp trung kỳ hẳn là nước chảy thành sông. Đêm đó, Diệp Thần Phong ngoại trừ ở khép lại gãy vỡ xương, trong lòng của hắn cũng vẫn đang suy tư nam cảng sự tình, linh hồn lực chiến sĩ xuất hiện lần nữa, để Diệp Thần Phong có loại cảm giác bất an, hơn nữa lần này xuất hiện linh hồn lực chiến sĩ thực lực lại muốn so với quốc vương cao hơn không ít, cảnh này khiến Diệp Thần Phong trong đầu nỗi băn khoăn là càng ngày càng nhiều. Nếu tạm thời không nghĩ ra, như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên mở hai con mắt, từ trên giường đi xuống, vặn vẹo cái cổ cùng cánh tay, từ hắn xương cốt bên trong không ngừng mà phát sinh bùm bùm xương tiếng ma sát. Nhẹ nhàng hoạt động một chút tay phải, Diệp Thần Phong hữu nơi bả vai xương cùng bên hông xương sườn cơ bản khép lại. Chỉ cần không làm to phạm vi vận động, hầu như là không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, hắn tin tưởng chỉ cần lại dùng linh hồn lực trị liệu một buổi tối thời gian xương của hắn liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu đúng rồi thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian ta để luyện tập một thoáng tối hôm qua vừa lĩnh ngộ ra đến tân bộ pháp diệp thần phong trong miệng tự nhủ bên trong thân thể vận chuyển nổi lên linh hồn lực bàn chân dưới ôn ấm áp nhiệt khẩn đón lấy một luồng năng lượng từ hắn hai cái chân dưới đáy dâng trào ra bạo phong cuồng hiện xúc địa thành thốn Diệp Thần Phong bóng người ở trong phòng xuyên tới xuyên lui. Ở trong phòng lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Gần 10 phút sau, để Trần thân thể Diệp Thần Phong ngừng lại, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, không sai, loại này tân bộ pháp tốc độ muốn so với Bạo Phong bộ pháp nhanh hơn không ít. Hiện tại loại này bộ pháp không thể lại gọi Bạo Phong bộ pháp, nếu loại này bộ pháp là bảo Phong bộ pháp cùng Huyền Thiên bộ pháp dạng dung hợp như vậy sau đó loại này bộ pháp liền gọi làm bạo huyền bộ pháp. Có loại dung hợp này bản tân bộ pháp, Diệp Thần Phong chẳng khác nào là nhiều hơn một loại chạy trốn bản lĩnh. Cùng với nhiều hơn một loại cho kẻ địch xuất kỳ bất ý tốc độ. Thí nghĩ một hồi Diệp Thần Phong đang đối chiến kẻ địch thời điểm, vừa bắt đầu có thể sử dụng trước huyền thiên bộ pháp, ở tối thời điểm nguy cấp sử dụng nữa bạo phong bộ pháp, làm kẻ địch cho rằng Diệp Thần Phong tốc độ đã đạt đến mức tận cùng thời điểm diệp thần phong cuối cùng dùng lại ra bạo huyền bộ pháp thường thường cao thủ trong lúc đó đối chiến một hai giây chính là thắng bại then chốt bạo huyền bộ pháp diệp thần phong trong miệng quát nhẹ một tiếng bóng người lần thứ hai hướng về cửa phòng biểu bắn quá khứ bạo phong cuồng hiện xúc địa thành thốn mà khi lúc này cửa phòng bị đột nhiên mở ra trong tay bưng một chén bánh kem cùng cầm bánh mì trần tư vũ trong trước mắt xuất hiện ở cửa gian phòng Đồng thời thân thể đã đi vào trong phòng. Diệp Thần Phong nhìn thấy đột nhiên đi vào gian phòng Trần Tư Vũ sau, hắn lập tức muốn đem dưới chân bộ pháp dừng lại, nhưng đáng tiếc đã là chậm một bước, dù sao loại này tân bộ pháp Diệp Thần Phong vừa mới mới vừa lĩnh ngộ, không thể vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Ầm, uhm, một tiếng. Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp đánh vào Trần Tư Vũ thân thể mềm mại trên, vừa định muốn dùng tay phải chống đỡ đến không để cho mình ngã sắp xuống thời điểm. Diệp Thần Phong lại nghĩ tới vai phải của hắn bằng cốt vừa mới mới vừa khép lại một chút, nếu như làm lớn như vậy phạm vi động tác, e sợ tối ngày hôm qua một phen công phu chỉ có thể uổng phí, vì lẽ đó Diệp Thần Phong thu hồi tay phải lựa chọn té một cái. Phù phù, một tiếng. Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ lần lượt ngã sắp xuống ở trên sàn nhà. Diệp Thần Phong cảm giác thân thể của chính mình dưới mềm nhũn, cúi đầu vừa nhìn hắn phát hiện thân thể của hắn đặt ở Trần Tư Vũ thân thể bên trên. Trần Tư Vũ cầm trong tay bánh kem toàn bộ chiếu vào ngực của nàng khẩu, còn bánh mì nhưng là rơi xuống ở một bên, Trần Tư Vũ bên ngoài trùm vào một cái kinh phục, bên trong mặc một bộ màu trắng quần áo trong, phía dưới ăn mặc một cái màu đen kinh quần, bên ngoài trùm vào kinh phục cúc áo không có nữ trên, ở bánh kem chiếu vào Trần Tư Vũ ngực sau, rất nhanh đem màu trắng quần áo trong cho thẩm thấu, Diệp Thần Phong mơ hồ có thể nhìn thấy Trần Tư trong mưa màu đen nhịp ngực. Trần Tư vũ trên người mùi thơm cơ thể xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Diệp Thần Phong bởi vì tối hôm qua ở trị liệu trước, đầu tiên là tắm một cái. Hiện tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc vào đâm qua một cái quần sóc, cảm thụ thân thể dưới mềm mại. Diệp Thần Phong nửa người dưới lập tức thì có bản năng phản ứng, mà bị đè ở phía dưới Trần Tư vũ đầu tiên là ăn một lần thống ở phục hồi tinh thần lại sau khi, nhìn thấy gần trong gang tác Diệp Thần Phong, cảm thụ Diệp Thần Phong trên người nam tử khí tức, gò má của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ chót cực kỳ, thân thể mềm mại bắt đầu không tự chủ được nữ chuyển động. Này không vặn vẹo cũng còn tốt, uốn một cái động Diệp Thần Phong trong cổ họng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn nửa người dưới chỉ mặc vào đâm qua một cái quần lót, Trần Tư Vũ hai cái dầu có đạn tính bắp đùi, ở hắn nửa người dưới trên ma sát, điều này làm cho tiểu diệp thần phong trong nháy mắt hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lên, diệp thần phong trong tròng mắt cũng trong nháy mắt xuất hiện điểm điểm khát vọng vẻ. Trần Tư Vũ ở cảm giác được trên đùi cứng rắn đổ vật sau, điều này làm cho nàng cảm giác phi thường không thoải mái, thân thể uốn éo càng thêm lợi hại, muốn thoát khỏi cái kia cứng rắn đổ vật, có thể ở nàng cảm giác được cái kia cứng rắn đổ vật sau khi biến hóa, lại nhìn tới Diệp Thần Phong trong ánh mắt khát vọng sau, Trần Tư Vũ nhất thời rõ ràng đó là cái gì đồ vật, thân thể bắt đầu trở nên hừng hực lên. Diệp, Diệp thần phong, ngươi, ngươi có thể hay không từ trên người ta lên. Trần Tư Vũ uể oải thấp giọng nói rằng, Diệp thần phong năng lực khống chế ngã cũng cũng phi thường tốt, mạnh mẽ đem bên trong thân thể khát vọng áp chế xuống, từ Trần Tư Vũ thân thể mềm mại trên rời, ngồi ở một bên bên giường. Trần Tư Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm gì gì từ trên mặt đất bò lên, khi, làm, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong quần sóc bên trong căn phòng sau, nàng đem đầu chôn trầm thấp, nhìn thấy bộ ngực mình bị bánh kem thấm ướt màu trắng quần áo trong, nàng lập tức dùng hai tay che ngực, thấp giọng nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi ở trong phòng làm sao không mặc quần áo. Sáng sớm, Diệp Thần Phong bên trong thân thể liền bị Trần Tư Vũ làm ra khát vọng chi hỏa, hắn không vui nói, Trần Tư Vũ tiểu thư, ngươi vào phòng trước tại sao không có gõ cửa? Nơi này là phòng của ta, ta ở trong phòng coi như như thế quần áo đều không mặc, đây cũng là không thành vấn đề. Trần Tư Vũ khinh cắn môi, nàng xưa nay vẫn không có ở trên thân nam nhân bị thiệt thòi, ngoại trừ năm, 6 năm trước ở kinh thành bị Diệp Thần Phong chiếm một chút tiểu tiện nghi, mà năm, 6 năm sau ngày hôm nay, nàng lần thứ hai cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ, đồng thời lại bị Diệp Thần Phong chiếm đi tiện nghi, nhìn Diệp Thần Phong một bộ tức giận dáng dấp, điều này làm cho Trần Tư Vũ phi thường phiền muộn, vừa nãy chịu thiệt thật giống là nàng. Diệp Thần Phong, ta là nghe được trong phòng có động tính, ta cho rằng ngươi rời giường, cho nên mới chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, ngươi không cảm kích cũng coi như, cho ta bãi cái gì sắc mặt xem. Lại nói chịu thiệt hẳn là ta, đây là từ nhỏ đến lớn Trần Tư Vũ lần thứ nhất vì là nam nhân chuẩn bị điểm tâm, coi như là cha của nàng Trần Kiến Quân cũng không có hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Nhìn thấy Trần Tư Vũ một mặt oan ức dáng dấp, Diệp Thần Phong cũng không có ý định cùng này kinh hoa chấp nhật, thuận miệng nói rằng người ăn này chút thiệt thòi nhỏ làm sao. Ta nhưng là thiệt thòi lớn. Diệp Thần Phong, người ăn cái gì thiệt lớn? Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân. Trần Tư Vũ khá là khó chịu nói rằng. Diệp Thần Phong chỉ chỉ nửa người dưới của hắn, nói rằng, người chẳng lẽ không biết nam nhân kìm nén cái này sẽ gặp sự cố sao? Đặc biệt là đối với thân thể còn có thể tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó vừa nãy chịu thiệt chính là ta. Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong chỉ địa phương, nàng sắc mặt hồng muốn chảy ra máu, nói rằng, nam nhân không một cái là thứ tốt. Nói xong, Trần Tư Vũ liền vội vội vàng vàng chạy ra gian phòng, có thể không quá mấy giây, nàng lại trở về cửa gian phòng, nói rằng, Diệp Thần Phong, sau đó ta dẫn người đi bệnh viện xem đoàn viện trưởng bọn họ, ta nghĩ đoàn viện trưởng bọn họ hẳn là đã tỉnh rồi. Nhìn lại biến mất ở cửa Trần Tư Vũ, Diệp Thần Phong sờ sờ mũi, nói rằng tại sao ta cảm giác cô nàng này thật giống đối với ta sản sinh hào cảm. Xem ra mị lực quá to lớn cũng là một cái đầu đau vấn đề A. À. chương 828, Sư Phụ, Thái Sư Tổ, Diệp Tiền Bối, Thái Dương Thăng Chức, sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, Diệp Thần Phong đơn giản ăn một bữa điểm tâm, liền ngồi Trần Tư Vũ xe cùng đi hướng về đoạn nam các loại chờ người chỗ ở bệnh viện. Trần Tư Vũ tòa giá là một chiếc màu đỏ Chevrolet, giờ khác này ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên Trần Tư Vũ đã thay đổi một bộ quần áo, kỳ thực Trần Tư Vũ là một cái rất tốt mỹ nữ, đặc biệt là xinh đẹp tư thái sắc thực sẽ cho người chảy nước miếng, hơn nữa nàng anh Tư Hiên ngang dáng dấp, này hai loại tương phản cảm va chạm sau khi, cho nàng một loại khác loại vẻ đẹp. Chỗ ngồi lái xe trên trần tư vũ ở cảm giác được Diệp Thần Phong đánh giá sau, nhịp tim đập của nàng không tự chủ được thêm nhanh hơn một chút, hai tay nắm thật chặt tay lái, cảm giác Diệp Thần Phong không có thu hồi ánh mắt ý tứ, nàng rốt cục không nhịn được mở miệng, Diệp Thần Phong, ngươi nhìn đủ chưa? Không có, Diệp Thần Phong lắc lắc đầu hồi đáp. Người Trần Tư Vũ nhất thời không nói gì. Nữ nhân xinh đẹp vốn là muốn cho người thưởng thức, ta có thể như thế nhìn chằm chằm ngươi xem, này chứng minh ngươi dung mạo không tồi, ngươi nên cao hứng mới đúng. Được rồi, không nói những này. Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt, hỏi, ngày hôm nay làm sao sáng sớm liền không nhìn thấy Trần trưởng phòng? Tối hôm qua không riêng đến Nam Cảng du học sinh bị đảo quốc ninja giết không ít, liền ngay cả kinh vụ nơi cũng đụng phải đảo quốc ninja tập kích cha ta sáng sớm liền hướng đi Nam Cảng cao tầng báo cáo tình huống, hy vọng cha ta sẽ không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà bị ép từ chức. Nhắc tới Trần Kiến Quân, Trần Tư Vũ tâm tình nhất thời trở nên thất lạc không ít. Đúng rồi, Diệp Thần Phong, ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Lẽ nào ngươi liền thật sự không nhớ rõ ta? Chúng ta ở năm, sáu năm trước từng gặp qua một lần, vào lúc ấy ta đang thi hành một lần nằm vùng nhiệm vụ, mà vào lúc ấy ngươi rõ ràng chính là một cái công tử bột. Bằng không ta cũng sẽ không biết thân phận của ngươi sau, cho ngươi sắc mặt nhìn. Trần Tư vũ thu hồi thất lạc tâm tình, hết sức tò mò nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong ở chuyện tối ngày hôm qua bên trong ngăn cơn sóng dữ, Trần Tư Vũ đã đối với Diệp Thần Phong không tồn tại bất kỳ phiến diện, chuyện năm đó nàng cũng không để ở trong lòng. Diệp Thần Phong nơi nào còn nhớ năm, sáu năm trước sự tình. Thuận miệng hỏi, thật không nhớ rõ năm, sáu năm trước chúng ta là ở nơi nào gặp mặt. Ngươi sẽ không phải ở năm, sáu năm trước liền bị ta sổ sàng. Trần Tư Vũ gò má hơi ửng hồng, nói rằng mới không có cái kia sự việc. Lần này ngươi đến Nam Cảng đúng là hiệp trợ bệnh truyền nhiễm trị liệu sao? Lẽ nào y thuật của ngươi cũng phi thường lợi hại? Đúng rồi, Đoàn Viện trưởng cũng là kinh thành người, hắn ngày hôm qua hẳn là không thể sẽ đích thân đi đón du học sinh ngươi sẽ không phải là đoàn viện trưởng đồ đệ. Diệp Thần Phong không có giải thích cặn kẽ, chỉ là thuận miệng nói rằng ta cùng đoàn viện trưởng đúng là quan hệ thầy trò. Diệp Thần Phong biết hiện tại coi như hắn nói rồi hắn là Đoạn Nam sư phụ, e sợ Trần Tư Vũ cũng không quá sẽ tin tưởng, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Lại nói hắn nói cũng là sự thực, hắn cùng Đoạn Nam đúng là quan hệ thầy trò, chỉ bất quá hắn là sư phụ, Đoạn Nam mới là đồ đệ mà thôi. Diệp Thần Phong, người thực sự là một cái có phúc khí người, đoàn viện trưởng ở nước Hoa Y học giới nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, người làm hắn đổ đệ, ở tương lai khẳng định cũng sẽ có một phen làm. Trần Tư Vũ là nhận định Diệp Thần Phong chính là đoạn nam đồ đệ. Diệp Thần Phong không có giải thích quá nhiều cái gì, chỉ là câu được câu không cùng Trần Tư Vũ nói chuyện phiếm. Khoảng chừng sau một tiếng, Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ đi tới Đoạn Nam Các Loại chờ người vị trí trong bệnh viện. Bởi tối hôm qua Đoạn Nam Các Loại chờ người chịu đến tập kích. Nam Cảng Cao Tầng đều biết chuyện này, vì lẽ đó Nam Cảng Cao Tầng trực tiếp dặn dò hạ xuống. Phải tăng cường đối với Đoạn Nam Các Loại chờ người bảo vệ, hiện tại Nam Cảng phi thường cần y học quyền uy, thiếu một cái y học quyền uy, chẳng khác nào là ít đi một phần hy vọng. Trước khi tới Trần Tư Vũ đã gọi điện thoại cho bệnh viện này viện trưởng, vì lẽ đó ở Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ đến bệnh viện thời điểm, bệnh viện này viện trưởng cũng gần như vừa vặn từ trong bệnh viện đi ra. "Tư Vũ, tối hôm qua Nam Cảng có thể không yên ổn a." À. "Cha người bên kia không có chuyện gì, một tên chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đi tới nói rằng, tên này người đàn ông trung niên chính là bệnh viện này viện trưởng." "Lý Thúc, ta nghĩ hẳn là không có việc lớn gì." hiện tại ngươi có thể mang chúng ta đi gặp đoàn viện trưởng sao trần tư vũ cùng bệnh viện này viện trưởng rõ ràng là nhận thức bị gọi là lý thúc viện trưởng gật gật đầu đưa mắt rời về phía diệp thần phong hỏi tư vũ vị này chính là người biết hiện tại cấp trên muốn cực lực bảo vệ đoàn viện trưởng an toàn những người không có liên quan là không thể đi vào đoàn viện trưởng trong phòng bệnh của bọn họ lý thúc ngươi yên tâm được rồi vị này chính là đoàn viện trưởng đồ đệ Trần Tư Vũ giải thích. Vừa nghe nói là đoàn viện trưởng đồ đệ, Lý Thúc lập tức mặt mày hớn hở lên, nói rằng tiểu tử có thể theo đoàn viện trưởng học tập y thuật, đây chính là người đời trước đã tu luyện phúc phận A. Người tương lai ở y học trên tiền đồ khẳng định là không thể đo lường, khỏe mạnh nỗ lực. Lý Thúc mang theo Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ đi vào trong bệnh viện, đoạn nam chỗ ở cửa phòng bệnh đứng bốn tên kinh sát. Lý Thúc nói rằng, Đoàn viện trưởng bọn họ tối ngày hôm qua liền tỉnh lại, bất quá, hiện ở thân thể của bọn họ còn có chút hư, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Tối hôm qua đoàn viện trưởng tỉnh quá thời điểm, còn vẫn đang hỏi một người tên là Diệp Thần Phong người trẻ tuổi đi nơi nào. Sau đó ta giúp đỡ hỏi thăm một chút, Diệp Thần Phong bị Tư Vũ người mang đi kinh vụ chỗ, đoàn viện trưởng ở biết Diệp Thần Phong cũng không có nguy hiểm tính mạng sau khi, hắn mới an tâm đi thật không biết này Diệp Thần Phong là đoàn viện trưởng người nào. Lý Thúc tự mình tự đô lầm bầm nang nói. Lý Thúc, vị này chính là trong miệng ngươi Diệp Thần Phong. Trần Tư Vũ hướng về Lý Thúc giới thiệu. Ồ, này liền chẳng trách, nguyên lai đoàn viện trưởng là đang lo lắng hắn đổ đệ A. À. Chẳng trách tối ngày hôm qua đoàn viện trưởng một tỉnh lại, liền thân thể của chính mình đều không lo nổi liền hỏi tình huống của ngươi, xem ra ngươi nắm giữ một cái thật sư phụ A. À. Tiểu tử, người có thể phải cố gắng quý trọng a. À. Lý thúc lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Đứng ở đoạn nam cửa phòng bệnh bốn tên kinh sát, bọn họ là nhận thức Lý thúc cùng Trần Tư Vũ, vì lẽ đó bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ cái gì ngăn cản để Diệp Thần Phong các loại chờ người thuận lợi đi vào trong phòng bệnh. Cửa phòng bệnh bị mở ra, đoạn nam nằm ở trên giường bệnh, đoạn Thiên Thủy, Phương Tuấn Đạt, Phương Kỳ Chính, Giang Vũ Mộng dịch tư dính cùng giang mộng rong ngồi ở trước giường bệnh, bởi đoạn thiên thụy bọn người khá là tuổi trẻ lực tráng, năng lực chống cự đương nhiên muốn so với đoạn nam mạnh hơn không ít, bọn họ những người này đã có thể đi xuống giường hành động. Ở bệnh cửa phòng mở ra trước mắt, Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong phòng bệnh thời điểm, không riêng là đoạn thiên thụy các loại chờ, người kích chuyển động, liền ngay cả nằm ở trên giường bệnh đoạn nam cũng kích chuyển động. Bọn họ trong đầu nhớ rõ tối hôm qua Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, nếu không có Diệp Thần Phong ở, chỉ sợ bọn họ đã sớm đi Diêm Vương Điện đăng báo nói. Nhìn thấy đoạn nam giấy rụa muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy đến, bệnh viện này viện trưởng Lý Thúc, vội vàng đi lên vài bước, nói rằng, đoàn viện trưởng, người còn chưa thể lên, chúng ta chỉ là tới thăm ngươi một chút, người không cần cùng chúng ta khách khí như vậy. Ở Lý Thúc xem ra khả năng là hắn nguyên nhân, đoạn nam cho rằng nằm ở trên giường không có lễ nghi, cho nên mới muốn lên. Đoạn nam trực tiếp cự tuyệt nói, sư phụ đến rồi, ta làm làm đồ đệ nằm ở trên giường giống kiểu gì. Thiên thủy, dìu ta lên. Đoạn nam mệnh lệnh đoạn thiên thủy. Sư phụ đến rồi. Trần tư vũ cùng lý thúc bị đoạn nam câu nói này cho làm cho có chút ngơ ngơ ngác ngác. Mãi đến tận diệp thần phong đi tới trước giường bệnh, bị đỡ bán ngồi ở trên giường bệnh đoạn nam, mới cung cung kính kính quay về diệp thần phong hô một tiếng, sư phụ. Trần Tư Vũ cùng Lý Thúc Thế mới biết đoạn nam trong miệng sư phụ là ai rồi. Ở đoạn nam hô một tiếng diệp thần phong sư phụ sau khi, đoạn thiên thụy mấy người cũng dồn dập hô thái sư tổ. Giang mộng rong bởi cùng diệp thần phong không có quan hệ, nàng chỉ có thể hô một tiếng diệp tiền bối. Trước mắt đoạn nam các loại chờ những người này đối với diệp thần phong là càng thêm tôn kính, đặc biệt là đoạn thiên thụy các loại chờ người trẻ tuổi, bọn họ kích động sắc mặt có chút đỏ lên, bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong thân thủ, nếu như Diệp Thần Phong có thể truyền thụ cho bọn hắn một ít phòng thân thuật, e sợ đối với bọn họ tới nói liền được ích lợi không nhỏ. Sư phụ, Thái sư tổ, Diệp tiền bối, Trần Tư vũ cùng lý thúc là triệt để choáng váng. Hai con mắt của bọn họ bên trong bắn ra khó mà tin nổi ánh sáng, con mắt nhìn Diệp Thần Phong là không chấp một cái, không phải nói Diệp Thần Phong là đoạn nam đồ đệ sao hiện tại làm sao đoạn nam ngược lại cung kính xưng hô diệp thần phong cái này thanh niên là sư phụ. chương 829, cậu giúp ngươi làm chủ. Đoạn, đoàn viện trưởng, này, chuyện gì thế này? Diệp thần phong là sư phụ của ngài, sao có thể có chuyện đó? Lý thúc khiếp sợ bật thốt lên, đoạn nam nhưng là nước hoa số một số hai y học quyền uy, liền ngay cả hắn đều đem đoạn nam cho rằng trưởng bối đến tôn kính. Đoạn Nam liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi lý thúc, nói rằng: "Lý viện trưởng, không có cái gì không thể, vị này chính là ta Đoạn Nam sư phụ, tương tự khóa này quốc tế y học hội giao lưu, nếu như không có sư phụ ta ra tay, sợ là chúng ta nước Hoa y học giới đã sớm thất bại thảm hại." Lấy lý thúc thân phận hắn còn chưa có tư cách tham gia quốc tế y học hội giao lưu, lúc đó quốc tế y học hội giao lưu sau khi kết thúc qua báo chí có từng xuất hiện liên quan với Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng giữ sự tình, Lý Thúc cũng hơi hơi quan tâm một thoáng, bất quá, khoa này quốc tế y học hội giao lưu đã qua đã lâu như vậy, huống hồ Lý Thúc lúc đó cho rằng qua báo chí thuần túy là nói bậy nhạt, một cái tuổi còn trẻ tiểu tử y thuật sẽ cao siêu đi nơi nào. Vì lẽ đó hắn cũng không có đem Diệp Thần Phong dáng dấp ký ở trong lòng. Trước mắt trải qua đoạn nam như thế vừa đề tỉnh, Lý Thúc cả người một cái run rẩy, hỏi, đoàn viện trưởng, khóa này quốc tế y học hội giao lưu đúng là Diệp Tiên sinh ngăn cơn sóng giữ sao? Một bên đoạn thiên thủy các loại chờ một đám người trẻ tuổi, nghe được lý thúc đối với bọn họ thái sư tổ nghi vấn, đoạn thiên thủy không đợi ra ra của hắn mở miệng, hắn liền dành trước một bước, nói rằng, lý viện trưởng, người đây là nói gì vậy? Lúc đó tham gia y học hội giao lưu hết thảy y học quyền uy, nhưng là muốn cướp bái ta thái sư tổ sư phụ, lần này ta thái sư tổ đến Nam Cảng, cũng chính là vì giải quyết bệnh truyền nhiễm, ta dám nói toàn bộ nước hoa cũng chỉ có ta thái sư tổ có thể chữa trị xong trước mắt Nam Cảng loại này bệnh truyền nhiễm. Đoạn Nam đối với với cháu mình vinh váo hung hăng, hắn cũng không hề tức giận, bởi vì hắn tôn tử là ở giữ gìn diệp thần phong. Hắn cười nói, Lý Viện Trưởng, thật không tiện, thiên tụy chính là cái này tính khí, bất quá, Lý Viện Trưởng, cháu của ta nói mỗi một cú đều là sự thực, kỹ thuật cao thấp cũng không thể đủ do tuổi tác đến nhận biết. Nghe xong đoạn nam cùng đoạn thiên thụy lời nói này sau, Lý Thúc trong lòng là rời sông lấp biển. Hắn phi thường rõ ràng đoạn nam tuyệt đối không thể đang nói dối, mà hắn vừa nãy lại vẫn để Diệp Thần Phong phải cố gắng nỗ lực, nhất thời nét mặt già nua đỏ lên cực kỳ, lập tức cung kính cho Diệp Thần Phong sâu sắc khom người chào, nói rằng Diệp Tiên sinh, vừa nãy là ta mạo phạm ngài, ta tên Lý Huy Thành. Diệp tiên sinh gọi ta Huy Thành là có thể. Diệp thần phong ngược lại cũng đúng là một cái phi thường tùy ý người, nếu đoạn nam là hắn đổ đệ, Lý Huy Thành càng làm đoạn nam cho rằng trưởng bối đến tôn kính, như vậy hắn xưng hô Lý Huy trở thành Lý Thúc hoặc là Lý Viện trưởng có chút không thích hợp, thuận miệng nói rằng ân, Huy Thành. Vừa nãy ngươi không biết thân phận của ta, lại nói ngươi cũng không có mạo phạm ta, ngươi không cần xuất sắng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa này ngược lại là để Trần Tư Vũ Triệt để há hốc mồm, Lý Huy Thành cùng nàng ba là bạn tốt, vì lẽ đó Lý Huy Thành cũng coi như là nàng trưởng bối. Có thể hiện tại Lý Huy Thành nhưng coi Diệp Thần Phong là làm trưởng bối đến tôn kính, này chẳng phải là nàng cũng biến thành Diệp Thần Phong vãn bối. Trần Tư Vũ ngọ mượi môi muốn tìm Diệp Thần Phong để hỏi cho rõ. Nhưng là nàng lại không thể đủ trực tiếp gọi tên Diệp Thần Phong dù sao đoạn nam sưng hô diệp thần phong là sư phụ lý huy thành lại xưng hô diệp thần phong vì là diệp tiên sinh nếu như nàng trực tiếp gọi tên diệp thần phong chẳng khác gì là ở cho đoạn nam cùng lý huy thành khó coi lấy cuối cùng nàng chỉ có thể đem một bụng nghi vấn giấu ở trong lòng sư phụ chúng ta hiện tại liền đi nam cảng khu cách ly sớm ngày giải quyết bệnh truyền nhiễm vấn đề ta cũng có thể sớm ngày an tâm a à. đoạn nam giãy ruộng muốn từ trên giường đi xuống Lý Huy Thành vội vã tiến lên hai bước, trận lại nói, đoàn viện trưởng, người hiện tại khí sắc vẫn không có khôi phục, người nhất định phải phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi nữa một ngày. Đoạn nam kiên quyết lắc lắc đầu, nói rằng, bây giờ nam cảm thấy cuộc như thế loạn, ta làm sao có thể ở đây an tâm nghỉ ngơi. Ta ngày hôm nay nhất định phải về khu cách ly đi. Được rồi, đoạn nam, người trước tiên an tâm nằm ở trên giường, ta đến giúp người khôi phục khôi phục thân thể diệp thần phong trực tiếp ở giường bệnh bên ngồi xuống hiện ở trong cơ thể hắn linh hồn lực phi thường đầy đủ trợ giúp đoạn nam khôi phục một chút thân thể là việc nhỏ như con thỏ sửa tình nghe được diệp thần phong phải giúp hắn trị liệu đoạn nam ông lão này là một mặt kích động vội vàng nói tạ ơn sư phụ tạ ơn sư phụ mà một bên lý huy thành nhưng là một mặt quái lạ hắn phi thường rõ ràng đoạn nam bên trong thân thể khí huyết vẫn không có khôi phục muốn khôi phục khí huyết nhất định phải yên tĩnh điều dưỡng, đoạn nam căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Vừa đối với Diệp Thần Phong sản sinh tôn kính, đang nhìn đến Diệp Thần Phong hành động này sau, Lý Huy Thành ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, bắt đầu không coi Diệp Thần Phong là sự việc tình, dưới cái nhìn của hắn đoạn nam đối với Diệp Thần Phong là quá mù quáng tin tưởng. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng không biết Lý Huy Thành ý nghĩ trong lòng, vươn tay trái ra nắm chặt rồi đoạn nam thủ đoạn, muốn khôi phục đoạn nam bên trong thân thể khí huyết, chỉ cần dùng linh hồn lực đơn giản ôn dưỡng một phen là được. Ôn hòa linh hồn lực xuyên thấu qua diệp thần phong tay trái lòng bàn tay, chậm rãi thẩm thấu tiến vào đoạn nam bên trong thân thể, điều này làm cho đoạn nam lập tức cảm giác được bên trong thân thể có một dòng nước ấm đang chậm, chậm chậm chảy xuôi. Lý Huy Thành đang nhìn đến Diệp Thần Phong chỉ là nắm chặt đoạn nam thủ đoạn sau, trong lòng của hắn từ từ bắt đầu đối với Diệp Thần Phong sản sinh xem thường, lẽ nào nắm chặt nam đoạn thủ đoạn, liền có thể làm cho đoạn nam khôi phục. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ. Mà kết quả đây, một phút, hai phút, ba phút sau, Lý Huy Thành trên mặt hiện lên xem thường biến mất không thấy hình bóng, chỉ thấy đoạn nam nguyên bản mặt tái nhật sắc ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng hào. Hơn nữa đoạn nam kinh thần cũng càng ngày càng tốt, Lý Huy Thành ở bên mép nói lầm bầm, sao có thể có chuyện đó. Sao có thể có chuyện đó? Phía trên thế giới này lại vẫn sẽ có y thuật thần kỳ như thế. Sau 5 phút, Diệp Thần Phong tả lỏng tay ra Đoạn Nam thủ đoạn, thuận miệng nói rằng, "Được rồi, thân thể của ngươi khôi phục." Nguyên bản dựa vào chính mình căn bản là không có cách từ trên giường đi xuống Đoạn Nam, chính mình dễ dàng đi xuống giường, đồng thời hoạt động một chút thân thể, quả thực là cả người sảng khoái, lần thứ hai nói với Diệp Thần Phong, "Sư phụ, cảm tạ ngài." phía trên thế giới này cũng chỉ có sư phụ ngài y thuật có thể làm cho ta phục sát đất. Đoàn viện trưởng có thể không để ta vì là ngài kiểm tra một chút hiện tại tình huống thân thể. Lý Huy Thành nghi hỏi. Được, bất quá, Lý Viện trưởng ngươi phải nhanh một chút, ta còn muốn mang theo sư phụ ta đi hướng về khu cách ly. Đoạn Nam cười nói. Ở Lý Huy Thành an bài xuống, đoạn Nam lập tức tiến hành rồi rất nhiều mặt diện thân thể kiểm tra, một phen kiểm tra hạ xuống sau khi, xem trong tay kết quả kiểm tra, đoạn nam thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, chuyện này quả thật quá thần kỳ. Đến giờ khắc này, Lý Huy Thành rốt cuộc biết tại sao đoạn nam sẽ cung kính như thế xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ. Trong lòng của hắn xem thường hoàn toàn biến mất rồi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt là càng ngày càng tôn kính. Thiên Thụy, người liên lạc chuẩn bị kỹ càng xe, chúng ta lập tức xuất phát đi hướng về khu cách ly đoạn nam dặn dò một bên đoạn thiên thủy nghe được đoạn nam sau lý huy thành con người không khỏi sáng ngời nói rằng đoàn viện trưởng không dùng tới phiền toái như vậy ta tự mình lái xe đưa các người quá khứ vừa vặn ta cũng đi khu cách ly nhìn có thể hay không cho diệp tiên sinh đánh làm trợ thủ trước mắt cơ hội này là có thể gặp mà không thể cầu ở diệp thần phong biểu diễn ra y thuật thần kỳ sau lý huy thành đương nhiên quan trọng khẩn nắm lấy cơ hội này đoạn nam đương nhiên biết lý huy thành tâm tư hắn đem ánh mắt nhìn về phía sư phụ của chính mình diệp thần phong tùy ý phất phất tay nói rằng đoạn nam ta không có vấn đề hết thảy đều do chính ngươi sắp xếp nghe được chính mình sư phụ trả lời sau khi đoạn nam mới đúng lý huy thành gật gật đầu nói rằng được lý viện trưởng như vậy chúng ta hiện tại lập tức xuất phát vẫn đi theo diệp thần phong bên cạnh trần tư vũ thừa dịp không ai chú ý thời điểm nàng thân thể mềm mại đến gần rồi Diệp Thần Phong, thấp giọng ở Diệp Thần Phong bên cạnh nói một câu, người sau đó vẫn là ngồi xe của ta. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Tư Vũ một tới gần, lập tức có một luồng mùi thơm sông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, trắng trợn không kiêng rẻ hút hai lần mũi, nói rằng ta tùy tiện. Nhận ra được Diệp Thần Phong hấp mũi động tác sau, Trần Tư Vũ trên gương mặt lập tức bay lên hai đóa đỏ ửng, cúi đầu đã rời xa Diệp Thần Phong hai, ba bước, lén lút chừng một chút Diệp Thần Phong. Bởi đoạn Nam cùng đoạn Thiên Thụy bọn người muốn cùng đi đi về phía Nam Cảng khu cách ly, vì lẽ đó Lý Huy Thành cố ý mở ra một chiếc đủ rất rộng rãi thương vụ xe, bất quá, Diệp Thần Phong đề nghị muốn ngồi ở Trần Tư Vũ trên xe, ở đây không có bất cứ người nào phản đối, đúng là một mặt ám muội nhìn Trần Tư Vũ cùng Diệp Thần Phong, trên mặt là một bộ chúng ta đều hiểu vẻ mặt, điều này làm cho Trần Tư Vũ gò má hồng như cái chín dục quả táo đỏ không chút do dự tiến vào nàng màu đỏ Chevrolet bên trong. Lý Huy thành lái xe thương vụ xe ở phía trước đi đầu, Trần Tư Vũ lái xe màu đỏ Chevrolet theo sát ở mặt sau. Ở xe khởi động sau khi, Trần Tư Vũ lập tức liền mở miệng, Diệp Thần Phong, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta, ngươi là đoàn viện trưởng sư phụ. Ngươi có phải là ý định muốn để ta xấu mặt? Ta nói Trần Tư Vũ mỹ nữ, nếu như ta mới vừa nói ta là đoàn viện trưởng sư phụ, ngươi có tin hay không? Ta xem ngươi là trăm phần trăm sẽ không tin tưởng, lại nói ta vừa nãy cũng không có nói láo. Ta nói ta cùng đoạn nam là quan hệ thầy trò, lẽ nào ta cùng đoạn nam không phải quan hệ thầy trò sao? Diệp thần phong hai chân chéo ngẩy, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, Bị diệp thần phong vừa nói như thế, Trần Tư Vũ là nhất thời không nói gì, chỉ có thể con ngươi cam giận nhìn chằm chằm diệp thần phong. Bất quá, theo Diệp Thần Phong khắp mọi mặt năng lực bị một tầng một tầng vạch trần, điều này làm cho Trần Tư Vũ đã xảy ra là không thể ngăn cản đối với Diệp Thần Phong sản sinh hiếu kỳ. Trong lòng nàng có loại muốn đem Diệp Thần Phong hoàn toàn đọc hiểu khát vọng, một khi một người phụ nữ đối với một người đàn ông sản sinh nồng nặc hiếu kỳ thì thường thường nữ nhân này cách yêu người đàn ông này liền không xa. Ở Diệp Thần Phong một nhóm người đi đi về phía nam cảng khu cách ly thì. Khu cách ly một gian bên trong phòng làm việc một tên 50 tuổi khoảng chừng ông lão ngồi ở thư thích làm công trên ghế, tên này ông lão trên người mặc một bộ bạch đại quái, ở trước mặt của hắn còn đứng hai cái thanh niên, một người trong đó thanh niên hai cái lỗ tai đều không có, miệng vết thương bị cẩn thận băng bó cẩn thận, mà một người khác thanh niên nhưng là một cái lỗ tai không có, hai người này thanh niên trong ánh mắt đều để lộ ra cực kỳ thâm trầm sự phẫn nộ. Hai cái lỗ tai đều không có chính là du học sinh Trương Thành Nghiệp, một cái lỗ tai không có chính là du học sinh quét sáng sủa vào lần này đi tới nam cảng nam du học sinh bên trong chỉ có hai người bọn họ may mắn còn sống tối hôm qua ở trong bệnh viện tỉnh lại sau khi trương thành nghiệp lập tức liên lạc với hắn cậu vương hưng nam trước mặt tỏa trên ghế làm việc ông lão chính là trương thành nghiệp cậu vương hưng nam tương tự vương hưng nam cũng là nam cảng bệnh truyền nhiễm trị liệu người phụ trách cậu lần này ngài nhất định phải làm chủ cho ta a à? nếu không là tiểu súc sinh kia, ta lại làm sao có khả năng biến thành dáng vẻ ấy? cảm giác được lỗ tai vị trí mơ hồ làm đau, trương thành nghiệp đối với diệp thần phong là triệt để hận thấu xương kỳ thực hắn cũng không cố gắng ngẫm lại, nếu như không có diệp thần phong, lúc đó hắn vẫn có thể từ đảo quốc ninja ra trong tay sống sót sao? vương hưng nam đã từ chính mình cháu ngoại trai khẩu bên trong hiểu được đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn trầm tư chỉ chốc lát sau hỏi thành nghiệp. Ngươi nói tối hôm qua là tiểu tử kia thấy chết mà không cứu? Là hắn đem các người hướng về hố lửa bên trong đẩy, cho nên mới dẫn đến du học sinh hầu như toàn quân bị diệt. Trương Thành Nghiệp là hung hăng gật đầu, nói rằng cậu chính là có chuyện như vậy. Nếu như tiểu tử kia lúc đó ra tay bảo vệ chúng ta, như vậy chúng ta căn bản sẽ không rơi vào kết cục như vậy, nói không chắc vội vã một cái du học sinh đều sẽ không hy sinh chúng ta nhất định phải để tiểu tử này trả giá thật lớn bất quá cậu đoạn nam ông lão kia thật giống xưng hô tiểu tử kia là sư phụ nếu như cậu ngươi làm khó dễ chuyện lần này liền không cần cậu ngài đứng ra ta sẽ đem cơn giận này nuốt vào trong bụng trương thành nghiệp vẻ mặt đưa đám nói rằng hắn phi thường rõ ràng chính hắn một cậu tính cách hắn đây là ở dùng phép khích tướng quả nhiên đang nghe được trương thành nghiệp sau phương hưng nam lông mày chăm chú cau lên đến nói rằng thành nghiệp tiểu tử ngươi ở có ý đồ gì lẽ nào ta còn không rõ ràng lắm sao ta tuy rằng thân là nam cảng người nhưng từ trước đều là ở nước ngoài nghiên cứu y học lần này ta là bị nam cảng cao tầng tự mình mời về ở nam cảng cậu ta vẫn có thể nói mấy câu đặc biệt là hiện ở tình huống như vậy không phải là một cái đoạn nam sao coi như tiểu tử kia có bối cảnh lần này ta cũng có thể để hắn chịu không nổi chúng ta có thể cho hắn một cái tàn hại đồng bào tội danh, lấy trước mắt nam càng tình thế đến xem, cho dù tiểu tử này là gia tộc lớn thiếu gia, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trực tiếp vồ vào trong phòng giam đi. bất quá, chuyện này liên lụy đến đoạn nam, chúng ta nhất định phải trước đó làm khá một chút chuẩn bị mới được. ta đã sớm xem đoạn nam cái kia mấy cái ông lão khó chịu, không phải là tuổi tác lớn hơn so với ta một chút sao? bọn họ ở y học trên trình độ làm sao có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Vương Hưng Nam cau mày rơi vào trầm tư bên trong, trong lòng đang suy nghĩ kế sách ứng đối, chính mình cháu ngoại trai bị biến thành dáng vẻ ấy, nếu như hắn còn kìm nén một câu nói đều không hàng, nhất định sẽ bị bị người chê cười. Hắn Vương Hưng Nam lúc còn trẻ liền bị gọi là vì là y học giới thiên tài, vì lẽ đó từ trước liền nuôi thành một bộ cao cao tại thượng tinh khí, Bây giờ theo tuổi tác tăng lớn, trong tay y thuật cũng càng ngày càng cao siêu, vì lẽ đó này Vương Hưng Nam tính khí cũng càng lúc càng lớn. Trầm tư một lát sau khi, Vương Hưng Nam mới tỉnh táo lại, nói rằng, thành nghiệp, người yên tâm, lần này cậu giúp ngươi làm chủ. Nam càng cao tầng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, vợ của bọn họ cũng đều cảm hóa bệnh truyền nhiễm, vừa vặn ta gần nhất đối với loại này bệnh truyền nhiễm có mấy phần đột phá mới. Chỉ cần Nam Cảng hai vị này cao tầng đứng ở chúng ta bên này, một cái nho nhỏ đoạn nam, cộng thêm một người tuổi còn trẻ tiểu tử là không lật nổi cái gì bọt nước, bởi vì Nam Cảng trận này bệnh truyền nhiễm còn muốn dựa vào ta đến cứu vớt. Đến vào lúc ấy, ta xem nước Hoa cao tầng cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi, coi như tiểu tử kia là nước Hoa cao tầng đích hệ tử tôn, nước Hoa cao tầng cũng sẽ không làm khó ta cái này công thần, ngược lại bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ chừng trị tiểu tử kia thậm chí đoạn nam đều sẽ bị liên lụy, chuyện này quả thật là một hòn đá hạ hai con chim. Vương hưng nam trong miệng là càng nói càng hưng phấn, trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng nụ cười. Đứng ở vương hưng mặt nam trước trương thành nghiệp cùng quét sáng sủa, hai người bọn họ khi nghe đến vương hưng nam kế hoạch sau khi, trên mặt dồn dập lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, bọn họ phảng phất đã có thể nhìn thấy diệp thần phong thê thảm kết cục. Vương Hưng Nam trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm nam cảng cao tầng người đứng đầu số điện thoại di động nam cảng cao tầng tòa nhà văn phòng bên trong thành vạn tùng bên trong phòng làm việc thành vạn tùng chính là nam cảng cao tầng người đứng đầu giờ khác này hắn cùng một cái khác tuổi tác tương đương người đàn ông trung niên đồng thời ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon trên mặt là cực kỳ âm trầm vẻ mặt một cái khác người đàn ông trung niên chính là nam cảng người đứng thứ hai từ đông chun Thành vạn tùng cùng từ đông chun con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chạm ở trước mặt bọn họ một người đàn ông trên người, người đàn ông này không phải là nam cảng kinh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân mà. Trần Kiến Quân tới nơi này là vì báo cáo tối ngày hôm qua lần lượt phát sinh mấy chuyện. Nam Cảng người đứng đầu thành vạn tùng ánh mắt bén nhọn ở Trần Kiến Quân trên người qua lại nhìn quét, trong cổ họng phát sinh không thích âm thanh, Trần Kiến Quân, người cái này kinh vụ nơi trưởng phòng có còn muốn hay không khô rồi các ngươi kinh sát chính là vì bảo vệ Nam Cảng an toàn, có thể nhìn ở lãnh đạo của ngươi bên dưới, những này di Nam Cảng bị đảo quốc ninja tập kích bao nhiêu lần. Các ngươi kinh sát cũng liên tục bại lui, ngươi là ta một tay để bà tới, nói thật, Trần Kiến Quân, biểu hiện của ngươi thật sự để ta phi thường thất vọng. Trần Kiến Quân nghe thành vạn tùng nghiêm khắc quát lớn, trong lòng của hắn là một trận cười khổ, đảo quốc ninja thực lực quá mức cường hãn, căn bản không phải kinh sát có thể đối phó được nếu như tối hôm qua không phải Diệp Thần Phong vừa vặn xuất hiện ở kinh vụ nơi, e sợ đầu của hắn sớm đã bị treo ở Nam Cảng cao nhất cao ốc trước. Trần Kiến Quân, các loại chờ lần này Nam Cảng nguy cơ quá khứ sau khi, người liền chủ động từ chức. Bằng không cũng đừng trách chúng ta không hoài cựu tình, chuyện lần này nhất định phải có người đến phụ trách. Nam Cảng người đứng thứ hai từ Đông Chun mở miệng nói rằng. Trần Kiến Quân trong lòng cay đắng mùi vị càng thêm nồng nặc, Hắn biết lần này hắn sẽ biến thành Nam Cảng sự kiện chịu hoan ức một người trong đó. Cái này cũng là Trần Kiến Quân hầu như có thể đoán được. Thu thập một thoáng thất lạc tâm tình, Trần Kiến Quân muốn hồi báo một chút liên quan với Diệp Thần Phong sự tình. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong nếu như có thể hiệp trợ Kinh Phương, Kinh Phương áp lực sẽ lập tức kịch giảm. Nhưng mà, khi làm Trần Kiến Quân vừa muốn báo cáo thời điểm, chỉ nghe Nam Cảng người đứng đầu thành vạn tùng chuông điện thoại di động hưởng lên. Thành Vạn Tùng đang nhìn đến là Vương Hưng Nam đánh tới thời điểm, hắn không chút do so dự nhận nghe điện thoại, lần này vợ của hắn đều cảm hóa bệnh truyền nhiễm, vì lẽ đó tính tình của hắn mới sẽ trở nên hơi táo bạo, bằng không hắn cũng sẽ không đem khí xuất hiện ở Trần Kiến Quân trên người, dù sao Trần Kiến Quân là hắn một tay đề bạt lên. chương 830, bị coi thường yêu cầu. Vương Hưng Nam thêm mắm dặm muối ở trong điện thoại đối với Thành Vạn Tùng nói một lần liên quan với Diệp Thần Phong sự tình thuận tiện hắn lại tùy ý nói ra một thoáng hắn đối với loại này bệnh truyền nhiễm có đột phá mới. Điều này làm cho Thành Vạn Tùng là hưng phấn không thôi. Ở khúc điện thoại sau khi, hắn quay về từ Đông Chun nói rằng, Lão Từ, chúng ta hiện tại lập tức đi một chuyến khu cách ly. Vương Hưng Nam đối với bệnh truyền nhiễm nghiên cứu có toàn đột phá mới. Thuận tiện ta sẽ nói cho người biết một cái những chuyện khác. Được, Lão Thành, cái kia chúng ta lập tức xuất phát. Từ Đông Chun lão bà đồng dạng cảm hóa loại này bệnh truyền nhiễm, trước mắt nghe được Thành Vạn Tùng nói Vương Hưng Nam có đột phá mới, này sao có thể để trong lòng của hắn không kích động. Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun không tiếp tục để ý Trần Kiến Quân, hai người trực tiếp đi ra trong phòng làm việc, đem Trần Kiến Quân một người lưu lại, Trần Kiến Quân đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là lựa chọn đi theo ra ngoài. Ở nam cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai Từ Đông Chun hai người này vội vội vàng vàng xuất phát đi tới Nam Cảng khu cách ly thì. Diệp thần phong các loại chờ người đến khu cách ly, ở khu cách ly bên ngoài có 20 tên kinh sát canh gác, khu cách ly bên trong là một đống 8 tầng lâu cao nhà, từ trước nơi này là một nhà bệnh viện, bất quá, ở 3, 4 năm trước nơi này bị bỏ hoang, lần này Nam Cảng bạo phát loại này bệnh truyền nhiễm sau, cho nên mới đem nơi này tạm thời chia làm khu cách ly. Ở nhà này nhà lớn bốn phía kiến cao hơn 2m tường vây, phòng ngừa khu cách ly bên trong bệnh nhân đào tẩu, dù sao lần này bệnh truyền nhiễm phi thường nghiêm trọng, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế lên. Trần Tư Vũ đem xe đứng ở khu cách ly bên ngoài bãi đậu xe, cùng Diệp Thần Phong đồng thời từ màu đỏ Chevrolet trên đi xuống, tương tự Đoạn Nam mấy người cũng từ Lý Huy thành lái xe thương vụ trên xe đi xuống. Đoạn Nam đi tới Diệp Thần Phong trước, nói rằng: "Sư phụ chúng ta tiến vào khu cách ly. Ta trước tiên dẫn người đi bệnh độc phòng nghiên cứu nhìn, để người càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến loại vi khuẩn này. Diệp thần phong gật gật đầu, nói rằng, được, người ở phía trước trên mặt mang theo lộ. Canh gác ở khu cách ly 20 tên kinh sát, đang nhìn đến đoạn nam các loại chờ người sau, bọn họ không có ra tay ngăn cản, bởi vì bọn họ đều nhận ra đoạn nam, ở đoạn Nam Ung Dung mang theo Diệp Thần Phong các loại chờ, người tiến vào khu cách ly sau, Diệp Thần Phong phát hiện khu cách ly bên trong còn có càng nhiều kinh sát ở bốn phía tuần tra. Xem ra chỗ này khu cách ly phòng vệ vẫn là tương đối nghiêm ngặt. Ở đoạn Nam vừa định muốn dẫn Diệp Thần Phong các loại chờ, người tiến vào nhà lớn thời điểm, Vương Hưng Nam mang theo Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa đi ra, Vương Hưng Nam vừa nãy đã dặn dò trách nhiệm kinh sát nhìn thấy đoạn nam sau khi trở về muốn lập tức thông báo hắn trách nhiệm kinh sát cho rằng vương hưng nam tìm đoạn nam có việc gấp vì lẽ đó vừa nãy đang nhìn đến đoạn nam sau bọn họ liền lập tức thông báo vương hưng nam đứng ở vương hưng nam bên cạnh trương thành nghiệp cùng quách sáng sủa hai người này đang nhìn đến diệp thần phong bóng người sau trong tròng mắt lập tức bắn ra hai đạo âm trầm ánh sáng trương thành nghiệp chỉ vào diệp thần phong cắn răng nói rằng cậu người này chính là kẻ cầm đầu nếu không là hắn, sợ là chúng ta này một nhóm tới làm người tình nguyện du học sinh sẽ không hầu như toàn quân bị diệt. Mặc trên người bạch đại quái, trên đầu có chút đầu chọc dấu hiệu vương hưng nam gật gật đầu, trực tiếp đi tới đoạn nam trước. Nói rằng, đoàn viện trưởng, nghe nói người tối hôm qua bị tập kích. Ta có thể vì ngươi lo lắng một buổi tối đây. Hừ, đoạn nam trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Những này di cùng vương hưng nam ở chung, hắn phát hiện vương hưng nam người này quá tự kiêu, căn bản chưa hề đem những người khác để ở trong mắt. Trước mắt đoạn nam nghe được vương hưng nam âm dương kỳ quặc âm thanh, hắn đương nhiên sẽ không cho vương hưng nam thật sắc mặt xem, quay về bên cạnh Diệp Thần Phong, nói rằng, sư phụ, chúng ta đi vào. Thấy đoạn nam căn bản không để ý đến ý của hắn, lại nghe được đoạn nam cung kính xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ, vương hưng nam con người híp lại lên lên, từ trên người Diệp Thần Phong khí chất phán đoán, hắn suy đoán diệp thần phong khẳng định là gia tộc lớn tử tôn đổi làm bình thường hắn có thể sẽ không cho mình cháu ngoại trai ra mặt nhưng là hiện tại nam cảng nằm ở đặc thù thời kỳ mà hắn rồi hướng bệnh truyền nhiễm có đột phá mới hiện tại nước hoa cần chính là người như hắn vì lẽ đó hắn coi như ra tay với diệp thần phong e sợ diệp thần phong vị trí gia tộc cũng sẽ không nói thêm cái gì lại nói nam cảng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở chạy tới nơi này này liền để Vương Hưng Nam càng thêm có niềm tin. Đoàn viện trưởng, các ngươi đi vào ta không ngăn trở. Vương Hưng Nam đưa ngón tay bỗng nhiên chỉ về Diệp Thần Phong, nói rằng, bất quá, người này nhất định phải lưu lại, ta nghe nói tối hôm qua bởi vì hắn, đến đây Nam Cảng du học sinh mới sẽ hầu như toàn quân bị diệt. Vương Hưng Nam lời này vừa nói ra, đoạn Nam cùng đoạn thiên thụy đám người nhất thời lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, ở trong lòng bọn họ mặc kệ Diệp Thần Phong bao lớn, Diệp thần phong tóm lại là bọn họ trưởng bối, chính mình trưởng bối sao có thể bị những người khác chỉ vào mũi nói chuyện. Đoạn nam lập tức quát lên, vương hưng nam, người có biết hay không chính người đang làm gì? Sư phụ ta là để giải quyết nam cảng nguy cơ, ở nước hoa chỉ có một mình hắn có thể chữa trị xong loại này bệnh truyền nhiễm, người lập tức tránh ra cho ta. Liền hắn, hắn mới bao nhiêu tuổi, hắn có thể chữa trị xong nam cảng bệnh truyền nhiễm hắn liền cho ta cậu sách dày tư cách đều không có. Đứng ở vương hưng nam bên cạnh Trương Thành Nghiệp phách lối nói, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong. Đoạn nam, người đùa giỡn cũng phải có cái mức độ, ta không biết ngươi tại sao muốn nịnh bợ tên tiểu tử này, bất quá, ở đây ta sẽ không để cho ngươi hồ đồ xuống. Vương hưng nam không lùi một phân, lúc trước ở khóa này quốc tế y học hội giao lưu cử hành thời điểm, vương hưng nam vẫn ở nước ngoài, Hắn căn bản không có đi quan tâm khóa này quốc tế y học hội giao lưu sự tình, dưới cái nhìn của hắn y thuật của hắn tương lai sẽ trở thành toàn đệ nhất thế giới, vì lẽ đó hắn cũng căn bản không nhận ra Diệp Thần Phong. "Ta nói ông lão, ngươi không có văn hóa gì, ngươi trang cái gì đầu trọc? Lẽ nào ngươi muốn ta giúp ngươi lỏng xương một chút?" Diệp Thần Phong chuyển động cổ tay nhìn Vương Hưng Nam nói rằng. Lần này Diệp Thần Phong đi tới Nam Cảng kinh thành cái kia một đám cao tầng không có chuyện gì trước tiên thông báo Nam Cảng bên này người, ở kinh thành cái kia đám cao tầng xem ra, Nam Cảng bên này có đoạn Nam ở đây tiếp ứng như vậy đủ rồi, lại nói Diệp Thần Phong không phải yêu thích biết điều sao. Vì lẽ đó kinh thành cao tầng những lão đầu kia mới không có sớm thông báo Nam Cảng bên này, ai biết Diệp Thần Phong chống đối Nam Cảng bên này sau một lần lại một lần gặp phải loại này buồn nôn con ruồi. Nghe được Diệp Thần Phong mắng hắn là đầu chọc, Vương Hưng Nam là tức giận đến sắc mặt đỏ lên cực kỳ, một bên đoạn thiên thủy các loại chờ, người trẻ tuổi đúng là suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng đến. Tiểu tử, chú ý người nói chuyện đúng mực, lần này người tàn hại đồng bào, để đến Nam Cảng du học sinh hầu như toàn quân bị diệt, người nhất định phải trả giá nên có đánh đổi. Vương Hưng Nam khàn cả giọng quát, xem ra ta thật sự đến phải giúp ngươi lỏng xương một chút, có chút lão già, nói với bọn họ lý là nói không thông, những người này chính là cái gọi là tiện cốt đầu." Diệp Thần Phong cười gần nhìn Vương Hưng Nam nói rằng, hắn cũng không muốn đứng ở chỗ này mù làm lỡ thời gian, đang giải quyết Nam Cảng loại này bệnh truyền nhiễm sau khi, hắn còn nhất định phải đi điều tra sự kiện lần này hung thủ sau màn, bây giờ liền linh hồn lực chiến sĩ đều xuất hiện, điều này làm cho Diệp Thần Phong không thể không thận trọng đối xử. Bị Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, điều này làm cho vương hưng nam ông lão này trong lòng rất không thoải mái, mà giữa lúc vào lúc này, nam cảng người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ đông chun đi vào khu cách ly, nam cảng kinh giới người đứng đầu trần kiến quân nhưng là đi theo sau. Ở đến khu cách ly trên đường, thành vạn tùng cùng từ đông chun là ngồi ở một chiếc xe trên, mà trần kiến quân là ngồi ở hắn trên xe của chính mình. Thành Vạn Tùng đã đối với Từ Đông Chun nói rõ một thoáng liên quan với Diệp Thần Phong sự tình, Ngược lại Căn cứ Vương Hưng Nam từng nói, Diệp Thần phong tối hôm qua tàn hại chính mình đồng bào, như người như thế nhất định phải trói lại. Vạn Tùng, Đông Chun, tiểu tử này chính là cái kia tàn hại đồng bào người, hiện tại hắn còn muốn muốn động thủ với ta, các ngươi xem phải làm gì? Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Chun đối với Vương Hưng Nam vô cùng tôn kính, để Vương Hưng Nam trực tiếp xưng hô tên của bọn họ được rồi, này Vương Hưng Nam ngược lại cũng không khách khí. Đứng ở thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun mặt sau Trần Kiến Quân, hắn đang nhìn đến Vương Hưng Nam chỉ người là Diệp Thần Phong thời điểm, trong lòng của hắn lập tức một cái hồi hộp, dọc theo con đường này hắn còn chưa kịp báo cáo liên quan với Diệp Thần Phong sự tình đây. Mắt thấy Nam cả người đứng đầu thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai Từ Đông Chun đều đến rồi, đứng ở Vương Hưng Nam bên cạnh Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sổ là càng thêm hung hăng, Trương Thành Nghiệp đi lên hai bước, quát lên tiểu tử người có gan đến đánh ta a à. ta đứng ở chỗ này để người đánh người đến đánh a à. người đến đánh a à. diệp thần phong liếc mắt nhìn trương thành nghiệp cùng quách sáng sủa bĩu môi ba nói rằng các người đã có loại này bị coi thường yêu cầu như vậy ta như thế nào sẽ không đáp ứng đùng đùng hai tiếng vang lên giòn giã ở trương thành nghiệp cùng quách sáng sủa trên gương mặt vang vọng ra rõ ràng dấu năm ngón tay hiện lên ở hai người bên trái trên gương mặt Diệp Thần phong phiến lòng bàn tay tốc độ quá nhanh, cho tới ở đây bất kỳ không có bất kỳ ai phản ứng lại. Chương 831, á khẩu không trả lời được. Hiện trường yên tĩnh có 5 giây khoảng chừng, trái phải. Cảm thụ trên gương mặt đau rát thống, Trương Thành Nghiệp cái thứ nhất đánh vỡ phần này trầm mặc, trong cổ họng quát lên, ngươi, ngươi lại thật sự dám động thủ. Được, rất tốt, cậu, loại này nguy hiểm phần tử làm sao có thể ở lại chỗ này? nhìn thấy diệp thần phong trong chớp mắt động thủ vương hưng nam hắn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ nói rằng vạn tùng đông chun các ngươi chẳng lẽ muốn lưu loại này ra hỏa kế tục ở đây thành vạn tùng cùng từ đông chun thấy diệp thần phong ở hai người bọn họ trước mặt còn dám động thủ hại người nguyên bản bọn họ đoạn này di trong lòng liền tức sôi ruột lại nói hiện tại vương hưng nam là trị liệu bệnh truyền nhiễm chỗ mấu chốt hai người bọn họ đương nhiên không muốn oan ức vương hưng nam Thành Vạn Tùng trực tiếp mệnh lệnh phía sau Trần Kiến Quân, quát lên, Trần Kiến Quân, ngươi còn muốn ngốc chạm tới khi nào? Còn không cho người đem người hành hung này cho nắm lên đến. Trần Kiến Quân đi tới Diệp Thần Phong trước, Diệp Thần Phong cười nói, Trần Trưởng phòng, không muốn đã quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ở Nam Cảng hết thảy kinh lực đều phải muốn nghe từ ta chỉ huy. Trần Kiến Quân gật gật đầu, cười khổ nói, yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ở Trần Kiến Quân xem ra hắn kinh vụ nơi trưởng phòng vị trí khẳng định là không bảo vệ, hắn là một cái đối với hứa hẹn phi thường coi trọng người, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn, Diệp Thần Phong có thể giải quyết phiền toái trước mắt, như vậy hắn làm sao không bồi tiếp Diệp Thần Phong phong một hồi đây. Vương Hưng Nam các loại chờ người nhìn thấy thành vạn tùng mệnh lệnh lùng bắt Diệp Thần Phong, trên mặt của bọn họ lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, đặc biệt là trương thành nghiệp cùng quét sáng sủa bọn họ đã đang suy nghĩ muốn làm sao dằn vặt diệp thần phong trần kiến quân người phiền phiền nhíu nhiễu làm gì mau mau cho ta bắt người thành vạn tùng có chút không nhịn được nói trần kiến quân ánh mắt kiên định nhìn thành vạn tùng nói rằng xin lỗi chuyện này ta không làm nổi diệp thần phong là kinh thành người của diệp gia lần này hắn là đến hiệp trợ bệnh truyền nhiễm trị liệu hơn nữa trong tay hắn nắm giữ nước hoa đặc biệt nhất giấy chứng nhận. Dưới tình huống khẩn cấp hắn có thể điều động nước hoa bất luận cái nào khu vực kinh lực, vì lẽ đó ta bây giờ nghe từ Diệp Tiên sinh chỉ huy. Trần Kiến Quân lời này vừa nói ra, thành vạn tùng, từ Đông Chun cùng Vương Hưng Nam các loại chờ người trong nháy mắt sửng sốt, đặc biệt là thành vạn tùng. Hắn sắc mặt là đỏ lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước sau đều thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong đại gia tộc như thế thiếu gia. Đối với nam cảng bệnh truyền nhiễm sẽ có cái gì trợ giúp? Hắn không hiểu nổi cấp trên vì sao lại phái Diệp Thần Phong người như thế lại đây. Vạn Tùng, ta bây giờ đối với loại này bệnh truyền nhiễm đã có rất lớn đột phá, chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian, ta bảo đảm có thể đem loại này bệnh truyền nhiễm chữa trị xong. Tên tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, người nhìn hắn như là sẽ y thuật người sao lần này nam cảng sự kiện phi thường đặc thù ta nghĩ mặc kệ hắn là thân phận gì cuối cùng chỉ cần ta chữa trị xong nam cảng bệnh truyền nhiễm cấp trên chắc chắn sẽ không có bất cứ người nào trách tội xuống vừa nhưng đã tới mức độ này như vậy vương hưng nam chỉ có thể nhắm mắt lên hắn đời này coi trọng nhất chính là mặt mũi hắn không cách nào khoan dung vào lúc này làm mất đi mặt mũi thành vạn tùng cùng từ đông chun đang nghe xong vương hưng nam sau Bọn họ cho rằng Vương Hưng Nam nói phi thường có đạo lý, hiện nay Nam Cảng nằm ở đặc thù thời kỳ. Nếu như Vương Hưng Nam thật sự có thể chữa trị xong loại này bệnh truyền nhiễm, coi như hiện tại đắc tội rồi Diệp Thần Phong, cấp trên cũng chắc chắn sẽ không trách tội xuống. Lúc này Từ Đông Chun con người âm trầm nhìn kỹ Trần Kiến Quân, quát lên, "Trần Kiến Quân, ngươi cũng không nên sai lầm, hiện tại Nam Cảng tình thế phi thường đặc thù, như loại này kinh thành đến công tử bột." chúng ta không thể để hắn ở đây mù trộn lẫn, người lập tức bắt hắn cho nắm lên đến. Rất xin lỗi, ta không làm nổi, Trần Kiến Quân kiên định nói rằng. Hay, hay, rất tốt, Trần Kiến Quân, người đây là muốn tạo phản. Từ Đông Chun tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng. Trần Kiến Quân, từ thời khắc này bắt đầu, người không còn là nam cảng kinh vụ nơi trưởng phòng. Thành vạn tùng trợn mắt trừng trừng quát lên. Ngược lại, Hắn nhìn chu vi tuần tra kinh sát, chỉ vào Diệp Thần Phong, ra lệnh: "Các ngươi lập tức đem tiểu tử này cho khống chế lên." "Thành Vạn Tùng, ai đưa cho ngươi quyền lợi làm như vậy rồi? Ngươi dám động một thoáng ta Đoạn Nam sư phụ thử một chút xem." Đoạn Nam ông lão này trong cổ họng cũng chợt quát lên. "Các ngươi những này tên ngu xuẩn, ta thái sư tổ có thể đến Nam Cảng, là các ngươi Nam Cảng phúc khí, các ngươi lại còn dám ngăn trở?" Ta xem các người chính là một đám giá áo túi cơm. Đoạn thiên thủy cũng lạnh giọng nói rằng, hắn hiện tại là vừa bội phục hắn thái sư tổ y thuật, lại bội phục hắn thái sư tổ thân thủ, hắn làm sao có thể nhìn mình thái sư tổ chịu nhục. Đoàn viện trưởng, người đây là muốn làm gì? Tiểu tử này vừa mới đến Nam Cảng, liền cho chúng ta chọc rất nhiều phiền phức, chúng ta nhất định phải đem hắn nắm lên đến. Thành vạn tùng ánh mắt âm trầm lợi hại. Diệp Thần Phong ngăn lại lại tức giận hơn đoạn Nam cười hỏi các ngươi có quyền gì bắt ta? Ta nơi nào phạm tội? Tiểu tử, ngươi vừa ra tay hại người, còn có tối hôm qua ngươi tàn hại chính mình đồng bào, này hai cái tội danh liền đầy đủ để ngươi vào ngục giam. Phương Hưng Nam thấy Diệp Thần Phong chủ động đưa ra loại này ngớ ngẩn nghi vấn, trong lòng của hắn là hồi hộp. Ra tay hại người, ta vừa nãy có ra tay hại người sao? Diệp Thần Phong xem thường cười nói sau đó ngón tay chỉ về trương thành nghiệp tiếp tục nói vừa nãy thật giống là hắn để ta đánh hắn nếu hắn có như thế bị coi thường yêu cầu lẽ nào ta không thành toàn hắn sao tiểu tử người có gan đến đánh ta a à. ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh ngươi đến đánh a à. ngươi đến đánh a à. đứng ở đoạn thiên thụy bên cạnh phương tuấn đạt mô phỏng theo vừa nãy trương thành nghiệp ngữ khí tiếp theo lại nói chúng ta thái sư tổ là đang thỏa mãn này bị tra tấn cuồng yêu cầu lẽ nào điều này cũng phạm pháp sao? Ta cũng có thể làm chứng, vừa nãy là hắn đưa ra loại yêu cầu này, Diệp Tiên Sinh mới sẽ thỏa mãn hắn. Lý viện trưởng Lý Huy Thành chỉ vào Trương Thành Nghiệp nói rằng, hắn là từng trải qua Diệp Thần Phong y thuật, ở vào thời điểm này, hắn đương nhiên muốn đứng ở Diệp Thần Phong bên này. Nghe được Diệp Thần Phong các loại chờ người lời nói này sau, Trương Thành Nhiệp cùng quét sáng sổ suýt chút nữa tức giận đến một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Được, chuyện này tạm lại không nói, tối hôm qua ngươi tàn hại đồng bào này điều tội danh ngươi làm sao chống chế. Vương Hưng Nam trên gương mặt bắp thịt hơi co giật. Tàn hại đồng bào, ta làm sao tàn hại đồng bào. Diệp thần phong hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ ta rất vô tội dáng dấp. Tiểu tử, chuyện tối ngày hôm qua ta đã đều biết, ta biết thân thủ của ngươi tốt vô cùng, nếu như tối hôm qua ngươi ra tay bảo vệ cái kia một nhóm du học sinh, e sợ cái kia một nhóm du học sinh sẽ không hầu như toàn quân bị diệt. Nam cả người đứng đầu thành vạn tùng ngữ khí không quen nói rằng, này chính là các ngươi cho ta đè xuống đến mức tàn hại đồng bào tội danh. Diệp thần phong nhìn thành vạn tùng, kế tục hỏi, vậy ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề, ta cũng không là kinh sát, cũng không phải quốc gia bộ an ninh trong cửa người, ta có quyền gì phải bảo vệ những kia du học sinh? Những kia du học sinh là chết ở đảo quốc trong tay người, này ăn thua gì đến ta? Còn có cái này hai tên khốn kiếp, Diệp Thần Phong ngón tay chỉ vào Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa, nói rằng, hai người này cuối cùng nếu không có ta ở, bọn họ đã sớm chết ở đảo quốc ninja trong tay. Các ngươi lại vẫn dám cho ta theo, đè cái gì tàn hại đồng bào tội danh. Các ngươi phải làm chính là cho ta phát một mặt cờ thưởng, nếu như ta ra tay bảo vệ những người kia là giúp người làm niềm vui, tương tự ta không ra tay bảo đảm bảo vệ bọn họ, ta cũng không tạo thành được bất kỳ phạm tội, hiện tại ta mới biết cái gì gọi là dục thêm nữa tội hà hoạn không từ. Hai người các ngươi cũng xứng làm nam cảng cao tầng, hiện tại các ngươi còn muốn muốn ở trên người ta thêm tội danh gì. Lần này ta là tới nam cảng hiệp trợ bệnh truyền nhiễm trị liệu, ta không phải là đến được tức giận, hai người các ngươi nam cảng cao tầng vị trí ngồi vào đầu hiếm thấy muốn phải khiêm tốn một lần, Diệp Thần Phong nhưng một lần lại một lần gặp phải phiền phức, điều này làm cho trong lòng của hắn bắt đầu có chút khó chịu. Diệp Thần Phong từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, trực tiếp bấm kinh thành số một thủ trưởng dư năm được mùa số điện thoại. Cho tới Nam Cảng người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Chun, hai người kia là bị nói á khẩu không trả lời được, bất quá, hai người bọn họ không cho là Diệp Thần Phong có thể nắm vì bọn họ như thế nào muốn để bọn họ rời đi hiện tại chức vị, ở hai người bọn họ xem ra căn bản không phải một cái công tử bột có thể làm được. Một bên đoạn thiên thủy các loại chờ người nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ này vinh váo hung hăng dáng dấp, trong lòng từng cái từng cái âm thầm cảm thán, thái sư tổ thực sự quá thô bạo, còn Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quách sáng sủa ba người này sắc mặt biến hóa liên tục, đặc biệt là Vương Hưng Nam trong lòng của hắn đang suy nghĩ còn có cái gì đối phó Diệp Thần Phong biện pháp chương 832, bệnh độc dị biến, nguy cơ, nguy cơ, mau mau đóng kỹ cửa khóa kỹ, mau mau đóng kỹ cửa khóa kỹ. Ở Diệp Thần Phong gọi điện thoại cho Dư Năm được mùa thời điểm, hai cái vẻ mặt hoảng loạn ông lão ở bốn tên kinh sát hộ tống dưới, từ khu cách ly bên trong đại lâu chạy ra, ở chạy ra nhà lớn sau khi, hai người này ông lão lập tức dặn dò bên cạnh bốn cái kinh sát, đem nhà lớn môn đóng lại khóa lên hai người này ông lão chính là lục sinh vinh cùng trình anh công lao, nước hoa có thể đếm được trên đầu ngón tay y học giới thái đấu, tương tự ở lúc trước khóa này quốc tế y học hội giao lưu lúc kết thúc, hai người này ông lão cũng mặt dày mày dạn lại diệp thần phong sư phụ. Lục sinh vinh cùng trình anh công lao sắc mặt có chút trở nên trắng, trong miệng không ngừng thở hổn hển nhìn thấy nhà lớn bên ngoài đứng đoạn nam các loại chờ người thì hai người bọn họ ánh mắt bị chính đang gọi điện thoại diệp thần phong hấp dẫn trong con người không hẹn mà cùng lộ ra mừng rỡ ánh sáng, vội vội vàng vàng đi tới đoạn nam bên cạnh, lục sinh vinh nói rằng, đoàn lão đầu, chuyện gì thế này? Chẳng trách người ngày hôm qua không thấy tâm hơi, nguyên lai like có bực này chuyện tốt gạt chúng ta. Đoàn lão đầu, người cũng quá không ra gì, chúng ta có thể có mấy chục năm giao tình chứ. Trình Anh Công Lao cũng lập tức phụ họa nói lục sinh vinh cùng trình anh công lao hai người này ông lão quá bận rộn bệnh truyền nhiễm nghiên cứu bọn họ còn không biết tối hôm qua đoạn nam bị tập kích sự tình đây bất quá bọn họ trong miệng chất vấn rất rõ ràng là liên quan với diệp thần phong diệp thần phong y thuật nhưng là để bọn họ kính nể cực kỳ tương tự diệp thần phong cũng là sư phụ của bọn họ bọn họ trách cứ chính là đoạn nam chưa hề đem diệp thần phong đến nam cảng tin tức nói cho bọn họ biết nhìn thấy lục sinh vinh cùng trình anh công lao từ nhà lớn một chạy đến hai người này liền đối với đoạn nam là một bộ chất vấn ngữ khí điều này làm cho một bên vương hưng nam nhất thời có một cái kế sách hắn lập tức nói rằng lục lão trình lão đoàn viện trưởng quá không đem khu cách ly coi là chuyện to tát hắn lại còn nói tên tiểu tử này có thể chữa trị xong bệnh truyền nhiễm chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ mà hai vị nhất định phải ngăn lại đoàn viện trưởng loại này buồn cười hành vi a Vương Hưng Nam vừa nói, ngón tay còn vừa chỉ vào chính đang gọi điện thoại Diệp Thần Phong. "Lục lão, Trình lão, này xác thực là sự thực a. À. Thật không hiểu nổi cấp trên vì sao lại phái tên tiểu tử này hạ xuống. Này không phải cho chúng ta thêm phiền sao?" Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh Công lao ở nước Hoa Y học giới địa vị không thể so đoạn Nam kém, thấy Vương Hưng Nam tận dụng mọi thứ mở miệng, nam cả người đứng đầu thành Vạn Tùng cũng lập tức nói rằng, Lục sinh vinh cùng trình anh công lao nghe được vương hưng nam cùng thành vạn tùng giám to gan phỉ báng sư phụ của bọn họ, hai người này ông lão trong lòng nhất thời vọt lên lửa giận đến. Trình anh công lao hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trình lão, ta đến giải thích cho ngươi một chút đi. Nam cả người đứng thứ hai từ đông chun đứng ra nói rằng, ánh mắt còn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn đoạn nam. Mà đoạn nam nhưng là duy trì trầm mặc thật giống một bộ hoàn toàn không liên quan việc khác tình dáng dấp, kỳ thực trong lòng của hắn là từng trận cười gần, hắn thanh chứ biết hai người này ông lão đối với Diệp Thần Phong tôn kính không chút nào so với hắn thiếu. Sự tình là như vậy, từ Đông Chun đem đại khái sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ, nghe xong chỉnh chuyện sau khi, lục sinh vinh cùng trình anh công lao là lên cơn giận dữ khí đến hai người bọn họ là thổi dâu mép chừng mắt. Vương Hưng Nam, Thành Vạn Tùng cùng Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người nhìn thấy hai người này ông lão nổi giận sau khi. Trong lòng bọn họ là triệt để thở phào nhẹ nhóm, chỉ cần lục sinh vinh cùng Trình Anh Công lao chạm ở tại bọn hắn bên này, chỉ là một cái đoạn nam là không lật nổi cái gì bọt nước đến. Có thể giữa lúc Vương Hưng Nam các loại chờ, người nằm ở cao hứng bên trong thời điểm, lục sinh vinh lại mở miệng, ngón tay chỉ vào vương hưng nam, quát lên, ai cho ngươi lá gan, ngươi lại dám ngăn cản sư phụ ta đường đi. Ngươi ở sư phụ ta trước mặt là cái thá gì? Trình Anh Công Lao cũng lập tức mở miệng, quát lên, thành vạn tùng, từ đông chun. Hai người các ngươi ngu xuẩn đồ vật, các ngươi biết ngăn cản là sư phụ ta đường đi điều này đại biểu cái gì không? Nam cảng loại này bệnh truyền nhiễm chỉ có sư phụ ta một người có thể trị liệu ở lục sinh vinh cùng trình anh công lao mở miệng quát lớn thời điểm diệp thần phong cũng vừa vặn đánh xong điện thoại hắn ở trong điện thoại đối với dư năm được mùa hoàn chỉnh nói rồi một thoáng hắn hiện tại gặp phải phiền phức lục sinh vinh cùng trình anh công lao nhìn thấy diệp thần phong đánh xong điện thoại sau khi hai người này ông lão lập tức đi tới diệp thần phong trước cung cung kính kính hô một tiếng sư phụ diệp thần phong chỉ là hơi gật gật đầu Thấy cảnh này Vương Hưng Nam các loại chờ, người là triệt để mắt choáng váng. Vương Hưng Nam hỏi bên cạnh Trương Thành Nghiệp chuyện gì thế này? liền lục sinh vinh cùng Trình Anh Công Lao làm sao đều gọi hô tiểu tử này là sư phụ. Trương Thành Nghiệp căn bản không biết Diệp Thần Phong cụ thể bối cảnh, trong miệng ấp úng không biết trả lời như thế nào. Đến hiện tại hắn mới biết Diệp Thần Phong là một khối thiết bản, một khối hắn căn bản đá bất động thiết bản. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Trần Kiến Quân, Hắn cũng không biết Diệp Thần Phong ở y học giới sức ảnh hưởng có lớn như vậy, khởi điểm khi nghe đến đoạn Nam Sương hô Diệp Thần Phong sư phụ thời điểm, hắn đã là cảm thấy khó mà tin nổi, bây giờ lại nghe được Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh Công Lao cung cung kính kính xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ, trong lòng của hắn khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhìn trước mắt kịch liệt nghịch chuyển tình thế, Trần Kiến Quân trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Tư Vũ cùng Giang Mộng Rong chờ ở chàng mấy người phụ nhân, các nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong chấn định thô bạo này một mặt sau, từng cái từng cái không hăng hái tăng nhanh trái tim nhảy lên. Ông ông ong ông, mà giữa lúc tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ thời điểm, thành vạn tùng điện thoại di động đột nhiên chấn động chuyển động, đưa điện thoại di động từ trong túi tiền móc ra, nhìn thấy mặt trên biểu hiện số điện thoại sau, con người của hắn đột nhiên phóng to, liên tưởng đến vừa Diệp Thần Phong gọi điện thoại cảnh tượng. Thành vạn tùng đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run, cực kỳ gian nan ấn xuống nút nhận cuộc gọi, không có nghe các loại trở thành vạn tùng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Nam càng hết thảy đều phối hợp thần phong tiểu tử kia. Đô đô đô, đơn giản một câu nói nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến bận biểu âm, thành vạn tùng cả người là trong nháy mắt hóa đá, cú điện thoại này nhưng là số một thủ trưởng dư năm được mùa đánh tới. Dư Nam được mùa dĩ nhiên ở trong điện thoại xưng hô Diệp Thần Phong vì là thần phong tiểu tử kia, này không liền nói rõ Dư Nam được mùa cùng Diệp Thần Phong quan hệ rất thân thiết sao. Hơn nữa Dư Nam được mùa đem Nam Cảng hết thảy đều giao cho Diệp Thần Phong, này chứng minh Diệp Thần Phong khẳng định có chỗ hơn người, thành vạn tùng tin tưởng Dư Nam được mùa không thể nắm Nam Cảng sự tình đùa giỡn. Thành vạn tùng đem một cái lại một cái chi tiết nhỏ làm rõ sau khi, gái của hắn trên là bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi, trong cổ họng gian nan yết nổi lên ngụm nước đến, một bên từ đông chun nhìn thấy thành vạn tùng dáng dấp sau, lập tức hỏi, vạn tùng, ai đánh cho điện thoại của ngươi? Thành vạn tùng thở dài một hơi, nói rằng, là dư thủ trưởng, hắn nói nam cảng hết thảy đều phải phối hợp diệp thần phong. Âm, um, âm, um, âm, um. thành vạn tùng một câu nói này như là cửu thiên sấm sét để vương hưng nam các loại chờ người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch cực kỳ. Thành vạn nhả ra bên trong dư thủ trưởng không cần nhiều giải thích, người ở chỗ này đều biết là nước hoa số một thủ trưởng dư năm được mua. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Trần Kiến Quân, nghe được là dư năm được mùa gọi điện thoại cho Thành Vạn Tùng, hơn nữa ở trong điện thoại nói để Nam Cảng hết thảy đều phối hợp Diệp Thần Phong, điều này làm cho Trần Kiến Quân nhìn thấy một chút hy vọng, hay là hắn kinh vụ nơi trưởng phòng vị trí còn giữ được. Nguy rồi, bị các ngươi như thế nháo trò, ta cùng lục lão đầu suýt chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Trình Anh Công Lao đột nhiên mở miệng nói rằng. Lục sinh Vinh lập tức quay về Diệp Thần Phong, nói rằng, sư phụ, e sợ hiện tại loại này bệnh truyền nhiễm càng thêm phiền phức. Ta cùng trình lão đầu sở dĩ vội vội vàng vàng chạy ra nhà lớn bên trong, là bởi vì phát hiện loại này bệnh truyền nhiễm bệnh độc biến dị, trở nên càng thêm đáng sợ. Hả? Nghe được lục sinh vinh sau, Diệp Thần Phong không khỏi hơi nhíu nhíu mày sư phụ, chúng ta cũng cùng ngươi nói không rõ, ở nhà này nhà lớn bên cạnh có một gian phòng quản lý, nhà lớn mỗi cái tầng trệt đều trang bị máy thu hình, các loại chờ sư phụ ngài tiến vào phòng quản lý liền vừa xem hiểu ngay. Trình Anh công lao trên mặt lần thứ hai lộ ra kinh hoàng vẻ. Được, vậy chúng ta lập tức đi một chuyến phòng quản lý. Diệp Thần Phong trực tiếp nói. Sau 3 phút, Nam Cảng khu cách ly phòng quản lý bên trong. Diệp thần phong các loại chờ người nhìn phòng quản lý bên trong từng cái từng cái tầng trệt hình ảnh, ở đây tất cả mọi người đều rơi vào sợ hãi bên trong, liền vương hưng nam đều không lo nổi lo lắng diệp thần phong sự tình, một đôi mắt là chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh hình ảnh. Mà diệp thần phong trong tròng mắt nghiêm nghị vẻ là càng ngày càng nghiêm trọng, hắn mơ hồ cảm giác sự tình chậm rãi ở thoát ly hắn có khả năng trưởng khống phạm vi, Nhìn quản chế trong hình bệnh độc dị biến mang đến hậu quả, có loại cảm giác nguy hiểm hiện lên ở trong lòng hắn. Chương 833, toàn bộ hy vọng. Nguyên bản Diệp Thần Phong khẳng định ở Nam Cảng truyền bá ra chính là thay đổi bản tử hắc chứng. Tử hắc chứng người bệnh bệnh trạng là khởi điểm bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ suy kiệt, hai mắt sẽ triệt để mù, cuối cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ sẽ hiện ra một loại màu đen. Mãi đến tận loại này màu đen càng ngày càng dày đặc, người bệnh cả người trên người như bôi lên màu đen thuốc màu thì, như vậy đến giờ phút này rồi người bệnh sinh mệnh cũng đi tới phần cuối. Mà trước mắt quản chế trong hình từng cái từng cái cảm hóa loại này bệnh truyền nhiễm người bệnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn thân biến thành màu đen, hai con con người bên trong có một con đã biến thành thuần màu trắng, những này người lây du đang ở nhà lớn trên hành lang, từng cái từng cái tâm tình cực kỳ táo bạo bất an không ngừng há mồm ra, bọn họ trong miệng hàm răng đã kinh biến đến mức vô cùng sắc bén, trên mặt tràn ngập hết sức khát máu biểu hiện. Những này dù đã ở nhà lớn mỗi cái tầng trệt trên hành lang người bệnh, bọn họ nằm ở tử hắc chứng cái cuối cùng giai đoạn, nguyên bản bọn họ hẳn là một cái chân bước vào diêm vương miện, trong thân thể căn bản khiến không ra bất kỳ một tia sức mạnh đến, nhưng mà, những này cách tử vong gần nhất người bệnh một mực từng cái từng cái sống lại. Diệp Thần Phong ở phòng quản lý bên trong không ngừng điều động hình ảnh, hắn phát hiện chỉ có đến từ hắc chứng cái cuối cùng giai đoạn người bệnh, thân thể bọn họ bên trong tử hắc chứng bệnh độc mới phải nhận được biến dị, còn lại nằm ở từ hắc chứng giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai người bệnh, bên trong cơ thể của bọn họ bệnh độc không có phát sinh bất kỳ biến dị. Cả tòa khu cách ly nhà lớn bên trong hầu như mỗi cái tầng trệt đều có ba gian trùng chứng phòng bệnh, bên trong bệnh nhân đều là đạt đến từ hắc chứng cái cuối cùng giai đoạn bước đầu phỏng trừng toàn bộ nhà lớn bên trong khoảng chừng có 200 đến 300 người trong cơ thể bệnh độc triệt để biến dị. Đoạn nam nhìn trước mặt quản chế hình ảnh, ổn ổn trong lòng hoảng loạn tâm tình. Nói rằng, tại sao lại như vậy? Trước loại vi khuẩn này đến cái cuối cùng giai đoạn, người bệnh không phải đều khí tuyệt bỏ mình sao? Hiện tại những này đến cái cuối cùng giai đoạn người bệnh, làm sao phản mà sống quá đến rồi? Hơn nữa còn hoạt quỷ dị như vậy. Ra ra, Ta xem những người bệnh này làm sao như trong phim ảnh zombie đây." Đoạn Thiên Thụy chen vào một câu thoại. Câu nói này nhất thời để rơi vào trong trầm tư Diệp Thần Phong là rộng rãi sáng sủa, hắn nhớ tới trong tương lai có một loại tên là hóa thi sinh hóa bệnh độc, người bệnh một khi cảm hóa trên hóa thi bệnh độc, như vậy người bệnh thần trí đem dần dần bị nuốt hết, biến thành một loại chỉ khát vọng máu tươi cùng huyết nhục sinh hóa vũ khí. Ở Diệp Thần Phong một đời trước thời đại kia, Hóa thi bệnh độc là những quốc gia khác nghiên cứu ra, những quốc gia khác vì nghiên cứu loại này hóa thi bệnh độc. Lúc đó dùng dòng dã một cái thành thị người làm thí nghiệm, sau đó tòa thành thị này đã biến thành hóa thi thành, sinh sống ở bên trong người đều đã biến thành xác chết di động. Tòa thành thị này cũng bị hoàn toàn đóng kín lên. Kỳ thực đoạn Thiên Thụy nghi vấn phi thường chính xác, người một khi cảm hóa trên hóa thi bệnh độc, như vậy sẽ diễn biến thành cùng zombie gần như một loại đặc dị sinh vật nhất định phải lập tức đem khu cách ly nhà lớn thiêu hủy ta xem nhà lớn bên trong những người bệnh kia sớm muộn sẽ biến thành xác chết di động nếu để cho những người này từ khu cách ly chạy đi e sợ toàn bộ nam cảng đem biến thành một tòa thành chết vương hưng nam không chút do dự nói rằng vương hưng nam lời nói này vừa nói ra khỏi miệng tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trầm tư bên trong nhà lớn bên trong nhưng là có thật mấy ngàn người phải đem những người này tươi sống thiêu chết Chuyện này quả thật là quá tàn nhẫn, trong đó nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ đông chun vẻ mặt khó coi nhất. Hai người bọn họ lão bà cũng bị mắc bệnh loại này bệnh truyền nhiễm, hiện nay cũng ở bên trong đại lâu đây. Không được, đây tuyệt đối không được, Trình Anh Công lao cao mày mở miệng nói rằng. Đúng, Trình lão đầu nói không sai, hiện tại bên trong đại lâu ngoại trừ người bệnh bên ngoài, còn có thật nhiều nhân viên y tế đây chúng ta ở phát hiện tình huống này sau không kịp sơ tán nhà lớn bên trong nhân viên y tế vì lẽ đó hiện tại nhà lớn bên trong hết thảy nhân viên y tế tập trung ở trong phòng họp ta cùng trình lão đầu chạy đến là đem tình huống như thế sự hồi báo trước cho đại gia lục sinh vinh cũng cực lực phản đối nghe được trình anh công lao cùng lục sinh vinh phản đối sau thành vạn tùng cùng từ đông chun trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm thành vạn tùng tỏ rõ vẻ ước ao nhìn vương hưng nam nói rằng vương lão ngài không phải đối với loại vi khuẩn này có đột phá mới sao? Ta nghĩ ngài nhất định có biện pháp giải cứu bên trong đại lâu người bệnh chứ. Chỉ cần ngài chịu ra tay, ta thành vạn tùng cái mạng này sau đó chính là ngài. Nghe vậy, Vương Hưng Nam không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc lắc đầu, nói rằng ta không có bất kỳ biện pháp, ta đối với loại vi khuẩn này là có một chút đột phá mới, nhưng là ta hiện tại ta căn bản không trị hết loại vi khuẩn này, huống chi loại vi khuẩn này bây giờ lại phát sinh biến dị, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đốt cháy nhà lớn. Vương Hưng Nam, lẽ nào ngươi mặc kệ nhà lớn bên trong nhân viên y tế sao? Tôi thiểu muốn đem bọn họ cứu ra, chúng ta suy nghĩ thêm chuyện sau đó chứ. Lục sinh vinh vẫn nộ quát lên. Lục sinh vinh, ta khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian, đem những kia nhân viên y tế đồng thời thiêu chết là biện pháp nhanh nhất, ai biết loại vi khuẩn này còn có thể hay không sản sinh cái khác dị biến. Vương Hưng Nam lãnh huyết nói rằng, đại gia không muốn ẩm ý, nghe một chút sư phụ là nói thế nào. Đoạn Nam đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Đúng, ta suýt chút nữa đã quên sư phụ ở đây, ta nghĩ sư phụ nhất định có biện pháp. Lục sinh vinh cùng trình anh công lao trên mặt lộ ra ánh sáng hy vọng. Đoạn Nam, Lục sinh vinh, trình anh công lao, ta không biết ba người các ngươi tại sao phải gọi tiểu tử này sư phụ. Nhưng chuyện lần này có thể không qua loa được, chỉ bằng cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, y thuật của hắn có thể cao đi nơi nào. Ta kiên quyết đề nghị muốn đốt cháy nhà lớn. Vương Hưng Nam không lùi một phân nói rằng. Vương Hưng Nam, chú ý người nói chuyện thái độ, người lại dám nói chúng ta sư phụ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở y học trên ngươi liền cho chúng ta sư phụ liếm đáy giày tư cách đều không có, đừng tưởng rằng ngươi y thuật của chính mình cao siêu đến mức nào, ngươi ở chúng ta sư phụ trước mặt chính là một cái thúi không thể ngửi nổi chó má. Lục sinh vinh phẫn nộ trừng mắt vương hưng nam mắng. Lục lão đầu, nói thật hay, cháu trai này kỳ kỳ hoa hoa, hắn ở chúng ta sư phụ trước mặt toán cái điểu a. Trình anh công lao cũng lập tức phụ họa nói. Ha 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 vương hưng nam nhất thời phát phì cười, nói rằng, hay, hay, được, vạn tùng, đông chun, lẽ nào hai người các ngươi cũng phải bồi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch hồ nháo sao? Các ngươi hẳn là lập tức gọi điện thoại cho dư thủ trưởng, hướng về hắn báo cáo tình huống của nơi này, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ đồng ý đề nghị của ta. Diệp thần phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm quản chế hình ảnh, tuy rằng hắn cũng không biết từ hắc chứng vì sao lại diễn biến thành hóa thi chứng. Thế nhưng cứ hắn quan sát, hắn phát hiện hóa thi bệnh độc vẫn chưa hoàn toàn nuốt hết nhà lớn bên trong người bệnh thần trí, có thể là loại này từ hắc chứng bệnh độc vừa tiến hóa thành hóa thi bệnh độc, vì lẽ đó hóa thi bệnh độc hiệu quả còn cũng không phải rất hoàn thiện. Ta hẳn là có biện pháp chữa trị xong những người này, bất quá, toàn bộ các người muốn tận lực phối hợp ta, hiện tại thời gian đã không hơn nhiều. Diệp thần phong cao mày đối với đoạn nam đám người nói. Tiểu tử, người có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Người có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Người thừa gánh nổi sao? Vương Hưng Nam cười lạnh nói. Vương Hưng Nam, lập tức nhắm lại người xuống miệng, khóa này quốc tế y học hội giao lưu là chúng ta sư phụ ngăn cơn sóng dữ Lúc đó tham gia hội giao lưu y học quyền uy toàn bộ lại chúng ta sư phụ sư phụ. Có thể nói chúng ta sư phụ ở nước hoa y học giới có địa vị cao nhất. Hắn là nước hoa y học giới người số một. Mà nếu như ngươi dám nói nhảm nữa, chúng ta có thể bảo đảm tương lai ngươi ở nước hoa y học giới lại không đất đặt chân đoạn nam lớn tiếng quát lên nhìn thấy đoạn nam lục sinh vinh cùng trình anh công lao cũng như này tiến phục diệp thần phong điều này làm cho thành vạn tùng cùng từ đông chun trong lòng có thêm một tia hy vọng hai người bọn họ đều là rất yêu vợ của chính mình đương nhiên không hy vọng nhìn thấy vợ của chính mình liền như thế chết đi thành vạn tùng lập tức thả xuống cái giá nói với diệp thần phong thoại ngữ khí cũng thay đổi diệp tiên sinh vừa nãy là ta thành vạn tùng mạo phạm ngài Ngài nếu như có thể giải quyết lần này nam cảng bệnh truyền nhiễm, ta thành vạn tùng lập tức tự nhận lỗi từ trước. Diệp tiên sinh, ta từ đông chun cũng giống như vậy, vợ của ta cũng cảm hóa loại vi khuẩn này, ta không thể trơ mắt nhìn lão bà ta liền như thế chết rồi a." À. Từ Đông Chun bi bi thương thích nói rằng. "Sư phụ, ngài đối với chữa trị xong loại này biến dị bệnh độc nắm chắc được bao nhiêu phần?" Đoạn Nam thăm dò tính hỏi. Lấy tình huống trước mắt đến xem ta có chừng 90% trở lên nắm. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng, vừa nghe đến Diệp Thần Phong có 90% trở lên nắm, ở đây phần lớn người con mắt đều lượng lên, bọn họ đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Diệp Thần Phong trên người. Chương 834, an thần nước thuốc. Đoạn Nam, lập tức giúp ta chuẩn bị thảo ô, thiên hoa phấn, cây kim ngân, cốt bì, huyền sâm. Diệp Thần Phong báo ra liên tiếp bên trong thảo dược tên. Hiện tại hắn nhất định phải dành thời gian, nếu như khu cách ly nhà lớn bên trong người bệnh thần trí hoàn toàn bị nuốt hết, như vậy đến vào lúc ấy Diệp Thần Phong cũng bó tay toàn tập, những người bệnh kia đều sẽ triệt để biến thành xác chết di động, đến thời điểm chỉ có thể đánh nổ đầu của bọn họ. Đoạn Nam, Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh Công Lao ba người này vốn là y học giới kiệt xuất, lập tức liền đem Diệp Thần Phong báo ra thảo dược tên toàn bộ nhớ kỹ. Đoạn Nam nói rằng, sư phụ ta nhất định ở thời gian ngắn nhất giúp ngài chuẩn bị kỹ càng những dược liệu này. Diệp thần phong gật gật đầu, lại bỏ thêm một câu, dược liệu chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Trần Trường Phong, người để ở dưới tay ngươi kinh sát đi hỗ trợ vận chuyển, hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt mỗi một giây thời gian. Diệp thần phong quay về Trần Kiến Quân nói rằng, Trần Kiến Quân không chút do dự hồi đáp, được, Diệp tiên sinh, ta nhất định sẽ tận lực phối hợp. Diệp tiên sinh, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Chun cũng theo đi ra phòng quản lý bên trong. Hiện tại Diệp Thần Phong đã biến thành hai người bọn họ hy vọng duy nhất. Bọn họ thái độ đối với Diệp Thần Phong một cách tự nhiên càng ngày càng cung kính. Nguyên bản chen trúc phòng quản lý bên trong theo từng cái từng cái người rời đi, lập tức chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Phương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quách sáng sủa. Diệp Thần Phong không có không đi để ý tới này ba người ngu ngốc, ánh mắt của hắn trước sau nhìn chầm chầm quản chế hình ảnh, quan sát du đáng ở mỗi cái tầng trệt trên hành lang người bệnh tình huống có hay không chuyển biến xấu xuống. Diệp thần phong để đoạn nam các loại chờ người chuẩn bị những dược liệu kia, vì là chính là phối chế một loại tên là an thần nước thuốc đồ vật. An thần nước thuốc loại này thuốc phương pháp phối chế bắt nguồn từ diệp thần phong một đời trước thời đại kia. An thần nước thuốc mùi bị người hấp vào mũi bên trong sau, sẽ cho người tâm tình từ táo bạo bên trong từ từ an ổn xuống, là một loại có thể khống chế tâm tình nước thuốc. Hiện nay khu cách ly nhà lớn bên trong bước đầu cảm hóa hóa thi chứng người bệnh, tâm tình của bọn họ chính là nằm ở hết sức cáu kỉnh bất an bên trong, nếu như có thể kềm chế người bệnh tâm tình, như vậy người bệnh trong cơ thể hóa thi chứng mới có thể bị tạm thời áp chế lại. Kế tục thông qua quản chế hình ảnh quan sát một phen người bệnh tình huống sau, Diệp Thần Phong liền cũng đi ra phòng quản lý bên trong, Toàn bộ phòng quản lý bên trong cũng chỉ còn sót lại Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng Quách Sáng Sủa. Trương Thành Nghiệp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, trong tròng mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà hắn biết lấy thân phận của Diệp Thần Phong, hắn là không cách nào nắm Diệp Thần Phong làm sao, thở dài nói rằng cậu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là lưu lại xem kịch vui, ta vẫn thật không nghĩ tới tiểu tử kia năng lượng có lớn như vậy đổi làm dĩ vãng ta hay là đã sớm hướng về hắn nói xin lỗi nhưng hiện tại chúng ta không dùng tới làm như vậy rồi vương hưng nam khóe miệng lộ ra một vệt âm lạnh nụ cười tiếp tục nói khu cách ly bên trong người bệnh rất rõ ràng ở từ từ mất đi lý trí bọn họ cuối cùng nhất định sẽ biến thành trong phim ảnh zombie loại vi khuẩn này có thể không phải chúng ta có thể dễ dàng hóa giải huống chi tiểu tử này mới mới vừa tới đến khu cách ly hắn đối với đó trước bệnh độc đều không có sâu sắc hiểu rõ, càng bị nói là loại này biến dị sau bệnh độc. Vương Hưng Nam khóe miệng âm lạnh nụ cười là càng ngày càng dồi dào, ta hiện tại tốt nhất bọn họ đem sự tình làm cho càng gay gâu càng tốt, lời nói như vậy coi như tiểu tử kia năng lượng lớn đến mức nào, hắn cuối cùng gánh chịu trách nhiệm cũng là to lớn nhất, cuối cùng căn bản không cần chúng ta ra tay. Tiểu tử kia sẽ chịu không nổi. Nghe được Vương Hưng Nam lời nói này sau khi, Trương Thành Nghiệp cùng quách sáng sủa con ngươi lần thứ hai lượng lên. Trương Thành Nghiệp trong con ngươi không cam lòng biến mất rồi, nói rằng cậu, tiểu tử này vạn nhất đem loại vi khuẩn này hóa giải làm sao bây giờ. Hừ, Vương Hưng Nam hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Thành Nghiệp, người cho rằng tiểu tử này là thần tiên sao. Hắn nếu có thể trong vòng một ngày hóa giải loại vi khuẩn này, ta dám nói hắn chính là toàn thế giới y học giới người số một, ngươi xem một chút hắn mới bao nhiêu tuổi kiến thức y học cùng kinh nghiệm là dựa vào thời gian tích lũy, coi như hắn có một ít tiểu bản lĩnh, ngộ tới hôm nay tình huống như thế, hắn cũng chút nào không thay đổi được cái gì. Ở Vương Hưng Nam các loại chờ ba người chuẩn bị chờ xem kịch vui thời điểm, có Nam cả người đứng đầu cùng người đứng thứ hai hỗ trợ, Diệp Thần Phong dược liệu cần thiết rất nhanh sẽ toàn bộ vận chuyển đến khu cách ly bên trong, đoạn Nam bọn người đứng ở khu cách ly bên trong trước đại lâu. Diệp thần phong lại để cho đoạn nam các loại chờ người chuẩn bị một cái to lớn thùng sắt, ở trong thùng sắt chứa đầy thanh thủy, diệp thần phong muốn trực tiếp phối chế một đại thùng sắt an thần nước thuốc đi ra. Căn cứ an thần nước thuốc phối chế tỷ lệ, diệp thần phong ước lượng một chốc trong thùng sắt thanh thủy lược, sau đó, hắn bắt đầu đem các loại dược liệu trực tiếp ném vào trong thùng sắt, điều này làm cho một bên đoạn nam các loại chờ người nhìn có chút không tìm được manh mối, ở đoạn nam các loại trợ y học quyền uy xem ra, coi như diệp thần phong muốn phối chế nước thuốc, cũng có thể phải đem các loại dược liệu nghiền nát, lại bỏ vào thanh trong nước phối chế. Mắt thấy Diệp Thần Phong đem lượng lớn lượng lớn dược liệu ném vào trong thùng sắt, một bên lòng người bên trong là càng ngày càng sốt ruột cùng hoảng loạn, còn Vương Hưng Nam các loại chờ, ba người nhưng là ở lại phòng quản lý bên trong không có đi ra khỏi đến, khu cách ly trước đại lâu không có lắp đặt máy thu hình, vì lẽ đó vương hưng nam các loại chờ ba người không nhìn thấy diệp thần phong nơi này cảnh tượng. Nếu để cho vương hưng nam nhìn thấy diệp thần phong làm như vậy, hắn e sợ trong lòng lại sẽ một trận cười gần, thậm chí xảy ra ngôn trào phúng. Diệp thần phong không để ý đến người chung quanh ánh mắt, ở dùng đi tới hơn một nửa dược liệu sau khi, hắn mới ngừng lại, đem bàn tay phải cùng bàn tay trái đặt tại to lớn trên thùng sắt, muốn phối chế loại này an thần nước thuốc nhất định phải dựa vào linh hồn lực đến thôi phát, vì lẽ đó Diệp Thần Phong mới sẽ đem dược liệu trực tiếp ném vào trong thùng sắt. Nếu như đem dược liệu nghiền nát bỏ vào thanh trong nước, chỉ sợ cả đời đều phối chế không ra an thần nước thuốc, phối chế loại này an thần nước thuốc quan trọng nhất chính là lấy linh hồn lực tới làm thuốc dẫn thôi phát dược lực. Hai con song trưởng đặt tại trên thùng sắt sau khi, Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh hồn lực hướng về bàn tay dâng tới, thông qua bàn tay chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong thùng sắt, cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực ở tiến vào thùng sắt sau, bên trong thanh thủy bắt đầu hình thành một vòng lại một vòng vòng xoáy, các loại dược liệu ở vòng xoáy bên trong chậm rãi bị cắn nát. Đương nhiên đứng ở diệp thần phong người chung quanh là không nhìn thấy trong thùng sắt biến hóa, dù sao cái này to lớn thùng sắt chiều cao khoảng 2 mét, ở đây không ai có thể đem tầm mắt nhìn thấy trong thùng sắt. Đoàn lão đầu, người nói sư phụ đây là đang làm gì? sư phụ loại này phối chế nước thuốc phương pháp quá kỳ quái. Làm sao không có trương pháp gì có thể nói? Lục sinh vinh thấp giọng hỏi. Lục lão đầu, sư phụ y thuật chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Sư phụ sẽ không ở vào thời điểm này đùa giỡn, chúng ta liền kiên trì chờ đợi. Đoạn nam cao mày nói rằng, trong giọng nói đối với Diệp thần phong tràn ngập tự tin. Lục lão đầu, đoàn lão đầu nói không sai, chúng ta ở sư phụ trên người nhưng là chứng kiến quá kỳ tích. Trình Anh Công Lao cũng lập tức nói rằng, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, 15 phút quá khứ. Này ngăn ngắn 15 phút, ở thành vạn tùng cùng từ đông chun các loại chờ trong mắt người, quả thực muốn so với một cái thế kỷ thời gian còn muốn trường, trong lòng bọn họ tâm tình càng ngày càng sốt sắng, song quyền không nhịn được nắm chăm chú, cả người thân thể cũng hơi có chút run dày. Mà ngay tại lúc này, từ to lớn trong thùng sắt bắt đầu bay ra từng trận mùi thơm ngát, tất cả mọi người tại chỗ nghe thấy được loại này mùi thơm ngát sau, trong lòng các loại căng thẳng cùng tâm tình bất an từ từ bắt đầu vững vàng hạ xuống. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, để ở đây rất nhiều người đều cảm giác được khó mà tin nổi, bọn họ cũng đều biết loại biến hóa này là bởi vì trong thùng sắt nước thuốc mùi mang đến, kết quả là từng đôi mắt toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Ta biết dụng ý của sư phụ ta biết dụng ý của sư phụ. Đoạn nam ông lão này đột nhiên kích động nói. Đoàn lão đầu, người nói nhanh lên sư phụ đây rốt cuộc là cái gì dụng ý. Lục sinh vinh vội vàng hỏi, ở đây những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn đoạn nam. Đoạn nam kiên trì giải thích, khu cách ly bên trong đại lâu bệnh nhân, từ quản chế trong hình để phán đoán, tâm tình của bọn họ không phải trở nên đặc biệt táo bạo bất an sao. Sư phụ phối chế loại này thần kỳ nước thuốc có thể dẹp loạn người các loại tâm tình tiêu cực, vừa nãy các ngươi nghe thấy được loại dược thủy này mùi vị sau, các ngươi hẳn là cảm giác được tự thân biến hóa. Sư phụ là muốn thông qua loại dược thủy này, để dù đáng ở mỗi cái tầng trệt trên hành lang người bệnh dẹp loạn táo bạo tâm tình, xem tới vẫn là sư phụ có biện pháp a. Chương 835, bảy màu nghịch mệnh châm. Ở đoạn nam hướng tất cả mọi người tại chỗ giải thích thời điểm, to lớn trong thùng sắt bay ra thảo mùi thuốc càng ngày càng dày đặc, loại này mùi thơm ngát chẳng những có thể dẹp loạn người tâm tình tiêu cực, vẫn còn có tiêu trừ mệt nhọc hiệu quả, để tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cảm giác toàn thân khoan khoái, từng cái từng cái trong cổ họng phát sinh sảng khoái âm thanh. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng đem đặt tại trên thùng sắt hai tay thu lại rồi, một đại thùng sắt an thần nước thuốc đã hoàn toàn phối chế được rồi. Diệp thần phong trên chán bốc lên đầy mồ hôi hột, vì mau chóng phối chế thật loại này an thần nước thuốc, trong cơ thể hắn linh hồn lực là tiêu hao không ít. Diệp thần phong vừa định muốn dùng mu u bàn tay xoa một chút mồ hôi trên chán thì, chỉ thấy trong lỗ mũi sông vào đến rồi một trận mùi thơm ngát. Nữ kinh hoa trần tư vũ đỏ mặt dùng khăn tay giúp diệp thần phong lau mồ hôi hột, cắn môi giải thích. Diệp thần phong, ngươi không nên hiểu lầm, ta là xem nơi này không có chỗ nào ta có thể hỗ trợ, vì lẽ đó ta mới giúp ngươi sát lau mồ hôi người hiện tại là toàn bộ Nam Cảng hy vọng duy nhất. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, không có đi đùa giỡn Trần Tư Vũ, hiện tại hắn cũng không có thời gian này, quay về ở đây những người khác nói rằng, đoạn Nam vừa nãy giải thích phi thường chính xác, loại dược thủy này quả thật có thể dẹp loạn người tâm tình tiêu cực, lập tức chuẩn bị cho ta 10 cái thùng ô doa đến, chỉ cần đem loại dược thủy này phun ở hàng hiên, dù đáng ở trên hành lang người bệnh nghe thấy được nước thuốc hương vị sau, bọn họ có kỉnh tâm tình bất an tự nhiên sẽ bình ổn lại, để bọn họ bình ổn lại sau khi. Ta nếm thử nữa bắt tay trị liệu bệnh tình của bọn họ. Ở Diệp Thần Phong sau khi phân phó xong, ngăn ngắn 7,8 phút bên trong, 10 cái thùng ô doa lập tức xuất hiện ở khu cách ly bên trong. Diệp Thần Phong đem an thần nước thuốc lần lượt cất vào 10 cái phun bên trong thùng sau khi, quay về Trần Kiến Quân nói rằng Trần Trưởng phòng Người an bài cho ta 9 cái kinh sát, cầm dùm ta mặt khác chín cái thùng ô doa. Sư phụ, ta cùng ngươi đồng thời tiến vào, ta giúp ngươi cầm một cái thùng ô doa. Sư phụ, ta cũng cùng ngươi đồng thời tiến vào. Thái sư tổ, ta cũng phải đi vào. Diệp tiên sinh, cũng coi như trên ta một cái. Đoạn nam, lục sinh vinh, đoạn thiên thủy cùng thành vạn tùng các loại chờ người dồn dập mở miệng nói rằng, ở đây những người này toàn bộ muốn cùng Diệp Thần Phong đồng thời tiến vào khu cách ly bên trong đại lâu, người ở chỗ này mấy đã vượt qua 9 cái, vì lẽ đó cũng không cần phiền toái nữa kinh sát. Đoạn nam các loại chờ, người đem phòng hộ phục mặc vào người. Lại ở trên đầu mang theo lồng phòng hộ, dù sao loại vi khuẩn này truyền bá quá lợi hại, nhất định phải cẩn thận một chút một ít. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không phải dùng quá sợ, hắn có linh hồn lực hộ thể huống hồ hắn bên trong đan điền màu đen khí thể lại có thể hóa giải bất kỳ độc dược. Vì lẽ đó hắn không có mặc phòng hộ phục cùng lồng phòng hộ. Sư phụ, ngài làm sao không mặc phòng hộ phục? Đoạn Nam nghi hỏi. Diệp thần phong lắc lắc đầu, nói rằng ta đối với loại vi khuẩn này có năng lực chống cự. Các người không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình an toàn đùa giỡn. Nghe được Diệp Thần Phong đều nói như vậy, ở đây những người còn lại cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Đem nhà lớn môn mở ra sau khi, Diệp Thần Phong đi ở phía trước nhất, những người còn lại nhưng là đi theo Diệp Thần Phong mặt sau, dù đáng ở lầu một trong hành lang người bệnh. Mũi của bọn họ người một cái, thật giống bọn họ cũng không phải dùng con mắt nhận biết sự vật. Bọn họ là dùng mũi phán đoán, trong lúc nhất thời, lầu một trong hành lang một con mắt hạt châu thuần màu trắng, một con mắt hạt châu bình thường màu sắc người bệnh, bọn họ trong miệng lộ ra sắc bén hàm răng, từng cái từng cái dương nanh ngúa vuốt hướng về Diệp Thần Phong các loại chờ người vọt tới. Đứng ở phía trước nhất Diệp Thần Phong đúng là diện không đổi màu, mà chạm sau lưng Diệp Thần Phong đoạn nam các loại chờ người, nhìn thấy loại này tương tự zombie đồ vật hướng bọn họ chen chúc mà tới, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ, hai chân bên trong bắt đầu không có sức mạnh. Diệp thần phong thong dong bình tĩnh đem phun bên trong thùng an thần nước thuốc cho phun đi ra, dưới chân hắn bước chân cũng không lui lại bất kỳ một bước, những người bệnh này thần chí vẫn không có bị hoàn toàn nuốt hết, vì lẽ đó hắn tin tưởng an thần nước thuốc đối với những người bệnh này khẳng định là có hiệu quả. Cũng trong lúc đó, phòng quản lý bên trong, Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quách sáng sủa ba người này nhìn thấy lầu một trong hành lang quản chế hình ảnh sau, trên mặt bọn họ dồn dập lộ ra nụ cười đến, Vương Hưng Nam khinh thường nói, đám người này chính là ở chịu chết, bọn họ lại dám theo Diệp Thần Phong tiểu tử kia cùng đi tiến vào bên trong đại lâu. Như vậy cũng được, nếu như bọn họ cũng đã biến thành zombie, chúng ta liền có thể quang minh chính đại một cây đuốc đem bọn họ thiêu chết. Cậu, vẫn là người có dự kiến trước, lần này Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia khẳng định là chắc chắn phải chết. Trương Thành nghiệp tâm tình khá là không sai nói rằng. Thành nghiệp, để diệp thần phong liền như thế chết rồi, cũng thật là tiện nghi hắn, toán tiểu tử này số may. Quách sáng sủa cũng lập tức nói rằng. Nhưng mà, một giây sau thời điểm. Vương hưng nam, trương thành nghiệp cùng quách con người sáng ngời đột nhiên phóng to, bọn họ nhìn thấy lầu một trên hành lang nguyên bản cáu kỉnh bất an, chen chúc mà tới nhằm phía diệp thần phong bọn họ người bệnh, đều không ngoại lệ từng cái từng cái dừng bước hơn nữa trên mặt khát máu cùng với bên trong thân thể cáu kỉnh tâm tình bất an ở từ từ biến mất. Này, sao có thể có chuyện đó? Diệp thần phong tiểu xúc sinh này là làm thế nào đến? Vương Hưng Nam sắc mặt âm chìm xuống, ngược lại, hắn lại nói, đúng rồi, vừa nãy Diệp thần phong tiểu xúc sinh này thật giống phun một loại chất lỏng. Khẳng định là loại này chất lỏng phát huy tác dụng, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy chất lỏng. Cậu, Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong để người bệnh khôi phục lý trí, Trương Thành Nghiệp trên mặt lập tức lộ ra khó chịu vẻ mặt đến. Hiện tại chúng ta chỉ có yên lặng xem biến đổi, trước tiên chờ một chút hãy nói. Vương Hưng Nam nhíu chặt mày nói rằng. Cùng lúc đó, khu cách ly nhà lớn lầu một trên hành lang. Chạm sau lưng Diệp Thần Phong đoạn nam các loại chờ người, bọn họ đang nhìn đến nguyên bản táo bạo người bệnh yên tĩnh lại sau khi, trên mặt bọn họ từng cái từng cái lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, đặc biệt là nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Chun, này hai trong lòng người đối với Diệp Thần Phong có nhiều hết mức tự tin. Trước đêm lầu một bên trong thân thể bệnh độc biến dị người bệnh toàn bộ tập trung đến liền nhau mấy cái trong phòng bệnh đi, hiện ở tại bọn hắn không tồn tại bất kỳ ý đồ công kích, các ngươi yên tâm di động bọn họ được rồi. Diệp Thần Phong quay về ở đây những người còn lại nói rằng căn cứ Diệp Thần Phong đi vào nhà lớn, tận mắt đến người bệnh tình huống sau, hắn có thể phán đoán chuẩn xác, những người bệnh này trong thời gian ngắn còn không sẽ triệt để biến thành xác chết di động, bọn họ hẳn là muốn nếm chảy máu tươi sau khi, bên trong thân thể hóa thi chứng bệnh độc mới sẽ triệt để hoàn thiện, mà bước đầu cảm hóa hóa thi chứng người bệnh, bọn họ thật giống đối với cảm hóa tử hắc chứng người bệnh không có hứng thú, bằng không bọn họ đã sớm gặm cắn chết hắc chứng người bệnh thân thể. Lục sinh vinh, Người để ở nhà lớn trong phòng họp nhân viên y tế một bước cũng không nên rời đi, ta sẽ mau chóng giải quyết thật nơi này phiền phức, trước đem lầu một bệnh độc biến dị bệnh nhân chữa trị xong lại nói. Diệp thần phong quay về lục sinh vinh nói rằng, lục sinh vinh liền vội và gật đầu đồng ý, đồng thời gọi một cú điện thoại cho trong phòng họp nhân viên y tế, để bọn họ an tâm ở bên trong phòng họp chờ đợi. Lầu một bên trong thân thể bệnh độc biến dị người bệnh gần như có 30 khoảng chừng trái phải, bị đoạn nam các loại chờ, người lần lượt sắp xếp đến liền nhau ba cái trong phòng bệnh, bởi những người bệnh này hút vào an thần nước thuốc, bọn họ vẻ mặt trở nên phi thường dại ra cùng mê man, tùy ý đoạn nam các loại chờ, người sắp xếp bọn họ. Diệp thần phong ở đi vào đệ nhất bệnh độc biến dị người bệnh phòng bệnh sau, hắn đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, quay về Trần Kiến Quân nói rằng, Trần trưởng phòng, người đi giúp ta đem lầu một đi về lầu hai trên thang lầu vỗ một cái cửa sắt đóng lại, để phòng ngừa lầu hai bệnh độc biến dị người bệnh đi tới lầu 1. Diệp Thần Phong vừa nãy nhìn thấy lầu một cùng lầu hai chỗ giao giới là có vỗ một cái cửa sắt. Được, Diệp Tiên Sinh, ta lập tức đi làm. Trần Kiến Quân không chút do dự đi ra trong phòng bệnh. Chúng ta cùng đi với ngươi. Nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ đông chun theo Trần Kiến Quân cùng đi ra khỏi trong phòng bệnh. Diệp Thần Phong đầu tiên kiểm tra một chút tờ thứ nhất giường ngủ trên người bệnh, Người bệnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn thân biến thành màu đen, bên trong thân thể rất nhiều bộ phận đã chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương, muốn đem người bệnh trong cơ thể hóa thi chứng bệnh độc tiêu diệt hết, này cũng thật sự muốn hao chút công phu, dù sao cảm hóa hóa thi chứng bệnh độc người bệnh còn có rất nhiều, Diệp Thần Phong không thể lãng phí quá nhiều linh hồn lực. Bảy màu nghịch mệnh châm. Diệp Thần Phong trong óc đột nhiên bính ra này năm chữ, đây là một bộ chuyên môn phối hợp linh hồn lực châm pháp thì châm giả thực lực nhất định phải đến cấp 10 linh hồn lực cấp độ, là một bộ có thể tiêu trừ thân thể bên trong ngoan cố bệnh độc châm pháp. Nếu như Diệp Thần Phong chỉ cần lợi dụng linh hồn lực đến trị liệu người bệnh, chỉ sợ hắn trong cơ thể linh hồn lực sẽ tiêu hao cực kỳ nhanh, một ngày thời gian căn bản trị liệu không vài cái bệnh độc biến dị bệnh nhân, trước mắt chỉ có thể trước tiên thử một lần này bảy màu nghịch mệnh châm có hiệu quả hay không. Chương 836, thần tích Nam Cảng khu cách ly nhà lớn lầu một cùng lầu hai tụ hợp nơi. Xin mời sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Trần Kiến Quân căn cứ Diệp Thần Phong dặn dò đem cửa sắt cho khóa lên, phòng ngừa lầu hai bước đầu cảm hóa hóa thi chứng người bệnh đi tới lầu 1. Nam Cảng người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân, hai người này liền đứng ở Trần Kiến Quân bên cạnh, ở Trần Kiến Quân đem cửa sắt khóa kỹ sau, thành vạn tùng thở dài, vỗ vỗ Trần Kiến Quân vai, nói rằng Kiến Quân, mấy ngày nay ta là quá lo lắng lão bà ta an nguy, vì lẽ đó thái độ đối với người có lẽ có ít nghiêm khắc, bất quá, người yên tâm được rồi, lần này mặc kệ Diệp Tiên Sinh có thể hay không giải quyết nam cảng loại này bệnh truyền nhiễm, nam cảng cái này hỗn loạn ta thành vạn tùng sẽ thu thập. Nhiều nhất cũng là ta tự nhận lỗi từ trước, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi vị trí. Vạn Tùng nói không sai, kiến quân, vừa nãy ta cũng đáp ứng rồi Diệp Tiên Sinh, các loại chờ chuyện lần này quá khứ sau khi, ta cũng sẽ tự nhận lỗi từ trước, ta cùng vạn tùng tuyệt đối sẽ lực bảo đảm ngươi, tranh thủ ở hai chúng ta tự nhận lỗi từ trước trước, chúng ta để ngươi càng đi về phía trước một bước. Nam cả người đứng thứ hai từ Đông Xuân cũng lập tức nói rằng, nguyên vốn đã làm tốt nghỉ việc chuẩn bị Trần Kiến Quân, hắn không nghĩ tới chính mình kiên định đứng Diệp Thần Phong bên này sau, sự tình sẽ có khổng lồ như thế nghịch chuyển hắn hiện tại không những không cần lo lắng chức vị khó giữ được, ở hoạn lộ trên vẫn có thể nâng cao một bước, trong lúc nhất thời trong lòng có loại hạnh phúc đột nhiên dáng lâm cảm giác. Được rồi, kiến quân, chúng ta đi về trước đi. Nhìn có thể hay không giúp đỡ Diệp Tiên sinh khó khăn. Thành Vạn Tùng thuận miệng nói rằng, khi làm Trần Kiến Quân, Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Hồi Xuân đến trong phòng bệnh thời điểm, Diệp Thần Phong vừa từ trong lồng ngực lấy ra bên người mang theo châm cứu bao, đem tờ thứ nhất giường ngủ trên người bệnh ngực quần áo cho mở ra. Hắn muốn thử nghiệm triển khai bảy màu nghịch mệnh châm. Loại này bảy màu nghịch mệnh châm chính là Diệp Thần Phong một đời trước thời đại kia, ở linh hồn lực chiến sĩ xuất hiện sau khi trải qua quốc gia rất rất nhiều y học thiên tài nghiên cứu ra một loại phối hợp linh hồn lực châm pháp. Hơn nữa thì châm giả thực lực nhất định phải đến cấp 10 linh hồn lực cấp độ, một đời trước Diệp Thần Phong linh hồn lực chỉ nằm ở cấp 8 đỉnh cao. Vì lẽ đó hắn mặc dù biết loại châm pháp này, thế nhưng hắn chưa từng có từng dùng tới. Căn cứ trong ký ức miêu tả loại này bảy màu nghịch mệnh châm, ở thành công triển khai ra sau khi, thì châm giả trên người sẽ xuất hiện bảy nói màu sắc khác nhau ánh sáng, dường như rực rỡ cầu vồng. Cái này cũng là bảy màu nghịch mệnh châm tên nguyên do. Phòng bệnh bên trong những người còn lại đang nhìn đến Diệp Thần Phong đơn giản đem ngân châm tiêu độc sau khi, bọn họ biết Diệp Thần Phong muốn xuất thủ cứu người đoạn nam nói khẽ với bên cạnh đoạn thiên thủy các loại chờ người. Nói rằng, thiên thủy, các người phải cố gắng nhìn các người thái sư tổ thi châm, hay là các người vẫn có thể từ bên trong cảm mộ đến một vài thứ, các người có thể là phi thường hiếm thấy mới nhìn thấy các người thái sư tổ xuất thủ cứu người. Ân, ra ra, chúng ta sẽ để tâm xem, đoạn thiên thủy thật lòng gật gật đầu nói rằng, thiệt thòi, lần này thật sự thiệt thòi lớn một bên lục sinh vinh cùng trình anh công lao không hẹn mà cùng nói rằng lục sinh vinh một mặt hối hận tiếp tục nói sớm biết sư phụ muốn tới nam cảng ta cũng đem trong nhà tiểu tử kia cho mang đến chính là a à, đoàn lão đầu lúc này ngươi có thể kiếm được trình anh công lao cũng gấp bận bịu phụ họa nói ở đoạn nam các loại chờ người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thời điểm diệp thần phong bắt đầu động thủ cứu người ở diệp thần phong động thủ trước mắt Toàn bộ trong phòng bệnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, từng đôi con người toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Bây giờ Diệp Thần Phong linh hồn lực đã đạt đến vương cấp sơ kỳ cấp độ. Phải đem này bảy màu nghịch mệnh châm triển khai ra hẳn là không vấn đề quá lớn. Này bảy màu nghịch mệnh châm tổng cộng muốn đâm vào người bệnh bảy cái huyệt vị bên trong, Diệp Thần Phong ngón tay nắm bắt cái thứ nhất ngân châm. Trong cơ thể vận chuyển nổi lên linh hồn lực đến Muốn thành công sử dụng tới 7 màu nghịch mệnh châm đến, thực lực không riêng muốn đến cấp 10 linh hồn lực, đang sử dụng trong quá trình trong cơ thể linh hồn lực nhất định phải có một loại đặc thù vận chuyển phương thức. Diệp Thần Phong trong tròng mắt sự chú ý toàn bộ tập trung ở người bệnh trên người, dù sao hắn là lần thứ nhất triển khai 7 màu nghịch mệnh châm, tinh thần nhất định phải độ cao tập trung mới là ổn thỏa nhất. Ở trong người linh hồn lực vận chuyển phương thức thay đổi sau khi, Diệp Thần Phong ngón tay nắm bắt cái thứ nhất ngân châm nhanh chóng hướng về người bệnh trên thân thể ghim xuống, này cái thứ nhất ngân châm ở đâm về người bệnh thân thể thời điểm, ở trong không khí tha ra một đạo hào quang màu đỏ, để phòng bệnh bên trong những người còn lại nhìn vô cùng kinh ngạc. Ở đem cái thứ nhất ngân châm đâm vào người bệnh trên người đồng thời, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, khẩn đón lấy, hắn lại bốc lên cái thứ hai ngân châm, này cái thứ hai ngân châm ở đâm về người bệnh thân thể thời điểm, ở trong không khí tha ra một đạo màu cam ánh sáng đón lấy, cái thứ ba ngân châm ở trong không khí tha ra một đạo hào quang màu vàng, cái thứ tư ngân châm ở trong không khí tha ra một đạo hào quang màu xanh lục, cái thứ năm ngân châm ở trong không khí tha ra một đạo hào quang màu xanh, cứ thế mà suy ra, cây thứ bảy ngân châm ở trong không khí tha ra một đạo hào quang màu tím. Ở trọn bộ bảy màu nghịch mệnh châm triển khai xong sau khi, từ cái thứ nhất ngân châm đến cây thứ bảy ngân châm tha ra một ánh hào quang, phân biệt là hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, này bảy loại không giống màu sắc. Một bộ bảy màu nghịch mệnh châm triển khai hạ xuống, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực trôi qua không ít, ở trên thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, ở hào quang bảy màu bao phủ xuống, Diệp Thần Phong cả người nhìn qua thần thánh cực kỳ. Này bảy màu nghịch mệnh châm là chuyên môn khắc chế các loại bệnh độc, đối với cái khác y học trên nghi nan tạp chứng hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, cái này cũng là Diệp Thần Phong vì sao hiện tại mới sẽ nhớ tới bảy màu nghịch mệnh châm bộ này châm pháp, này hào quang bảy màu hẳn là Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực diễn biến mà đến. Phòng bệnh bên trong người đang nhìn đến bao phủ ở Diệp Thần Phong trên người hào quang bảy màu sau, bọn họ từng cái từng cái là trợn to hai mắt, trong ánh mắt song đầy khó mà tin nổi ánh sáng, lục sinh vinh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, đoàn lão đầu, sư phụ đây là triển khai thần thông nào? tại sao ta cảm giác sư phụ không phải là người a hắn cảm giác sư phụ càng như là thần tiên lục sinh vinh lời ấy vừa nói ra khỏi miệng trong phòng bệnh những người còn lại đều có tương tự cảm giác từng cái từng cái nhìn về phía diệp thần phong ánh mắt tràn ngập cực kỳ sùng kính mà diệp thần phong không không đi để ý tới cái khác người ý nghĩ trong lòng hai con mắt của hắn trước sau chú ý người bệnh tình trạng cơ thể khi hắn nhìn thấy tờ thứ nhất giường ngủ trên người bệnh thân thể bên trên màu đen ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt rút đi thời điểm, trong lòng của hắn là triệt để thở vào nhẹ nhõm, này bảy màu nghịch mệnh nhằm vào hóa thi chứng cùng từ hắc chứng hẳn là đều có chữa trị hiệu quả. 10 phút sau, tờ thứ nhất giường ngủ trên người bệnh toàn thân biến thành màu đen da rẻ hoàn toàn khôi phục bình thường màu sắc, Diệp Thần Phong lại kiểm tra một phen người bệnh tình huống thân thể. Hắn phát hiện người bệnh trong cơ thể cũng không tồn tại bất kỳ từ hắc chứng cùng hóa thi chứng bệnh độc, chỉ cần sau khi an tâm điều dưỡng thân thể, người bệnh hẳn là lập tức liền có thể đủ tốt lên. Được rồi, bên trong thân thể của hắn bệnh độc hoàn toàn biến mất rồi, chỉ phải cố gắng điều dưỡng thân thể là được. Diệp Thần Phong quay đầu lại quay về đoạn nam đám người nói. Đoạn nam mấy người cũng đều không phải người mù, ở tại bọn hắn nhìn thấy người bệnh trên thân thể màu đen rút đi sau khi, bọn họ liền biết Diệp Thần Phong hẳn là đã chữa trị xong người bệnh bên trong thân thể bệnh truyền nhiễm hiện tại lại nghe được Diệp Thần Phong chính mồm thừa nhận, trong lúc nhất thời, không riêng là đoạn nam các loại trợ y học quyền uy, còn có nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân, bọn họ đối với Diệp Thần Phong sùng kính nhảy lên tới một cái trí cao điểm. Mà phòng bệnh bên trong Trần Tư Vũ, Giang Mộng Rong, Giang Vũ Mộng Ôn Hòa Tư Dĩnh, này bốn cô gái trong con ngươi xinh đẹp lập lè ngôi sao nhỏ, xuất thần nhập hóa y thuật, vì là Diệp Thần Phong phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, điều này làm cho ở đây bốn cô gái nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, không hăng hái mặt đỏ tim đập, ở các nàng tiếp xúc Diệp Thần Phong nam nhân ưu tú như vậy sau khi, lại nhìn những nam nhân khác, những nam nhân khác vốn là một đống phân. Thần Tích, chuyện này quả thật chính là thần tích ha. Nhìn Diệp Thần Phong trên người vẫn không có rút đi hào quang bảy màu, đoạn nam ông lão này lão Lệ Tung Hoành nói rằng cả người tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động không thôi. Loại vi khuẩn này bọn họ chút hy học quyền uy nghiên cứu lâu như vậy, đều không có bất kỳ đột phá, mà Diệp Thần Phong nhưng hai ba lần đem cảm hóa loại vi khuẩn này người bệnh cho chữa trị xong, hơn nữa còn là tân biến dị bệnh độc, ở đoạn nam xem ra này đầy đủ xưng là thần tích. Chỉ có thần mới có thể đủ sáng tạo ra đến kỳ tích. chương 837, đột phá, thần tiên A, thần tiên, Khu cách ly nhà lớn lầu một tổng cộng có 30 tên khoảng trừng, trái phải người bệnh, bên trong thân thể tử hắc chứng bệnh độc diễn biến thành hóa thi chứng bệnh độc. Này 30 tên người bệnh bị sắp xếp ở liền nhau ba cái trong phòng bệnh, mỗi cái trong phòng bệnh khoảng chừng có 10 tên bước đầu cảm hóa hóa thi chứng người bệnh. Diệp Thần Phong hiện tại nhất định phải đem cảm hóa hóa thi chứng bệnh độc người bệnh toàn bộ chữa trị thật, còn cảm hóa tử hắc chứng người bệnh tạm thời so với cảm hóa hóa thi chứng người bệnh muốn an toàn trên rất nhiều xin mời sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Diệp thần phong ở trị liệu xong cái thứ nhất hóa thi chứng người bệnh sau, hắn không không đi để ý tới đoạn nam các loại chờ, người sùng bái ánh mắt, hắn lập tức lại đang người thứ hai người bệnh trên người triển khai bảy màu nghịch mệnh châm, từng đạo từng đạo quang mang rực rỡ ở trong không khí bị ngân châm tha đến thật dài, trong phòng bệnh không có một người dám đi quấy rối diệp thần phong, bọn họ chỉ là ở nhìn diệp thần phong sáng tạo kỳ tích. Hơn một giờ sau, Diệp thần phong chữa trị xong đệ trong một cái phòng bệnh chín tên hóa thi chứng người bệnh sau, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, đang chuẩn bị đối với đệ trong một cái phòng bệnh tên cuối cùng bệnh nhân triển khai bảy màu nghịch mệnh châm thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh hồn lực gợn sóng bắt đầu cực kỳ rung chuyển lên. Diệp thần phong trên mặt vẻ mặt lập tức ngẩn ra, ngược lại khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, cái cảm giác này rõ ràng là thực lực triệu chứng đột phá, Nguyên bản ở cùng Linh Báo một trận chiến sau khi, hắn liền cảm giác được muốn đột phá đến vương cấp trung kỳ linh hồn lực, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, lần này đang không ngừng triển khai bảy màu nghịch mệnh châm sau, trong cơ thể ngăn trở hắn đi tới bình phong, dĩ nhiên như kỳ tích từng điểm từng điểm biến mất rồi. Diệp Thần Phong tạm thời thả xuống cho trong phòng bệnh cái cuối cùng người bệnh trị liệu ý nghĩ, chỉ cần thực lực của hắn bước vào vương cấp trung kỳ linh hồn lực, như vậy hắn thì có càng nhiều đầy đủ linh hồn lực đi trị liệu hóa thi chứng người bệnh. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi ở một bên chờ đợi là được, trong quá trình này, các ngươi tuyệt đối không nên quấy rối ta. Diệp Thần phong đối với trong phòng bệnh đoạn nam các loại chờ, người sau khi phân phó xong, hắn lập tức trên đất ngồi xếp bằng, chuẩn bị đem thực lực của tự thân một lần tăng lên tới vương cấp trung kỳ linh hồn lực. Nhìn thấy ngay tại chỗ ngồi xếp bằng Hai con mắt đóng chặt lại Diệp Thần Phong, y học quyền uy Lục Sinh Vinh không nhịn được thấp giọng hỏi, "Sư phụ đây là đang làm gì?" "Lục lão, khả năng Diệp tiên sinh liên tiếp cứu trị chín tên người bệnh, hắn tiêu hao không ít tinh lực. Vì lẽ đó dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi." Nam Cảng người đứng đầu thành Vạn Tùng suy đoán nói. "Ân, ta đồng ý Vạn Tùng lời giải thích, chúng ta chỉ cần ở một bên lẳng lặng nhìn là được. Hiện tại Diệp tiên sinh là chúng ta Nam Cảng hy vọng duy nhất." loại này bệnh truyền nhiễm cũng chỉ có diệp tiên sinh một người có thể trị liệu đến giờ phút này rồi ta mới rõ ràng tại sao đoàn viện trưởng các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bái diệp tiên sinh sư phụ nam cả người đứng thứ hai từ đông xuân nói rằng hai con mắt đóng chặt diệp thần phong đối với lục sinh vinh các loại chờ người thấp giọng nghị luận chẳng quan tâm hắn hiện tại hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong trên thân thể bởi vì triển khai bảy màu nghịch mệnh châm sản sinh hào quang bảy màu vẫn không có biến mất. Diệp thần phong cảm thụ trong cơ thể cực kỳ không ổn định linh hồn lực, tinh thần hoàn toàn độ cao tập trung lên, nỗ lực đi chậm rãi khống chế trong cơ thể dung chuyển bất an linh hồn lực. Hắn hiện tại bước vào vương cấp trung kỳ linh hồn lực trên căn bản là chắc chắn sự tình, chỉ cần đem hết thảy linh hồn lực toàn bộ tụ tập lên, phá tan tầng cuối cùng hầu như có thể bỏ qua không tính bình phong là được. Ở Diệp Thần Phong trong cơ thể không ngừng tụ tập linh hồn lực thời điểm, trên người hắn hào quang bảy màu càng ngày càng rực rỡ lóa mắt, từng trận linh hồn lực mang đến uy thế khuếch tán ở trong phòng bệnh. Để trong phòng bệnh đoạn nam các loại chờ trên thân thể người đột nhiên có thêm một tầng áp lực, to bằng hạt đậu mồ hôi hột từ gáy của bọn họ trên không ngừng xông ra. Sau 5 phút, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đột nhiên xung kích tầng cuối cùng hầu như muốn biến mất bình phong, kết quả là rõ ràng, diệp thần phong linh hồn lực thuận lợi bước vào vương cấp trung kỳ linh hồn lực cấp độ. Ở thực lực bước vào vương cấp trung kỳ linh hồn lực trong nháy mắt, từ diệp thần phong trong cơ thể tràn ra năng lượng bằng bạc gợn sóng, cũng may diệp thần phong hết sức đang khống chế, có thể cho dù như vậy trong phòng bệnh đoạn nam mấy người cũng toàn bộ lùi tới cửa phòng bệnh. Xé tan, xé tan, xé tan, xé tan. Diệp thần phong nửa người trên quần áo trong nháy mắt bị sóng năng lượng xé thành mảnh vỡ, hắn nửa người trên da rẻ nhất thời hiện ra ở trong không khí, nguyên bản bao phủ hắn hào quang bảy màu, ở thực lực được đột phá đến một sát na kia, hào quang bảy màu bên trong thật giống bị truyền vào năng lượng mạnh mẽ, hào quang bảy màu nhất thời khoách lớn lên, trở nên càng thêm trói lóa mắt. Bị bao phủ ở hào quang bảy màu bên trong diệp thần phong, da trên người tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng, cả người thật giống là tắm rửa ở thần quang bên trong thần tiên như thế, hai cái ác liệt lông mày hơi nhíu lên. Trước mắt đột nhiên phát sinh tất cả, triệt để vượt qua đoạn nam các loại chờ người nhận thức phạm vi, bọn họ cảm thụ diệp thần phong bên trong thân thể truyền đến uy thế, nhìn bao phủ ở hào quang bảy màu bên trong diệp thần phong, tất cả những thứ này hết thảy đều nói rõ diệp thần phong không đơn giản, nói rõ diệp thần phong cũng không phải người bình thường. Ở trong nháy mắt này, người ở chỗ này không hẹn mà cùng nhớ tới vừa nãy lục sinh vinh đã nói một câu nói tại sao ta cảm giác sư phụ không phải là người a à? ta cảm giác sư phụ càng như là thần tiên phảng phất là để chứng minh một câu nói này chân thực tính diệp thần phong trong cơ thể tràn ra tới sóng năng lượng càng ngày càng mạnh nếu không là hắn ở hết sức khống chế e sợ ở đây đoạn nam các loại chờ người đã sớm phải bị thương có thể diệp thần phong đem tràn ra tới linh hồn hết lực lượng hướng về trong thân thể thu, theo linh hồn lực càng tụ càng nhiều, bên trong thân thể của hắn căn bản gửi không được nhiều linh hồn như vậy lực, vì lẽ đó dư thừa linh hồn lực hóa thành một luồng xung lược, chấp nhận ngồi xếp bằng diệp thần phong, từ trên mặt đất chậm rãi thác lên. Nhìn thấy diệp thần phong thân thể dần dần bay lơ lửng lên trời thời điểm, ở đây bất cứ người nào đều không bình tĩnh, hiện ở trong lòng bọn họ xác định một chuyện, Diệp Thần Phong có rất lớn khả năng chính là thần tiên, tuy rằng chuyện như vậy quá vô nghĩa, thế nhưng thần kỳ như thế một màn liền phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Phù phù, một tiếng. Đoạn Nam cái thứ nhất hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, nói rằng nguyên lai sư phụ là thần tiên a. À. Chẳng trách sư phụ có thần thông quảng đại như vậy năng lực. Theo Đoạn Nam ngã quỳ trên mặt đất sau khi, Lục Sinh Vinh cũng không chút do so dự quỳ xuống, nói rằng không nghĩ tới ta lục sinh vinh đời này vẫn có thể bái thần tiên sư phụ, đây là ta lục sinh vinh này một đời to lớn nhất vinh quang. Ở đoạn nam cùng lục sinh vinh hướng về diệp thần phong sau khi quỳ xuống, ở đây những người còn lại cũng dồn dập hướng về diệp thần phong quỳ xuống, bao quát nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân, bọn họ hiện ở trong lòng không chỉ sùng kính diệp thần phong, đối với diệp thần phong càng thêm vào hơn một loại kính nể nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt là trang nghiêm nghiêm túc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười phút một cái chớp mắt liền quá khứ. Giật ra ngoài thân thể linh hồn lực đang chậm chậm tiêu hao hết. Thân thể bị lăng không nâng lên Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Thân thể ở giữa không chung làm một cái vươn mình. Hai chân vững vàng đứng thẳng ở trên mặt đất. Cảm thụ bên trong thân thể dâng trào vương cấp trung kỳ linh hồn lực. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Ngược lại, khi làm Diệp Thần Phong nhìn về phía hướng hắn quỷ đoạn nam các loại chờ, người thời điểm, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi các người đây là đang làm gì? Sư phụ, ngài có phải là thần tiên hạ phàm hay không? Bằng không ở ngài trên người tại sao có thể có thần kỳ như thế cảnh tượng? Hơn nữa ngài y thuật xuất thần nhập hóa, căn bản không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể nắm giữ. Quỳ trên mặt đất đoạn nam cung cung kính kính hỏi nghe được đoạn nam nghi vấn sau diệp thần phong là có chút dở khóc dở cười nói rằng ta trong lúc nhất thời cũng đối với các người giải thích không rõ ràng ngược lại ta không phải cái gì thần tiên thái sư tổ ngài khẳng định chính là thần tiên ngài yên tâm được rồi chúng ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngài đoạn thiên thụy tiểu tử này đột nhiên mở miệng nói rằng ở đoạn thiên thụy mở miệng sau khi những người còn lại từng cái từng cái cũng dồn dập gật đầu bọn họ cho rằng là diệp thần phong sợ bọn họ tiết lộ thân phận sư phụ ở trên ta đoạn nam đời này tuyệt đối sẽ không tiết lộ sư phụ thân phận của ngài như làm trái bối ta đoạn nam bị thiên lôi đánh diệp tiên sinh ở trên ta thành vạn tùng đời này cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài thân phận của thần tiên như làm trái bối ta thành vạn tùng nam lôi đánh xuống đầu nghe ở đây tất cả mọi người một cái tiếp theo một cái phát ra độc thề Diệp Thần Phong biết chuyện này là càng nhiêu càng đen, may mà để đoạn nam các loại chờ người hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Hắn cũng lười giải thích nhiều như vậy, thuận miệng nói rằng, được rồi, độc thể các ngươi cũng phát ra, hiện tại các ngươi đều chạm đứng lên đi. chương 838, Ý Biến Thái Trong phòng bệnh quỳ lạy trên đất đoạn nam các loại chờ người, nghe được Diệp Thần Phong sau khi phân phó, từng cái từng cái rồn dập từ trên mặt đất chạm lên, bởi tâm tình phi thường kích động trên mặt vẻ mặt là đỏ lên, bọn họ không nghĩ tới đời này vẫn có thể tiếp xúc được thần tiên. Xin mời sử dụng phòng vấn bổn chạm. Diệp thần phong nhìn thấy đoạn nam các loại chờ người chạm sau khi đứng lên, hắn mới thỏa mãn gật gật đầu, đang chuẩn bị cho này trong phòng bệnh cái cuối cùng hóa thi chứng người bệnh trị liệu thời điểm. Hắn phát hiện mình nửa người trên quần áo biến thành mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, lông mày không tự chủ hơi nhíu chú. Bắt lấy Diệp Thần Phong này một vẻ mặt biến hóa đoạn nam, hắn lập tức đứng ra cung cung kính kính nói rằng sư phụ ta hiện đang giúp ngài đi tìm bộ quần áo đến đây đi diệp thần phong trong lòng đang suy nghĩ quần áo sửa tình thấy đoạn nam chủ động mở miệng hắn khẽ mỉm cười nói được đoạn nam người đi giúp ta nắm bộ quần áo lại đây đoạn nam nghe được diệp thần phong đồng ý sau khi hắn vội vội vàng vàng liền chạy ra trong phòng bệnh thật giống chỉ lo một lúc nữa diệp thần phong hối hận như thế ở đoạn nam xem ra có thể giúp mình thần tiên sư phụ làm chút chuyện, đây chính là phi thường quang vinh. Một bên lục sinh vinh cùng trình anh công lao thấy đoạn nam vội vã chạy sau khi đi ra ngoài, hai người này ông lão trong lòng âm thầm chửi mình quá chỉ đột, bất quá, trình anh công lao lập tức nghĩ đến một chuyện khác, lập tức mở miệng nói rằng, sư phụ, ta giúp ngài đi rót cốc nước đến đây đi. Sư phụ, ngài có đói bụng hay không? Ta đi giúp ngài tìm điểm ăn đến đây đi. Lục sinh vinh cũng tia không nhượng bộ chút nào nói rằng, đùa giỡn, có thể lấy lòng diệp thần phong vị này thần tiên sư phụ cơ hội, hắn làm sao có thể không công buông tha đây. Nghe Trình Anh công lao cùng lục sinh vinh ngôn ngữ, nhìn trong phòng bệnh những người còn lại cũng từng cái từng cái nóng lòng muốn thử. Diệp thần phong khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, xem ra không cho những người này sắp xếp một ít chuyện làm, bọn họ là sẽ không an tâm. Thuận miệng phân phó nói, nếu như các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm cái phòng bệnh này bên trong mới vừa rồi bị ta chữa trị xong chín cái bệnh nhân các ngươi dẫn bọn họ đi kiểm tra một chút tình trạng cơ thể đi được sư phụ chúng ta lập tức đi làm lục sinh vinh vội vàng đồng ý bởi vừa bị chữa trị chín cái bệnh nhân vẫn không có tỉnh lại lục sinh vinh các loại chờ người chỉ có thể đem bệnh nhân phù đến trên băng ca sau đó đem bệnh nhân từng cái từng cái mang ra đi kiểm tra trong nháy mắt trong phòng bệnh ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, chỉ còn dư lại Trần Tư Vũ, Giang Mộng Rong, Giang Vũ Mộng Ôn Hòa Tư Dĩnh này bốn cô gái. Những người còn lại đều chiếu Diệp Thần Phong dặn dò, đi giúp kiểm tra chín cái mới vừa bị chữa trị bệnh nhân tình trạng cơ thể. Trong phòng bệnh còn lại bốn cô gái, các nàng nhìn Diệp Thần Phong không mặc quần áo nửa người trên, từng cái từng cái là gò má đỏ bừng cực kỳ. Diệp Thần Phong cũng không biết này bốn cái nữ trong lòng người đang suy nghĩ gì hắn chuẩn bị động thủ đối với trong phòng bệnh cái cuối cùng người bệnh triển khai bảy màu nghịch mệnh châm. Khu cách ly phòng quản lý bên trong. Bởi trong phòng bệnh là không có lắp đặt máy thu hình. Vì lẽ đó ở phòng quản lý bên trong Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa, ba người này không nhìn thấy phòng bệnh bên trong thần kỳ một màn, giữa lúc ba người này buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Bọn họ nhìn thấy đoạn nam vội vội vàng vàng từ trong phòng bệnh đi ra, tiếp theo để bọn họ trợn mắt lên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản bên trong thân thể bệnh độc biến dị người bệnh, một cái lại một cái bị lục sinh vinh các loại chờ, người từ trong phòng bệnh mang ra ngoài, những người bệnh này trên người đen như mực sắc hoàn toàn rút đi, ở quản chế trong hình xem. Ngoại trừ sắc mặt có chút trở nên trắng bên ngoài, những người bệnh này cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Cậu Chuyện gì thế này, những người bệnh này trên người màu đen làm sao rút đi? Lẽ nào Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này thật sự đem loại này biến dị bệnh độc cho chữa trị xong? Trương Thành Nghiệp mở miệng nghi hỏi. Vương Hưng Nam hai cái lông mày chăm chú cao lên đến, hai con mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm trước mặt quản chế hình ảnh, thầm nghĩ, không thể a. À. Tiểu tử kia làm sao có khả năng chữa trị xong loại này bệnh truyền nhiễm? Hơn nữa còn là biến dị sau khi bệnh truyền nhiễm. Nhìn chằm chằm quản chế hình ảnh thật lâu sau khi, Vương Hưng Nam mới tiếp nhận rồi cái này nguyên bản không thể nào tiếp thu được sự thực, nói rằng thành nghiệp, xem ra kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ, thật không biết tiểu tử kia là làm sao chữa khỏi những người bệnh này. Bất quá, hiện tại chúng ta nhất định phải thay đổi sách lược, lần này nam cảng bệnh truyền nhiễm để nước hoa cao tầng đều vô cùng coi trọng, trước mắt nếu tiểu tử kia có thể trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm như vậy chúng ta cũng lập tức gia nhập vào cứu trị trong hàng ngũ đi nói không chắc vẫn có thể mò một phần công lao đây nghe vậy trương thành nghiệp lo lắng nói cậu diệp thần phong tiểu xúc sinh kia bối cảnh có thể không bình thường a à? chúng ta làm như vậy e sợ không thỏa đáng đi tuy rằng trương thành nghiệp hận không thể lập tức đem diệp thần phong chém thành muôn mảnh thế nhưng hắn cũng không phải một cái kích động ngớ ngẩn thành nghiệp này còn không đơn giản sao ta hiện tại lập tức liên hệ tin tức đài phóng viên, ở phóng viên trước mặt ta liền không tin tiểu tử kia dám đối với chúng ta động thủ. Lại nói các loại chờ tin tức bá sau khi đi ra ngoài, ta lại đi tìm người hoạt động hoạt động, lấy diệp thần phong nhỏ tuổi như thế, người khác sẽ không cho là lần này bệnh truyền nhiễm là hắn chữa trị xong, cuối cùng ngoại giới khả năng đều sẽ cho rằng là ta chữa trị xong, đến thời điểm ta ở Nam Cảng uy tín khẳng định là nước lên thì thuyền lên, tiểu tử kia muốn đối với trả cho chúng ta e sợ cũng phải cố gắng cân nhắc một chút. Phương Hưng Nam hơi hơi hưng phấn nói. Nghe được Phương Hưng Nam lời nói này sau khi, Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sổ hai con mắt nhất thời sáng ngời, Trương Thành Nghiệp nói rằng cậu, người cái biện pháp này quá tuyệt, ta nghĩ đến thời điểm diệp thần phong tiểu xúc sinh kia nhất định sẽ rất bất ức. Thành Nghiệp, lần này ta còn muốn khỏe mạnh cảm tạ cảm tạ tiểu xúc sinh này đây. Nhờ có hắn, ta mới có dương danh nước hoa y học giới cơ hội, ta nghĩ lần này Nam Cảng sự kiện qua đi, cậu của người ta ở quốc tế y học giới địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vương Hưng Nam là càng nói càng hưng phấn. Cái kia cậu, chúng ta trước tiên liên hệ tin tức đài, sau đó mau mau đi bên trong đại lâu diễn diễn kịch đi. Trương Thành Nghiệp cười nói. Ở Vương Hưng Nam các loại chờ ba người đồng ý biến thái thời điểm, khu cách ly nhà lớn lầu một một gian trong phòng bệnh, Diệp Thần Phong đem cái cuối cùng bệnh nhân lợi dụng bảy màu nghịch mệnh châm trị liệu xong, ở lầu một còn có mặt khác hai gian trong phòng bệnh, khoảng chừng có 20 tên bước đầu cảm hóa hóa thi chứng người bệnh chờ đợi hắn trị liệu, trong miệng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, trên trán bốc lên linh tinh điểm điểm bé nhỏ mồ hôi hột. Phòng bệnh bên trong Trần Tư Vũ, Giang Mộng Rong, Giang Vũ Mộng Ôn Hòa Tư Dĩnh, này bốn cô gái nhìn thấy Diệp Thần Phong mồ hôi trên trán sau khi, các nàng bốn cái không hẹn mà cùng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, lấy ra khăn tay muốn giúp Diệp Thần Phong lau mồ hôi trên trán. Này bốn cô gái ở lấy ra khăn tay một sát na, các nàng mới phát hiện các nàng động tác dĩ nhiên như vậy nhất trí, từng cái từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, gò má trong nháy mắt hồng dường như quả táo đỏ. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, hắn là bất đắc dĩ nhún nhún vai, có chút lúng túng sờ sờ mũi gia vẻ không nhìn thấy này bốn cô gái như vậy nhất trí động tác thuận miệng nói rằng ta muốn nghỉ ngơi một chút các loại chờ đoạn nam giúp ta đem quần áo đem ra ta lại tiếp tục trị liệu dưới trong một gian phòng người bệnh nói diệp thần phong ngay khi trong phòng bệnh trên một cái ghế ngồi xuống một đôi con mắt lập tức chăm chú nhắm lại hắn nhìn ra được trần tư vũ này bốn cô gái đối với hắn càng ngày càng có hứng thú này không phải là một cái điểm lành gì a à? Hắn trên người bây giờ trọng trách rất nặng, hơn nữa người đàn bà của hắn đã có rất nhiều, vì lẽ đó hắn tận lực không muốn đi trêu chọc những nữ nhân khác. Bên trong thân thể vận chuyển vương cấp trung kỳ linh hồn lực, Diệp Thần Phong biết mình thực lực bây giờ còn rất xa không đủ, lần sau tiến vào cổ vũ giới thời điểm, hắn không thể lại chật vật bị ép rời đi, vì lẽ đó, hiện tại đối với hắn mà nói, nhất định phải tăng cao thực lực, tăng cao thực lực, tăng cao thực lực. Chờ lần này giải quyết Nam Cảng sự tình sau khi, Diệp Thần Phong không riêng muốn tăng lên thực lực của chính mình, hắn còn muốn tăng lên phong vệ đội toàn thể thực lực, dù sao chỉ dựa vào hắn một sức mạnh của cá nhân là có hạn, muốn đem cổ vũ giới toàn bộ đỉnh cấp thế lực công phá, trong tay hắn nhất định phải nắm giữ một luồng đủ đủ thế lực mạnh mẽ. Trần Tư Vũ các loại chờ bốn cô gái nhìn Diệp Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp, từng cái từng cái là hàm răng khinh cắn môi, Diệp Thần Phong trên người tản mát ra khí chất, phảng phất là một loại độc dược mạn tính, làm cho các nàng là càng ngày càng nghiện. Sư phụ, ta giúp người tìm tới một cái bác sĩ bạch đại quái, không biết sư phụ ngài bên trong không chung ý. Giữa lúc vào lúc này đoạn nam đẩy cửa ra đi vào trong phòng bệnh. Diệp Thần Phong mở mắt ra, từ trên ghế chạm lên, thuận miệng nói rằng ta không có vấn đề. Diệp Thần Phong từ đoạn nam trong tay tiếp nhận bạch đại quái, trực tiếp mặc ở trên người chính mình. chương 839, để ba người này cút đi. Nam Cảng khu cách ly nhà lớn lầu một đệ nhị hóa thi chứng người bệnh trong phòng bệnh. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Diệp thần phong trên người mặc một bộ bạch đại quái, hắn ở đem đệ nhất phòng bệnh bên trong 10 cái người bệnh chữa trị xong sau đó, hắn liền lập tức đi tới này đệ nhị trong phòng bệnh, trong tay nhiều lần ở người bệnh trên người sử dụng bảy màu nghịch mệnh châm, từng đạo từng đạo quang mang rực rỡ tràn ngập ở trong phòng bệnh. Lục Sinh Vinh mấy người cũng toàn bộ trở về, ở nhà lớn bên trong chuyên nghiệp máy móc dưới kiểm tra, đệ nhất trong phòng bệnh 10 cái người bệnh là triệt để khỏi hẳn, bên trong thân thể suy kiệt các loại bộ phận, dĩ nhiên cũng thần kỳ đang chậm chậm tự mình khép lại, thật ở tại bọn hắn đã nhận định Diệp Thần Phong là thần tiên, nhìn thấy như vậy kết quả kiểm tra sau, bọn họ ở trong lòng cũng chỉ là chấn kinh rồi một phen, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ có diệp thần phong cái này thần tiên ra tay. Khu cách ly bên trong bệnh nhân chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đoàn lão đầu, lần này chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi, không nghĩ tới chúng ta sư phụ lại là thần tiên, nếu như sư phụ có thể truyền thụ cho chúng ta một ít chân chính bản lĩnh, đối với chúng ta sau đó khẳng định là được lợi vô cùng, lại mà chúng ta có như vậy thần tiên sư phụ, chẳng khác gì là có thêm vài cái mạng A. Tương lai chúng ta nếu như ra vài việc gì đó tình, ta nghĩ sư phụ chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Lục sinh vinh nhìn cách đó không xa chính đang sử dụng bảy màu nghịch mệnh châm diệp thần phong, nói khẽ với bên cạnh đoạn nam nói rằng. Đoạn nam gật gật đầu, nói rằng, lục lão đầu, người cũng không nên đã quên chính mình phát quá độc thề, chúng ta sư phụ thân phận chỉ có ở đây người nơi này biết, người có thể ngàn vạn không thể để lộ ra đi, bằng không không cần sư phụ mở miệng ta đoạn nam rồi cùng ngươi không để yên. Đoàn lão đầu, ngươi cho rằng ta lục sinh vinh là người nào, ta sẽ không phân biệt được sự tình nặng nhẹ sao. Lục sinh vinh trực tiếp nói. Lục lão đầu, chúng ta cũng cao tuổi rồi, ta xem sư phụ coi như đồng ý dạy chúng ta hắn thần thông. Sợ là chúng ta cũng không học được, ta chỉ hy vọng thiên thủy tiểu tử này có thể đủ tốt thật theo chúng ta sư phụ học một chút bản lãnh đi. Đoạn nam trong cổ họng thở dài một hơi, nói khẽ với phía sau đoạn thiên thụy nói rằng thiên thụy sau đó ngươi có nguyện ý hay không theo ngươi thái sư tổ học tập vì ngươi thái sư tổ đi theo làm tùy tùng nếu như ngươi đồng ý các loại chờ nam cảng sự tình kết thúc sau khi ta vì ngươi không thèm đến xỉa một lần nét mặt già nua van cầu ngươi thái sư tổ hy vọng ngươi thái sư tổ có thể đem ngươi chân chính thu làm môn hạ ra ra ta đương nhiên đồng ý có thể vì là thái sư tổ đi theo làm tùy tùng đây là ta đoạn thiên thụy cả đời to lớn nhất vinh quang nguyên bản phi thường ngạo khí đoạn thiên thụy giờ khắc này như thằng bé con giống như vậy kích động thân thể run rẩy nếu như có thể theo hắn thái sư tổ vị này thần tiên học tập hắn nơi nào sẽ có mảy may không muốn đứng ở đoạn thiên thụy bên cạnh phương tuấn đạt phương kỳ chính giang vũ mộng ôn hòa tư dính cũng tha thiết mong chờ nhìn đoạn nam bọn họ biết nếu như có thể theo diệp thần phong bọn họ tương lai nhất định có thể đạt đến một cái người khác không cách nào với tới độ cao. Được rồi, ta cũng sẽ giúp các ngươi nói lại, còn sư phụ có nguyện ý hay không chân chính nhận lấy các ngươi, này muốn cho sư phụ ý nguyện. Đoạn Nam quay về Phương Tuấn đạt đám người nói. Cho tới Giang Mộng Dòng cái này cùng Diệp Thần Phong đồng thời đi tới Nam Cảng Nữ Nhân, trong lòng của nàng là từng trận thất lạc, nàng biết các loại chờ lần này Nam Cảng sự tình sau khi kết thúc e sợ đời này nàng đều sẽ không cùng Diệp Thần Phong có bất kỳ gặp nhau, bóng người của người đàn ông này ở trong lúc vô tình đã triệt để khác ở trong lòng của nàng. Đoàn lão đầu, người quá giảo hoạt, ta lần này tại sao chưa hề đem nhà ta cái kia thằng nhóc con mang đến? Trình Anh Công lao tỏ rõ vẻ hối hận nói rằng, một bên nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân, hai người bọn họ trong lòng là sợ không thôi, nhớ tới vừa tới đến khu cách ly bọn họ liền đắc tội Diệp Thần Phong vị này thần tiên, hai người bọn họ trong lòng liền một trận tâm hoảng, nhất thời đem Vương Hưng Nam ông lão kia hận cái triệt đề, nếu không là Vương Hưng Nam ông lão này gọi điện thoại cho bọn hắn, nếu không là Vương Hưng Nam ông lão này tự cho là nói đúng bệnh truyền nhiễm có đột phá mới, bọn họ cũng sẽ không đắc tội Diệp Thần Phong vị này thần tiên giống như nhân vật. Diệp Thần Phong ở trị liệu lầu một đệ nhị trong phòng bệnh hóa thi chứng người bệnh thời điểm, Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng Quách sáng sủa ba người này rời đi phòng quản lý, chính vội vội vàng vàng hướng về bên trong đại lâu tới rồi. Khi làm Vương Hưng Nam các loại chờ ba người đi tới khu cách ly trước đại lâu thì, bọn họ ở trước đại lâu nhìn thấy một cái to lớn thùng sắt, bởi trong thùng sắt an thần nước thuốc không có toàn bộ dùng hết, từ trong thùng sắt nhưng vẫn là bay ra từng trận thảo dược mùi thơm ngát. Nghe thấy được loại này mùi thơm ngát Vương Hưng Nam các loại chờ ba người nhất thời dừng bước, Phương Hưng Nam tinh tế cảm ứng tự thân biến hóa, một lát sau, hắn cười nói, thần kỳ, quá thần kỳ, loại này mùi thơm ngát lại có thể bình phục người tâm tình tiêu cực. Cậu, ta cảm giác trong thân thể tâm tình không riêng bình tĩnh, liền mệt nhọc cũng đồng thời tiêu trừ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Thành Nghiệp nghi hỏi. Thành Nghiệp, này đều là trong thùng sắt tung bay đi ra mùi thơm ngát đưa đến, hiện tại ta biết diệp thần phong tiểu xúc sinh kia ở bên trong đại lâu phun chính là chất lỏng gì. Hắn phun chính là trong thùng sắt nước thuốc, là loại nước thuốc này để người bệnh cáu kỉnh tâm tình bất an bình tĩnh lại, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có như thế hoàn mỹ nước thuốc. Nếu như có thể đem loại nước thuốc này mở rộng đi ra ngoài, e sợ sẽ ở quốc tế y học giới bên trong gây nên tuyệt đối chấn động, hơn nữa loại nước thuốc này có thể mang đến lợi nhuận chính là vô hạn to lớn, nếu như có thể biết loại nước thuốc này phương pháp phối chế vậy thì không thể tốt hơn. Đúng rồi, vừa nãy ở phòng quản lý bên trong Diệp Thần phong báo liên tiếp dược liệu tên, các người còn có nhớ hay không? Vương Hưng Nam đến hiện tại mới ý thức tới hắn vừa nãy bỏ mất một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể đem phối chế loại nước thuốc này dược liệu làm rõ, như vậy hắn liền có thể chậm rãi thử nghiệm các loại phối so với. Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, bọn họ nơi nào sẽ đi nhớ kỹ vừa nãy diệp thần phong báo liên tiếp dược liệu tên. Vương Hưng Nam là một mặt thất vọng, trong lòng tinh tế bắt đầu cân nhắc, nếu như có thể đem loại nước thuốc này phương pháp phối chế chiếm được, sau đó coi như không cách nào ở nước Hoa tiếp tục chờ đợi, đến những quốc gia khác đi, ta cũng có thể ở những quốc gia khác y học giới có một vị trí, vấn đề là ta hiện tại phải như thế nào mới có thể cho tới loại nước thuốc này phương pháp phối chế. Quên đi trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngược lại Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn cũng không sẽ rời đi Nam Cảng, không có tác dụng biện pháp gì ta đều phải đem loại nước thuốc này phương pháp phối chế bắt được tay, hiện tại trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Trong lòng nghĩ thông suốt sau khi, Vương Hưng Nam nói rằng, được rồi, chúng ta mau mau đi trước tiến vào bên trong đại lâu đi. Một lúc nữa tin tức đài phóng viên hẳn là muốn chạy tới nơi này. Khi làm Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa đi tới Diệp Thần Phong các loại chờ, người phòng bệnh bên trong thì, Diệp Thần Phong vừa trị liệu xong trong phòng bệnh thứ năm hóa thi chứng người bệnh, nhìn đi vào phòng bệnh Vương Hưng Nam các loại chờ người, lông mày của hắn không khỏi cao lên đến. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cao mày dáng dấp, ở đây đoạn nam cùng thành vạn tùng các loại chờ, người một trái tim nhất thời nâng lên, bọn họ nhưng không hy vọng Diệp Thần Phong vị này thần tiên tức giận, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở vương hưng nam các loại chờ người trên người. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vương hưng nam trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng cười nói, ta cũng tới giúp giúp các ngươi một tay, nơi này có chuyện gì là cần ta làm. Các ngươi có thể xin cứ việc phân phó ta. Vạn Tùng, Đông Xuân, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ta cũng cảm thấy đốt cháy nhà lớn ý kiến phi thường không được, vì lẽ đó ta cũng tới ra một phần lực, Vương Hưng Nam mặt dày nói rằng. Vương Hưng Nam, ta cùng ngươi rất quen sao? Không nên cùng ta đến thấy sang bắt quàng làm họ. Thành vạn tùng con mắt chừng mắt Vương Hưng Nam quát lên. Vương Hưng Nam, nơi này không có việc của ngươi tình, ngươi không nên ở chỗ này vướng bận. Từ Đông Xuân cũng lập tức nói rằng. Thấy Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Xuân trở mặt, Vương Hưng Nam trong lòng là một cái hồi hộp, nhưng hắn đã bước ra bước đi này, tin tức đài phóng viên cũng ở trên đường, Hắn tuyệt đối không thể lùi bước, lập tức nói rằng, ta vừa nãy đã liên hệ nam cảng tin tức đài, rất nhanh phóng viên sẽ đi tới nơi này, chúng ta hẳn là muốn duy trì một cái hài lòng hình tượng. Vương Hưng Nam tuy rằng chỉ nói đơn giản như vậy một câu nói, thế nhưng trong lời này nhưng ẩn hàm uy hiếp mùi vị, hắn lần này là hoàn toàn không thèm đến xỉa. Để ba người này cút đi, bọn họ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói chương 840, tự làm tự chịu. Để ba người này cút đi, bọn họ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Diệp thần phong câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng người đứng thứ hai từ đông chun, này ánh mắt của hai người trong dây lát lượng lên, bọn họ biết lấy công chuộc tội cơ hội tới, hai người bọn họ trong lòng còn thật phải cảm ơn vương hưng nam cứng rắn đây. Thành vạn tùng hoàn toàn không để ý nam cả người đứng đầu hình tượng, ầm một tiếng, hắn đột nhiên dơ lên chân phải, nhanh chóng đá vào vương hưng nam trên bụng, chỉ cần để Diệp thần phong vị này thần tiên tiêu trừ đối với hắn phiến diệt, mạnh mẽ đánh một trận vương hưng nam có đáng là gì. Hiện tại thành vạn tùng trên người là không hề có một chút nam cả người đứng đầu dáng vẻ. Một bên từ đông chun thấy thành vạn tùng trực tiếp động thủ, trong lòng của hắn âm thầm hối hận chính mình chậm một nhịp, nhìn bị thành vạn tùng đá một cước, thân thể loan thành đại tôm hình dạng vương hưng nam, trong lòng của hắn là càng nghĩ càng tức giận nếu không là vương hưng nam này hói đầu ông lão hắn sẽ đắc tội diệp thần phong vị này thần tiên nhân vật sao nhân vật như vậy hẳn là hắn thả xuống cái giá cực lực giao hảo đối tượng a vương hưng nam diệp tiên sinh để ngươi cút đi ngươi lại vẫn không cút đi vậy thì chớ có trách ta không khách khí từ đông chun trong miệng vừa nói năng hùng hồn nói vừa cũng dơ lên chân phải lại là âm một tiếng này một cước trực tiếp đá vào thân thể uốn lượn vương hưng nam ngực làm cho vương hưng nam thân thể trực tiếp ngã rầm trên mặt đất đứng ở vương hưng nam phía sau trương thành nghiệp cùng quách sáng sủa hai người này là trực tiếp mắt choáng váng hai người bọn họ không nghĩ tới nam cảng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai sẽ không để ý hình tượng động thủ này nếu như truyền đi có thể còn cao đến đâu coi như diệp thần phong có thể chữa trị xong nam cảng bệnh truyền nhiễm Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Chun cũng sẽ không như vậy đối với Diệp Thần Phong nói gì nghe nấy. Chính khi làm trong lòng bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Đoạn Nam, Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao các loại trợ người, bọn họ cũng từng cái từng cái nóng lòng dục thí, đoạn thiên thụy bay thẳng đến Trương Thành Nghiệp vọt tới. Ở Trương Thành Nghiệp ngây người thời điểm, trực tiếp một quyền đánh vào Trương Thành Nghiệp ngực, nguyên bản đoạn thiên thụy là muốn đánh Trương Thành Nghiệp mặt, nhưng đáng tiếc chính là Trương Thành Nghiệp trên mặt mang lồng phòng hộ, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn công kích Trương Thành Nghiệp ngực. Ở đoạn thiên thụy không nói lời gì động thủ sau khi, ở đây một đám người trẻ tuổi, bao quát trần tư vũ các loại chờ bốn cô gái. Bọn họ đều một mạch hướng về Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa hai người này ngớ ngẩn vào tới. Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh là tiếng kêu rên liên hồi, Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa, ba người này thân thể là cuộn mình ở trên mặt đất. Tùy ý thành vạn tùng cùng đoạn nam các loại chờ người quyền đấm cước đá. Đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn chỉ là để vương hưng nam các loại chờ, ba người cút đi mà thôi, không nghĩ tới thành vạn tùng bọn họ dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Phải biết chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nhưng là rất không thích bạo lực. Bất quá, nam cả người đứng đầu, người đứng thứ hai cùng đoạn nam các loại chờ một đám y học quyền uy trước mắt toàn bộ biến thành tay chân hình ảnh nếu như phát hình ra đi nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc rất xuống ba được rồi đem ba người bọn hắn ném ra phòng bệnh là được diệp thần phong thuận miệng nói rằng thành vạn tùng các loại chờ người nghe được diệp thần phong dặn dò sau bọn họ lập tức không chút do dự đem vương hưng nam ba người bọn họ cho đá ra trong phòng bệnh bị đá ra phòng bệnh vương hưng nam thân thể hắn trên rất nhiều nơi đều đau đớn cực kỳ, cũng còn tốt chính là trên mặt của hắn mang lồng phòng hộ, mới làm cho mặt của hắn không có bị thương. Tình huống dưới mắt đại đại ra ngoài dữ liệu của hắn, hắn không nghĩ tới đám người này sẽ như vậy giữ gìn Diệp Thần Phong. Thật giống toàn bộ biến thành Diệp Thần Phong thủ hạ như thế. Cậu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thống nhe răng trợn mắt Trương Thành Nghiệp từ dưới đất bỏ dậy đến sau, đem Vương Hưng Nam cũng từ trên mặt đất phủ lên, mà quách sáng sủa nhưng là chính mình bỏ lên. Giữa lúc Phương Hưng Nam muốn suy nghĩ bước kế tiếp nên làm sao lúc đi. Hắn nhìn thấy nhà lớn bên ngoài xuất hiện năm, sáu người, những này trong tay người cầm máy quay phim, chính đang nhà lớn bên ngoài mặc phòng hộ phục cùng lồng phòng hộ. Đều cho ta chấn định một điểm, tin tức đài phóng viên đến rồi, vừa nãy ta đã phân phó ở bên ngoài canh gác kinh sát, để những phóng viên này có thể trực tiếp vào, chỉ cần sau đó phóng viên xuất hiện ở phòng bệnh bên này, ta cũng không tin trong phòng bệnh người còn dám động thủ. Nếu chúng ta đều đi đến một bước này, như vậy hiện tại ngoại trừ kế tục tiếp tục đi, chúng ta không có cái khác đường lui. Vương Hưng Nam cắn răng nói rằng, đưa tay ra thu dọn một thoáng trên người ngổn ngang quần áo. Đang nhìn đến tin tức đài phóng viên đi vào nhà lớn sau, Vương Hưng Nam trực tiếp cười tiến lên nghinh tiếp, gần nhất bởi Nam Cảng bệnh truyền nhiễm khuyết tán, Truyền thông đối với lần này bệnh truyền nhiễm phi thường quan tâm, vì lẽ đó trước mặt những phóng viên này đều là nhận thức Vương Hưng Nam. Vương Tiên Sinh, người gọi điện thoại đến đài truyền hình chúng ta, chúng ta nghe nói các ngươi đã có thể chữa trị xong lần này bệnh truyền nhiễm. Này có phải là thật hay không? Một tên phóng viên đem microphone đặt ở Vương Hưng Nam trước hỏi. Vương Hưng Nam mặt không đỏ không thở gấp nói rằng, trải qua ta di lấy kế dạng nghiên cứu ta rốt cuộc nghiên cứu ra trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm biện pháp, ta tin tưởng bị mắc bệnh loại này bệnh truyền nhiễm bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ không sao rồi. Vương tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi trong phòng bệnh quay chụp một thoáng, để chúng ta tận mắt xem được chữa trị thật bệnh nhân, như vậy cũng có thể để nam cảng thị dân triệt để an tâm xuống. Người phóng viên kia lại nói, này đương nhiên có thể, các người mời đi theo ta. Vương Hưng Nam dẫn một đám phóng viên lần thứ hai đi vào Diệp Thần Phong bọn họ vị trí trong phòng bệnh. Khi làm, Vương Hưng Nam đẩy cửa ra xuất hiện ở trong phòng bệnh, thành vạn tùng các loại chờ, người lại muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy trong phòng bệnh lại tràn vào đến rồi một nhóm phóng viên. Vương Hưng Nam chỉ vào trong phòng bệnh vừa bị Diệp Thần Phong chữa trị xong mấy cái bệnh nhân, nói rằng, này mấy cái người bệnh trong cơ thể bệnh truyền nhiễm đã bị triệt để chữa trị xong, chúng ta sẽ mau chóng đem loại vi khuẩn này loại bỏ để Nam Cảng thị dân có thể triệt để an tâm. Vương Tiên Sinh, nếu như lần này Nam Cảng bệnh truyền nhiễm có thể trở nên bình lặng, ta nghĩ người đem biến thành nước hoa y học giới tay không có thể nhiệt nhân vật, người có thể hay không tại chỗ cho chúng ta biểu diễn một lượt trị liệu bệnh nhân quá trình. Lại một tên phóng viên mở miệng hỏi. Vương Hưng Nam trong lòng đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thuận miệng nói rằng trị liệu không phải một hồi liền có thể hoàn thành, nếu như các người muốn quay chụp, ta đón lấy vừa vặn muốn kiểm tra một chút người bệnh thân thể, các người có thể ở một bên nhìn. Trong phòng bệnh thành vạn tùng các loại chờ người nghe Vương Hưng Nam đối với phóng viên thao thao bất tuyệt ngôn ngữ, nói được lắm như Vương Hưng Nam đã biến thành chữa trị xong bệnh truyền nhiễm người, điều này làm cho trong lòng bọn họ là tức giận không ngớt, chính khi bọn họ muốn đối với phóng viên giải thích thời điểm, Diệp Thần Phong bình thản mở miệng, được, liền để chúng ta đến mở mang vị này Vương Hưng Nam tiên sinh y thuật. Thấy Diệp Thần Phong đều nói như vậy, thành vạn tùng các loại chờ nhân tài bình tĩnh lại. Vương Hưng Nam cười gần liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, dặn dò Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sổ giúp hắn làm trợ thủ. Bọn họ đi tới một tên thân thể đen thui bên cạnh người mắc bệnh, mở ra người bệnh y phục trên người, bắt đầu giả vờ giả vịt giúp người bệnh kiểm tra thân thể. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực phóng thích ra ngoài, lặng lẽ tiến vào người bệnh kia trong thân thể, chính đang kiểm tra người bệnh kia thân thể vương hưng nam các loại chờ người, trong lòng chính hung hăng cao hứng đây. Chỉ cần chờ ngày hôm nay tin tức phát hình ra đi, như vậy hết thảy đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Vương Hưng Nam ấn ấn người bệnh cái bụng, Trương Thành Nghiệp cùng quét sáng sủa chăm chú đứng ở Vương Hưng Nam bên cạnh, nhưng mà vào lúc này bất ngờ nhưng phát sinh, chỉ thấy tên kia hôn mê người bệnh, thân thể đột nhiên quán tính ngồi dậy đến, từ trong cổ họng phun ra một đại khẩu màu đen dòng máu đến. Vương Hưng Nam các loại chờ ba người tuy rằng mặc phòng hộ y cùng lồng phòng hộ, nhưng là bọn họ cái cổ cái kia một đoạn là lộ ra, những này màu đen huyết dịch chính xảo bất xảo chiếu vào ba người bọn hắn trong cổ, hơn nữa dĩ nhiên thẩm thấu tiến vào Vương Hưng Nam các loại chờ người trong da. Người bệnh trong miệng phun ra màu đen huyết dịch là Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực bước ra đến, loại này màu đen huyết dịch là bệnh độc nguyên thể, thích hợp bước ra một ít đến, đối với người bệnh thân thể không những không có ảnh hưởng, hơn nữa đối với thân thể của bọn họ còn mới có lợi. Đột nhiên xuất hiện tất cả để vương hưng nam các loại chờ ba người dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản trên cổ bị hất tới màu đen huyết dịch là không liên quan, nhưng đáng tiếc chính là ở vương hưng nam các loại chờ, người nhiễm phải màu đen huyết dịch thời điểm, Diệp thần phong lợi dụng bên ngoài linh hồn lực đem màu đen huyết dịch đẩy vào vương hưng nam các loại chờ ba người trong thân thể. Vương hưng nam các loại chờ ba người lập tức cảm hóa loại này từ hắc chứng cùng hóa thi chứng kết hợp thể. Vương hưng nam, trương thành nghiệp cùng quét sáng sủa nhất thời cảm giác trong lỗ mũi hô hấp trở nên khó khăn. Bọn họ ra trên người lấy một loại tốc độ cực nhanh ở biến thành đen, trực tiếp nhảy qua từ hắc chứng trước hai cái giai đoạn, sắp muốn đi vào hóa thi chứng người bệnh giai đoạn. Vương Tiên Sinh, các ngươi." Một tên nữ phóng viên mở miệng hỏi. "Không có chuyện gì, chúng ta làm y học trị liệu, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít đặc thù sự cố." Vương Hưng Nam đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, nhưng mà, trong lỗ mũi càng ngày càng khó khăn hô hấp, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. "Vương Hưng Nam, ta nghĩ các ngươi hẳn là chiếu một soi gương." Đoạn Nam ngón tay chỉ vào trong phòng bệnh một khối hình vuông tấm gương nói rằng, Vương Hưng Nam các loại chờ ba người cảm giác đoạn Nam không hiểu ra sao, bất quá, ba người bọn hắn vẫn là hướng về tấm gương phương hướng nhìn vừa nhìn, khi thấy trong gương toàn thân mình bắt đầu biến thành màu đen thời điểm, ba người bọn họ trong lòng nhất thời một cái hồi hộp, hai chân mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Đoạn thiên thủy các loại chờ người nhìn Vương Hưng Nam dáng dấp của bọn họ, trong lòng là phi thường sảng khoái và hả giận, bây giờ Diệp Thần Phong ở đoạn thiên thủy các loại chờ người trong lòng địa vị có thể là phi thường phi thường phi thường cao thượng, đoạn thiên thụy lạnh cười nói một câu, tự làm tự chịu. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 42